Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 901, tiếp cận nguy cơ. Diệp thiếu gia, để ngươi chấn kinh, ngươi không có thụ thương à. Lần trước ta may mắn đi quan sát qua kinh thành đặc chủng binh hội giao lưu, Diệp thiếu gia thân ngươi tay thế nhưng là để cho ta bội phục không thôi. Tô An Sinh mỉm cười nói với Diệp Thần Phong. Ở đây người thế nhưng là đều biết Tô An Sinh thân phận. Liền ngay cả Tô An Sinh đều muốn 10 phần cung kính hô một tiếng Diệp thiếu gia thanh niên, như vậy thanh niên này thân phận tuyệt đối không đơn giản, ở đây rất nhiều người thông minh đều nghĩ đến Tô An Sinh là kinh thành Diệp gia phe phái quan viên, mà người thanh niên này lại họ Diệp, bọn họ rất nhanh phỏng đoán đến Diệp Thần Phong rất có thể là kinh thành Diệp gia đích hệ tử tôn. Kinh thành Diệp gia bây giờ tại Hoa Hạ chính là quyền thế ngập trời đại gia tộc. Những cái kia từ phía trên Huy Đại Tửu điếm bên trong may mắn sống sót khách mời, bọn họ tại đoán được Diệp Thần Phong thân phận về sau, bọn họ cũng không dám lại đối với Diệp Thần Phong có chút bất mãn, phi thường may mắn mới vừa rồi không có mở miệng nói Diệp Thần Phong không phải. Mà Thiên Hải cảnh giới người đứng đầu Giang Minh Xuyên cùng Thiên Hải quân bộ nhị bả thủ Thạch Thường Sơn, hai người bọn họ vừa rồi đã từ Tô An Sinh trong miệng giải được liên quan tới Diệp Thần Phong sự tình, bây giờ nhìn thấy Tô An Sinh hành vi về sau, hai người bọn họ lập tức khẳng định người thanh niên này cũng là Diệp Thần Phong. Kinh thành Diệp gia Diệp lão gia tử đích tôn. Thạch Thường Sơn đang hiểu rõ ràng Diệp Thần Phong thân phận về sau, trong lòng của hắn là 10 phần đắng chát, Diệp Thần Phong nhân vật như vậy cũng không phải hắn có thể đắc tội lên, nhìn xem bị Tô An Sinh đạp một chân, thiếu một đầu cánh tay trái, đang khom người ôm bụng nhi tử Thạch Hướng Dương, cái này Thạch Thường Sơn trong nội tâm là thở dài một hơi, tất nhiên sự tình đã phát triển đến tình trạng này, con trai của hắn tay khẳng định cũng là khôi phục không đến. Như vậy bây giờ bảo vệ hắn chính mình chức vị mới là chính sự. Thạch Thường Sơn trực tiếp dắt lấy con trai mình cổ áo, cầm Thạch Hướng Dương kéo đến Diệp Thần Phong trước mặt, hận sắt không thành thép xem Thạch Hướng Dương một cái tát quát, tiểu súc sinh, ngươi còn không nhanh cho Diệp thiếu gia xin lỗi. Trên bụng bị Tô An Sinh đạp một chân, bây giờ lại bị cha mình kích động một bạt tai, cái này hoàn toàn cùng Thạch Hướng Dương vừa mới bắt đầu tưởng tượng không giống nhau. Hắn nhìn xem phẫn nộ Tô An Sinh cùng phụ thân hắn Thạch Thường Sơn, hắn coi như lại ngu xuẩn hắn hiện tại cũng biết Diệp Thần Phong là một cái hắn tuyệt đối không thể trêu vào người. Thạch Hướng Dương loại người này nhưng không có cái gì nam nhân cốt khí, hắn kiêu ngạo, hắn tự tin hoàn toàn là đến từ phụ thân hắn Thạch Thường Sơn quyền thế trong tay. Bây giờ ngay cả phụ thân hắn Thạch Thường Sơn cũng phải làm cho hắn cúi đầu xin lỗi, hắn đâu còn có không cúi đầu đạo lý. Thiếu một đầu cánh tay trái Thạch Hướng Dương, thân thể run rẩy hướng phía Diệp Thần Phong thật sâu cúc một cái cung, nói ra, Diệp thiếu gia, thật xin lỗi. Kính xin ngài tha thứ ta đi. Giang Ánh Thiên cùng Tạ Mỹ San đối với đây hết thảy hoàn toàn là sửng sốt, khi nhìn đến Thạch Hướng Dương đối với Diệp Thần Phong xin lỗi về sau hai người bọn họ chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết là Diệp Thần Phong không phải bọn họ loại người này có thể đắc tội. Cái này phu thê hai cái vội vàng đi đến Diệp Thần Phong trước mặt. Ngữ khí run rẩy nói ra, Diệp thiếu gia, thật xin lỗi, có lỗi với chúng ta không phải có ý muốn mạo phạm ngài. Diệp Thần Phong mắt nhìn trước mặt Thạch Hướng Dương cùng Giang Ánh Thiên phu phụ, hắn lại mắt nhìn bên cạnh cắn môi Giang Mộng Dung, đối Giang Ánh Thiên phu phụ nói ra, các người có cái con gái tốt, về sau không cần một mình cho Mộng Dung tỷ an bài hôn sự, ta muốn Mộng Dung tỷ chính mình sẽ có dự định, huống hồ có ít người căn bản không xứng với Mộng Dung tỷ. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này về sau, Thạch Hướng Dương thân thể là bỗng nhiên một cái rung động thiên, bất quá, trên mặt hắn vẫn như cũ là treo nịnh nọt nụ cười, mà Diệp Thần Phong sở dĩ muốn tại Giang Ánh Thiên phu phụ trước mặt xưng hô Giang Mộng Dung vì là Mộng Dung tỷ, đây cũng là giúp một cái Giang Mộng Dung, chỉ sợ sau này Giang Ánh Thiên phu phụ liền sẽ không bức bách Giang Mộng Dung đính hôn. Tốt, tại đây sự tình lưu cho các ngươi xử lý đi. Chúng ta rời đi trước. Diệp Thần Phong đối Tô An Sinh nói ra, hắn căn bản khinh thường đi cùng Thạch Hướng Dương các loại những này rác rưởi so đo. Tô An Sinh bọn người nhìn xem Diệp Thần Phong bọn họ rời đi bóng lưng. Bọn họ chỉ là yên lặng dùng ánh mắt đưa tiễn lấy, mà Giang Mộng Dung lại lấy hết súng khí hô, Diệp tiên sinh, ta lúc nào mới có thể gặp lại ngươi. Diệp Thần Phong cũng không trở về đầu, chỉ là đưa tay phải ra sau này phất phất tay. Nói ra, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp nhau. Diệp Thần Phong nhìn ra được Giang Mộng Dung nữ nhân này đối với hắn là tồn tại hảo cảm, nhưng Diệp Thần Phong không phải gặp một cái thích một người nam nhân,
cho nên hắn vẫn là không cần cho Giang Mộng Dung quá nhiều hy vọng, miễn cho chậm trễ người ta cả một đời hạnh phúc. Tại Diệp Thần Phong vừa vị trí Lý Song Thiên Hải sự tình thì cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia nhất đẳng thế lực Vân Thiên Tông trong một gian mật thất. Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Trời, Thiên Sơn Môn trưởng Môn Phương Chí Dũng, Thiên Sơn Môn đại trưởng Lão Thu Nguyên Long, Thiên Sơn Môn nhị trưởng Lão Lỗ Đấu Văn, cùng Vạn Độc Môn trưởng Môn Khang Trăm Âm Đô ở đây. Từ khi Diệp Thần Phong thoát đi Vạn Độc Môn về sau, cái này ba môn phái một bên tại cổ võ giới tìm kiếm Diệp Thần Phong tung tích, một bên khác bởi vì bọn họ đỉnh cấp thế lực người là không thể tiến vào thế tục giới, cho nên bọn họ an bài nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực người đi hướng về thế tục giới dò xét Diệp Thần Phong tin tức. Ngay tại hai ngày trước dò xét tin tức người trở về, bây giờ Vương Chúng Thiên Đảng người đã là xác định Diệp Thần Phong trở lại thế tục giới. Cái này khiến Vương Chúng Thiên Đảng người là hận đến nghiến răng, dù sao Vương Chúng con trai của trời bị Diệp Thần Phong cho giết, con trai của Phương Chí Dũng, Thu Nguyên Long tôn tử Hòa Ngoại Tôn cũng đều bị Diệp Thần Phong cho giết, cùng Thiên Sơn Môn nhị trưởng Lão Lỗ Đấu Văn một cánh tay, lúc trước bị Diệp Thần Phong dùng hóa cốt nước cho ăn mòn rơi. Đương nhiên Vạn Độc Môn cũng là tổn thất nặng nề, không chỉ có Tàng Bảo Các bị Diệp Thần Phong cho thiêu hủy, với lại hai tên trưởng lão đồng dạng là bị Diệp Thần Phong cho giết. Diệp Thần Phong làm ra những chuyện này đủ để cho Vương Chúng Thiên Đảng người phẫn nộ đem hắn cho chém thành muôn mảnh, đáng tiếc là đỉnh cấp thế lực bên này có không thể tiến vào thế tục giới chế ước, bằng không khi biết Diệp Thần Phong tại thế tục giới về sau, Vương Chúng Thiên Đảng người đã sớm đi thế tục giới giết Diệp Thần Phong. Vương Tông Chủ, hiện tại chúng ta đã biết Diệp Thần Phong quay về thế tục giới, vậy chúng ta đón lấy nên làm cái gì? Vạn Độc Môn trưởng Môn Khang Trăm Âm mở miệng hỏi, cái này ba môn phái bên trong chỉ có Vân Thiên Tông là nhất đẳng thế lực, Vạn Độc Môn cùng Thiên Sơn Môn cũng là tam đẳng thế lực, cho nên cuối cùng hết thảy vẫn là muốn có Vân Thiên Tông quyết định cùng an bài. Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Trời là nắm thật chặt quyền đầu, hắn bây giờ mới hơn 40 tuổi thực lực cũng đã có nguyên thiên sơ kỳ. Trên thân phát ra khí thế cũng không cho khinh thường, ngữ khí âm trầm quát, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này nhất định phải chết, chúng ta bây giờ nhất định phải muốn một cái vạn toàn biện pháp mới tốt, đừng cho đỉnh cấp thế lực bên này hơn môn phái bắt được ta bọn họ nhược điểm. Mà đang lúc Vương Chúng Trời tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, mật thất cửa bị đẩy ra, một tên 7-80 tuổi lão đầu đi tới, Vương Chúng Trời đang nhìn đến lão đầu này về sau, vội vàng hỏi, phụ thân, ngài làm sao tới? Lão đầu này cũng là Vương Chúng Thiên phụ thân Vương Mộc Trùng, đồng dạng cũng là Vân Thiên Tông đời trước tông chủ. Thiên Sơn Môn trưởng Môn Phương Chí Dũng bọn người ở tại nhìn thấy Vương Mộc Trùng về sau, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra chấn kinh thần sắc, Phương Chí Dũng nghi vấn hỏi, Vương Thiền Bối, ngài không phải đã. Vương Mộc Trùng khoát khoát tay, nói ra, bên ngoài là đồn đại ta sớm tại 3 năm trước đây liền đã chết, bất quá. Cái này cũng chỉ là chúng ta Vân Thiên Tông muốn ẩn giấu thực lực thôi, bây giờ lão phu ta đã bước vào nguyên thiên trung kỳ tầng thứ, không nghĩ tới lão phu tôn tử sẽ bị người cho sát hại. Chúng trời, người cũng không cần giấu giếm ta đã toàn bộ biết, lần này liền từ ta tự mình đi một chuyến thế tục giới đi. Bọn họ phái người không phải đã cho là ta chết sao? Đây không phải vừa vặn đi, bằng vào ta bây giờ thực lực muốn thần không biết quỷ không hay đi một chuyến thế tục giới. Đây là có thể làm được, hiện tại các ngươi chỉ cần an bài cho ta hai cái người dẫn đường là được rồi. Dám giết hại lão phu cháu của ta nhất định phải cầm đối phương nghiền xương thành cho không thể. Từ Vương Mộc Trùng trong thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ nguyên thiên trung kỳ khí thế, trong mật thất một cái bàn trực tiếp bị cỗ khí thế này cho chấn động thành bụi phấn, mà Vương Chúng Thiên Đẳng người cảm nhận được Vương Mộc Trùng cỗ khí thế này về sau, bọn họ cũng từng cái là sắc mặt trắng bệch. Vương Chúng có trời mới biết là khuyên không cha mình, bây giờ để cho phụ thân hắn Vương Mộc Trùng đi một chuyến thế tục giới, đây cũng là một cái không sai biện pháp, bằng vào Vương Mộc Trùng nguyên thiên trung kỳ thực lực, tại Vương Chúng Thiên Đảng người xem ra phải giải quyết một cái Diệp Thần Phong căn bản chính là dễ như trở bàn tay, cho nên Vương Chúng trời cũng từ bỏ thuyết phục. Cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên này tam đại môn phái lần nữa tiến hành hành động, mà vừa mới xử lý xong Thiên Hải sự tình Diệp Thần Phong. Hắn còn chưa không biết nguy cơ lần nữa hướng phía hắn tiếp cận. Chương 902, biến dị sau khi hắc sắc khí thể. Huyết ảnh tỷ chết Thiên Hải sự tình xem như tạm thời cáo tại đoạn. Lần này một chuyến Thiên Hải hành trình đối với Diệp Thần Phong tới nói là không có chút nào thu hoạch,
Hắn vẫn như cũ là không có giải được dấu ở chỗ tối cái kia thần bí tổ chức, cho nên hắn dự định trước quay về kinh thành lại nói. Diệp Thần Phong để cho Phương Nam Tường lưu lại xử lý một chút còn thừa sự tình, dù sao Thiên Hải Thắng Thiên Hội lưu lại tới rất sinh sản nhiều nghiệp, những này sản nghiệp đương nhiên là không thể tiện nghi người khác, bất quá, Diệp Thần Phong tạm thời không có ý định tại Thiên Hải một lần nữa sáng tạo Thắng Thiên Hội. Trước mắt giấu ở chỗ tối cái kia thần bí tổ chức đối với hắn tới nói là một cái cự đại uy hiếp, hắn không muốn lại nhìn thấy cùng loại lần này Thiên Hải sự tình phát sinh. Diệp Thần Phong để cho Phương Nam Tường lưu tại Thiên Hải, cũng chỉ là để cho Phương Nam Tường cầm nguyên bản Thắng Thiên Hội sản nghiệp thu nạp đứng lên, tạm thời trước hết để cho một chút đáng tin người đi kinh doanh những này sản nghiệp. Nguyên bản Diệp Thần Phong là muốn mang theo Trương Hân Nhiên nhà đầu này cùng một chỗ trở lại kinh thành. Có thể Trương Hân Nhiên kiên quyết muốn tiếp tục lưu tại Thiên Hải, sau cùng Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ theo nha đầu này ý tứ, dù sao Phương Nam Tường cũng là lưu tại Thiên Hải. Có phương pháp Nam Tường chiếu khán nha đầu này hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, sau cùng chỉ có Diệp Thần Phong, Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Võ Kiệt cùng một chỗ trở lại kinh thành. Tại Thiên Hải nghỉ ngơi một buổi tối về sau, ngày thứ hai sáng sớm, tại Phương Nam Tường cùng Trương Hân Nhiên đưa tiến dưới, Diệp Thần Phong bọn người leo lên từ phía trên biển bay hướng kinh thành phi cơ. Phi cơ khoang hạng nhất bên trong. Diệp Thần Phong ngồi tại một cái gần bên trong vị trí, về phần Tôn Hiểu Lệ bọn người thì là ngồi tại trước mặt hắn, không bao lâu tại Diệp Thần Phong bên cạnh trên ghế ngồi an vị hạ xuống một cái nhìn qua tương đối nhã nhặn gã đeo kính. Tên này gã đeo kính dò xét Diệp Thần Phong liếc một chút về sau, hắn liền cầm tầm mắt cho rời. Ánh mắt của hắn tại khoang hạng nhất bên trong khắp nơi quét mắt, sau cùng chặt chẽ chăm chú vào phía trước cách đó không xa một tên tiếp viên hàng không trên mông, khóe miệng rất nhỏ hiển hiện một vòng nụ cười. Tại tên kia tướng mạo cũng không tệ lắm tiếp viên hàng không hướng phía sau đi tới thời điểm, tên này gã đeo kính hứng hờ từ trên chỗ ngồi đứng lên, tại tên kia tiếp viên hàng không đi qua bên cạnh hắn thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía tiếp viên hàng không ngang nhiên xông qua. Một đôi tay vừa vặn đặt tại tên kia tiếp viên hàng không trên cặp mông, còn thuận thế nhào nặn hai thanh. Sau đó, tên này gã đeo kính lập tức đứng thẳng người, dùng ngón tay đỡ nâng kính mắt, mười phần áy náy đối tên kia tiếp viên hàng không, nói ra, thật xin lỗi, vừa rồi cũng là vị tiên sinh này vấp ta một phát. Tên này gã đeo kính chỉ ngồi ở bên trong Diệp Thần Phong, sau đó hắn từ trong túi lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho tên kia tiếp viên hàng không. Nói ra, đây là ta danh thiếp, vì biểu bày ra ta áy náy, nếu như tiểu thư ngươi lúc nào tới kinh thành, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Tên này gã đeo kính trên danh thiếp thình lình viết một cái mỗ công ty tổng kinh lý, tên kia tiếp viên hàng không khi nhìn đến gã đeo kính danh thiếp về sau, lại cảm thấy gã đeo kính nho nhã lễ độ, hẳn là không hề giống là cố ý đụng vào trên người nàng, huống hồ bây giờ nữ nhân cơ hồ cũng là muốn tìm có tiền nam nhân. Trước mặt người nam đeo mắt kính này cũng là một cái không sai phát triển đối tượng, cho nên tên này tiếp viên hàng không lập tức nói ra, không sao, tiên sinh ngươi cũng không phải có ý. Tên này tiếp viên hàng không tại chừng liếc một chút ngồi ở bên trong Diệp Thần Phong về sau, nàng liền lập tức rời đi. Ở tên này tiếp viên hàng không rời đi về sau, gã đeo kính một lần nữa ngồi trở lại chỗ mình ngồi, đối Diệp Thần Phong nói ra, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi ngược lại là rất thức thời. Không bằng chúng ta tới kết giao bằng hữu a. Đến kinh thành có chuyện gì tình ngươi có thể tới tìm ta. Diệp Thần Phong sở dĩ không có chọc thủng gã đeo kính lời nói dối, đến một lần hắn là không muốn cùng loại tiểu nhân này vật chấp nhặt, thứ hai hắn giờ phút này đang nghiên cứu lấy trong đan điền biến dị hắc sắc khí thể, nghe thấy gã đeo kính ở bên cạnh dài dòng văn tự, Diệp Thần Phong trực tiếp nhắm mắt lại. Gã đeo kính nhìn thấy Diệp Thần Phong lờ đi hắn. Sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, ục ục thì thầm nói, thật là một cái không kiến thức tiểu tử. Diệp Thần Phong chỉ coi gã đeo kính là tại đánh giấm, hắn phối hợp tiếp tục làm việc của mình, hắn luôn cảm giác trong đan điền đoàn kia bây giờ mang theo một chút màu đỏ sậm hắc sắc khí thể có chút quỷ dị, thế là hắn dùng linh hồn lực đi chậm rãi đụng vào đoàn kia biến dị hắc sắc khí thể, không đụng vào còn không sao, vừa chạm vào đụng. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác từ hắc sắc khí thể bên trong tràn ra một cỗ nồng đậm sát khí, cỗ sát khí kia tại dần dần tràn ngập hướng về Diệp Thần Phong toàn thân. Diệp Thần Phong bỗng nhiên mở to mắt, giờ phút này hắn hai khỏa con ngươi là đỏ như máu, biểu hiện trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh một mảnh,
mà ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh gã đeo kính còn không có cảm thấy được Diệp Thần Phong không thích hợp. Hắn chỉ thấy vừa rồi tên kia tiếp viên hàng không lại tại hướng về bên này đi tới, thế là chuẩn bị đi dựng bắt chuyện. Mà khi tên này gã đeo kính trong nội tâm nghĩ đến bắt chuyện lời nói thì hắn bất thình lình cảm giác xương sống lưng thượng lưu siêu siêu, ngay sau đó, cả người hắn không khỏi dịu khẩn trương lên, loại này tâm tình khẩn trương càng lúc càng nồng nặc, hắn giống như cảm giác mình thuộc về kề cận cái chết, đồng dạng hắn cũng cảm giác mình giống như có loại đặt mình vào địa ngục khủng bố cảm giác. Làm tên này gã đeo kính trong lúc vô tình nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần Phong thì hắn vừa hay nhìn thấy Diệp Thần Phong cặp kia ánh mắt đỏ như máu, cả người hắn là lập tức hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, mà đang lúc hắn muốn gọi hô thời điểm. Từ Diệp Thần Phong cặp kia đỏ như máu trong con mắt bắn ra hai đạo hồng quang, cái này hai đạo hồng quang trực tiếp tiến vào gã đeo kính trong con mắt. Gã đeo kính cả người nhất thời vong kêu to, cả người ngơ ngác ngồi tại vị tử bên trên, giống như biến thành một cái giống như kẻ ngu. Tại gã đeo kính ngồi yên bất động thời điểm, vừa rồi tên kia tiếp viên hàng không vừa vặn đi đến gã đeo kính bên cạnh, đang lúc tiếp viên hàng không muốn hỏi hỏi gã đeo kính có cần hay không đồ vật thời điểm, chỉ nghe thấy từ gã đeo kính dưới mông truyền ra bất. Bất, bất, tiếng vang, tiếp theo gã đeo kính trong đũng quần cũng chảy ra chất lỏng màu vàng, một cỗ mùi khai từ gã đeo kính phía dưới truyền đến. Mắt kính này nam rõ ràng cho thấy đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tên kia tiếp viên hàng không đương nhiên cũng phát hiện gã đeo kính tình huống, nàng hai đầu lông mày chặt chẽ nhăn lại đến, đẩy đẩy kính mắt nam thân thể, hỏi tiên sinh, ngài làm sao? Hắn rõ ràng cho thấy đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, như loại này khách nhân các ngươi hẳn là phải thật tốt chăm sóc mới là, hắn khẳng định là tinh thần có vấn đề, hiện tại cho ta thay cái vị trí đi. Tại đây không thể ngồi. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, hắn hai con ngươi tử khôi phục bình thường màu sắc. Chuyện của tôi. .vn ha 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 nhỏ, tên này gã đeo kính trong mồm bất thình lình phát ra cười ngây ngô âm thanh. Nếu như đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế còn chưa thể xác định người này là kẻ ngu lời nói. Như vậy giờ phút này cười ngây ngô 100% có thể xác định mắt kính này nam là kẻ ngu. Tên kia tiếp viên hàng không nhớ tới vừa rồi gã đeo kính tựa ở trên người nàng thời điểm, có vẻ như còn nhào nặn một chút nàng cái mông. Lần này ngược lại để trong nội tâm nàng mắng to suối quẩy, nàng lập tức đi đem khoảng trống cảnh kêu đến, trước đem cái này thần kinh không bình thường gã đeo kính tạm thời khống chế lại nói. Đương nhiên tên kia tiếp viên hàng không cũng cho Diệp Thần Phong đổi một cái chỗ ngồi, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng phi thế nhưng là tiên thiên cao thủ, bọn họ cảm giác vẫn là vô cùng nhạy cảm. Từ vừa rồi Diệp Thần Phong đột biến bắt đầu, bọn họ cũng cảm giác được có cỗ dày đặc sát khí, ánh mắt hữu ý vô ý xem Diệp Thần Phong liếc một chút. Diệp Thần Phong đổi qua vị trí về sau, trong lòng của hắn cũng là một trận mồ hôi lạnh, bởi vì vừa rồi cả người hắn kém chút mất khống chế, chỉ là dùng linh hồn lực đi đụng vào một chút đoàn kia hắc sắc khí thể, làm sao lại liền phát sinh loại này kỳ quái biến hóa. Phải biết lúc trước cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hiện tại duy nhất chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là trong đan điền cái này đoàn hắc sắc khí thể không chỉ có ngoại hình hơi phát sinh cải biến đơn giản như vậy. Vừa rồi Diệp Thần Phong là dựa vào lấy kinh người kiên quyết cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó không còn đi dùng linh hồn lực đụng vào trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể, cho nên hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tuy nhiên vừa rồi Diệp Thần Phong thuộc về một loại cực độ sát khí trong trạng thái. Nhưng là hắn đối cứng mới sự tình vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, riêng là tên kia gã đeo kính đang nhìn ánh mắt hắn về sau, mắt kính này nam vậy mà trực tiếp biến thành một cái ngu ngốc. Đối với gã đeo kính có phải hay không bởi vì hắn biến thành ngu ngốc? Diệp Thần Phong trong nội tâm là căn bản không tồn tại bất luận cái gì một điểm áy náy, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú là trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể biến hóa, nhưng tại đi qua vừa rồi biến cố về sau. Diệp Thần Phong không dám tùy tiện đi dùng linh hồn lực đụng vào trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể, vạn nhất hắn áp chế không nổi từ hắc sắc khí thể bên trong tràn ra tới dày đặc sát khí, hậu quả kia khẳng định là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 903, kích động, huyết sắc thiên thạch. Trên máy bay sự tình đối với Diệp Thần Phong tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, bởi vì biến dị sau khi hắc sắc khí thể 10 phần cổ quái. Diệp Thần Phong tạm thời cũng dò xét không ra hắc sắc khí thể bên trong huyền diệu, dù sao chỉ cần không đi dùng linh hồn lực tiếp xúc từ hắc sắc khí thể,
Cái này biến dị sau khi hắc sắc khí thể vẫn như cũ là đối với Diệp Thần Phong thân thể không hề ảnh hưởng. 2 giờ sau khi Diệp Thần Phong bọn người đến kinh thành phi trường quốc tế, hôm qua Diệp Lão Gia Tử tuy nhiên gọi điện thoại cho Diệp Thần Phong, nhưng là Diệp Thần Phong cũng không có nói cho Diệp Lão Gia Tử hôm nay muốn trở lại kinh thành, hắn không muốn Diệp Lão Gia Tử bọn người long trọng tới phi trường đón hắn. Diệp Thần Phong bọn họ đang đi ra phi trường về sau, liền cản một chiếc taxi dưới xe đến, hắn chuẩn bị về trước một chuyến Diệp gia lại nói, mà Tôn Hiểu Lệ, Tôn Hằng Phi cùng Võ Kiệt cũng liền đi theo Diệp Thần Phong cùng đi Diệp gia. Mới nhất thông báo, hôm qua ban đêm ở kinh thành trong bầu trời đêm thoáng hiện hào quang màu đỏ, theo kinh thành có quan hệ nhân viên nghiên cứu khoa học phỏng đoán cùng thăm dò, ở kinh thành phía bắc Thương Vân Sơn mạch bên trong phát hiện 5 khối cự đại đỏ như máu thiên thạch, đêm qua trong bầu trời đêm thoáng hiện hào quang màu đỏ. Hẳn là máu này hồng sắc thiên thạch phát ra tới, trước mắt tương quan nhân viên nghiên cứu khoa học đang tải chặt chẽ trong nghiên cứu, phía dưới cắm truyền bá một đầu hôm nay khí trời dự tỷ. Taxi máy thu âm bên trong truyền ra nữ chính thanh thúy thanh âm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên Diệp Thần Phong đang nghe cái tin tức này về sau, ban đầu hắn vẫn còn ở cau mày suy tư, nhưng sau đó hắn một đôi tròng mắt bên trong liền tách ra lóe sáng quang mang. Trong nội tâm thầm nghĩ, vận khí ta sẽ không như thế được rồi. Trước đó quyển kia vạn thánh độc điển bị ngọn lửa hòa tan về sau, nguyên một bản vạn thánh độc điển biến thành một tấm cùng loại tấm da dê đồ vật. Tấm kia tấm da dê chính diện ghi chép là đã bị Diệp Thần Phong điều chế ra được nghịch thiên thối thể dược dịch, mà phản diện ghi chép cũng là có quan hệ huyết sắc thiên thạch tin tức. Tấm kia tấm da dê phản diện ghi chép loại kia huyết sắc thiên thạch chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên ngoại vẫn thạch. Tại này huyết sắc thiên thạch bên trong sẽ dựng dục ra từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết châu, mà máu này châu đối với tiên thiên cao thủ tới nói là đại bổ chi vật. Theo tấm kia tấm da dê phản diện miêu tả, nếu như một tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ hấp thu một khỏa huyết châu về sau, như vậy hắn thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên tới phá thiên sơ kỳ, nếu như một tên tiên thiên trung kỳ cao thủ đang hấp thu một khỏa huyết châu về sau như vậy hắn thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên tới phá thiên trung kỳ. Mà nếu như một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ đang hấp thu một khỏa huyết châu về sau, như vậy hắn thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên tới phá thiên đỉnh phong. Bất quá, máu này châu cùng thối thể dược dịch có rất nhiều chỗ tương tự, chúng nó đều chỉ có tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, về sau cho dù lại không ngừng sử dụng, chúng nó có thể phát huy đi ra hiệu quả cũng cơ hồ chẳng khác gì là số 0. Diệp Thần Phong đang nghe máy thu âm bên trong cái tin tức này về sau. Hắn lập tức cầm máy thu âm bên trong nói tới đỏ như máu thiên thạch cùng huyết sắc thiên thạch liên hệ với nhau, nếu như Thương Vân Sơn mạch bên trong thật sự là huyết sắc thiên thạch, như vậy lúc này Diệp Thần Phong coi như thật kiếm bộn tóc, ý vị này hắn có thể lập tức bồi dưỡng được nhiều tên phá thiên chi cảnh cao thủ đi ra, dạng này mang ý nghĩa lần sau tiến vào cổ võ giới hắn khí cầm càng thêm đủ. Trong đầu đơn giản suy nghĩ một phen về sau, Diệp Thần Phong tiên quyết định đánh một chiếc điện thoại cho hắn ra ra Diệp Chấn Hồng. Mặc kệ Thương Vân Sơn mạch bên trong có phải hay không trên giấy da dê chỗ miêu tả huyết sắc thiên thạch, hắn hiện tại cũng nhất định phải đi một chuyến Thương Vân Sơn mạch nhìn xem. Tại điện thoại kết nối về sau, Diệp Thần Phong lập tức nói ra, ra ra, ta hiện tại đã trở lại kinh thành, tối hôm qua là không phải có 5 khối đỏ như máu thiên thạch rơi vào Thương Vân Sơn mạch. Hiện tại hẳn là hữu tướng quan nhân thành viên ở nơi đó nghiên cứu a. Ta đối với loại này đỏ như máu thiên thạch cảm thấy hứng thú vô cùng, này 5 khối đỏ như máu thiên thạch có thể hay không cho ta? Diệp Lão Gia Tử bị Diệp Thần Phong cái này liên tiếp vấn đề hỏi có chút phản ứng không đến, thật lâu về sau, hắn mới mở miệng nói ra, Thần Phong, người hôm nay trở lại kinh thành làm sao không nói cho ta? Không phải liền là 5 khối thiên ngoại vẫn thạch đi, ra ra ta vừa vặn mở xong sẽ chuẩn bị trở về nhà. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại tới đón ngươi một chuyến. Diệp Thần Phong nhường ra tài xế taxi dừng lại, hắn nhìn một chút chung quanh khu vực về sau, hắn liền ở trong điện thoại đem hắn chỗ cụ thể vị trí cương nói cho Diệp Lão Gia Tử. Tại cùng Diệp Lão Gia Tử thông suốt xong điện thoại về sau, Diệp Thần Phong liền đi xuống taxi, để cho Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Võ Kiệt bọn họ về trước đi. Thật sự là huyết sắc thiên thạch đối với Diệp Thần Phong quá có sức hấp dẫn, trước mắt hắn không chỉ có cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình. Hắn còn muốn tăng lên phong vệ đội thành viên thực lực. Ước chừng nửa giờ về sau, một cỗ phiên bản dài chống đạn kiệu xa tại 4 chiếc Hammer bảo vệ dưới chậm rãi đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt,
Chống đạn kiệu xa cửa sổ xe mở ra một chút, Diệp lão gia tử vẻ mặt vui cười lập tức xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Diệp lão gia tử nói ra, Thần Phong, lên xe đi. Tại đi đến phiên bản dài chống đạn kiệu xa về sau, Diệp Thần Phong mới phát hiện trong xe không vẻn vẹn có gia gia hắn, ngay cả Dư lão gia tử hơn năm được mùa, Dương lão gia tử Dương Viễn, Võ lão gia tử Vũ An Quốc cùng Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương đều tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các vị lão gia tốt, Diệp Thần Phong khi nhìn đến hơn năm được mùa các loại lão đầu về sau, hắn xem như lễ phép đánh một tiếng chào hỏi. Nhất hào thủ trưởng hơn năm được mùa cố ý tấm lấy khuôn mặt, nói ra, Thần Phong, chúng ta những lão gia hỏa này thế nhưng là không có chút nào tốt. Những ngày này chúng ta mỗi ngày đều vì ngươi lo lắng hãi hùng, còn tốt tiểu tử ngươi hoàn hảo vô khuyết trở về, bằng không ta nhưng không có an giấc ngủ. Hơn năm được mùa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc hòa hoãn lại, vỗ nhẹ nhẹ đập Diệp Thần Phong bả vai. Thần Phong, ngươi trở về liền tốt, về sau bớt làm một chút để cho gia gia ta lo lắng sự tình. Diệp Trấn Hồng hiền lành nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra. Trấn Hồng, ngươi cũng ít nói một câu đi. Thần Phong tiểu tử này trời sinh không phải một cái an phận người, nếu là hắn có một ngày không nháo đằng, đoán chừng ngươi còn muốn không quen. Võ lão gia tử Vũ An Quốc cười ha hả nói ra. Diệp Thần Phong từ nơi này chút lão gia tử trong lời nói cảm nhận được chân thành tha thiết quan tâm, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời ngược lại là trở nên ấm ấm áp áp, trên đường đi vừa nói vừa cười trò chuyện, nháy mắt 3 giờ liền đi qua, xe cũng đã đến Thương Vân Sơn Mạch bên ngoài. Bởi vì tối hôm qua có 5 khối thiên ngoại vẫn thạch đáp xuống Thương Vân Sơn Mạch bên này, hôm nay lại có nhân viên nghiên cứu khoa học đến bên này nghiên cứu. Cho nên tại Thương Vân Sơn Mạch đứng ở phía ngoài cầm trong tay hỏa lực vũ khí cảnh sát vũ trang. Những này cảnh sát vũ trang khi nhìn đến hơn năm được mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử về sau, bọn họ từng cái là ngay đầu tiên cho đi, đồng thời an bài một tên cảnh sát vũ trang cho những này lão gia tử dẫn đường. Rất nhanh, ở tên này cảnh sát vũ trang chỉ huy dưới, hơn năm được mùa, Diệp Trấn Hồng cùng Diệp Thần Phong bọn người liền tới đến 5 khối đỏ như máu thiên thạch địa phương. Giờ phút này đang có nhân viên nghiên cứu khoa học dùng đặc thù máy móc tại đỏ như máu thiên thạch bên trên loay hoay. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học khi nhìn đến hơn năm được mùa bọn người về sau, bọn họ lập tức buông xuống trong tay công tác, nhao nhao hướng về hơn năm được mùa bọn người ân cần thăm hỏi một tiếng. Hơn năm được mùa gật gật đầu, nói ra tốt, các người trước tiên đứng ở một bên đi thôi. Cái này 5 khối đỏ như máu thiên thạch các ngươi không cần nghiên cứu. Sau đó hơn năm được mùa lại đối Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, ta không biết người muốn cái này 5 khối thiên thạch làm gì. Bất quá, từ giờ trở đi cái này 5 khối thiên thạch cũng là ngươi, có muốn hay không ta phái người giúp ngươi trở về đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, Dư lão gia tử, để cho ta trước tiên nghiên cứu một chút những này thiên thạch. Cái này 5 khối đỏ như máu thiên thạch toàn thân phát ra màu đỏ nhàn nhạt quang mang, mỗi một khối độ cao đều có hơn 1 mét. Máu này hồng sắc thiên thạch ngoại hình ngược lại là cùng trên giấy da dê miêu tả loại kia huyết sắc thiên thạch giống như đúc, cái này càng thêm để cho Diệp Thần Phong kích động. Diệp Thần Phong bàn tay phải đặt tại bên trong một khối đỏ như máu thiên thạch mặt ngoài, trong thân thể linh hồn lực chậm rãi xuyên thấu qua thủ trưởng xông vào đỏ như máu thiên thạch bên trong, hắn muốn lợi dụng linh hồn lực tới xác định một chút, cái này 5 khối đỏ như máu thiên thạch đến có phải là thật hay không huyết sắc thiên thạch. Tại linh hồn lực thẩm thấu tiến vào đỏ như máu thiên thạch về sau, Diệp Thần Phong không khỏi ngừng thở, theo linh hồn lực không ngừng thẩm thấu, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây về sau, Diệp Thần Phong trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, bởi vì hắn tại đỏ như máu thiên thạch bên trong cảm giác được cường hãn năng lượng ba động, giờ khắc này, hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định cái này 5 khối đỏ như máu thiên thạch cũng là trên giấy da dê nói tới huyết sắc thiên thạch. Diệp Thần Phong kềm chế nội tâm kích động, hắn không có ý định ở chỗ này cầm 5 khối huyết sắc thiên thạch giải phẫu, thế là hắn nói ra, Dư lão gia tử, cái này 5 khối huyết sắc thiên thạch giúp ta trở về ta phong vệ doanh bên trong đi thôi. Chương 904, Thần Phong, người không có hù chúng ta à? Phong vệ doanh một gian huấn luyện trong phòng. Diệp Thần Phong rời đi Thương Vân Sơn Mạch về sau, hắn liền trực tiếp đi vào phong vệ doanh. Nguyên bản hắn là dự định về trước một chuyến Diệp gia, bất quá, bây giờ trong tay hắn có 5 khối huyết sắc thiên thạch,
hắn phải nhanh một chút đem huyết sắc thiên thạch bên trong huyết châu cho khai thác đi ra, thuận tiện nghiệm chứng một chút này huyết sắc thiên thạch bên trong huyết châu có phải là thật hay không như là trên giấy da dê nói thần kỳ như vậy. Trước mắt năm khối khoảng chừng cao hơn 1 mét huyết sắc thiên thạch yên tĩnh bầy đặt đang huấn luyện trong phòng, hơn năm được mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử đang bồi Diệp Thần Phong đi một chuyến Thương Vân Sơn Mạch, tại giúp Diệp Thần Phong giải quyết huyết sắc thiên thạch sự tình về sau. Những này lão gia tử liền riêng phần mình đi làm việc tay mình trên đầu sự tình, bất quá, Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng để cho Diệp Thần Phong sau khi hết bận, mau sớm dành thời gian quay về một chuyến Diệp gia. Dù sao mặc kệ là Diệp Thần Phong mẫu thân vẫn là Diệp Thần Phong nữ nhân, các nàng có thể mỗi ngày đều tại nhắc đi nhắc lại lấy Diệp Thần Phong. Phong vệ doanh gian phòng này huấn luyện trong phòng, trừ Diệp Thần Phong ở đây bên ngoài, Diệp Thần Phong ngoại thái công tôn Bác Dịch, ngoại công tôn Dương An. Đại cữu tôn chính trực, nhị cữu Masayoshi Son, quỷ y môn trưởng môn quý đính thiên, Diệp Đông Kiệt, Vũ Khôn Minh, Vương Lực, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ bọn người ở đây, bên trong Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ tại Diệp Thần Phong đến khi đi hướng về Thương Vân Sơn Mạch về sau, hai người bọn họ cũng không có đi Diệp ra, mà chính là trực tiếp trở lại phong vệ doanh bên trong. Về phần Võ Kiệt tiểu tử kia thì là quay về Vũ ra đi. Thần Phong, lần này Thiên Hải sự tình ta đều nghe Hiểu Lệ cùng Hằng Phi nói, không nghĩ tới cái này thế tục giới còn có cái này lợi hại người tồn tại, xem ra chúng ta những này cổ võ giới bên trong người, lúc trước thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong ngoại thái công tôn Bác Dịch đang nghe Huyết Ảnh cường hãn thực lực về sau, trong lòng của hắn là thổn thức không thôi, bây giờ hắn thực lực có thể đến tiên thiên đỉnh phong, đây hết thảy cũng đều là bởi vì Diệp Thần Phong. Lúc trước tiên thiên đỉnh phong thực lực cũng là Tôn Bác Dịch cả đời theo đuổi, nguyên bản hắn biết mình thực lực chỉ có thể dừng bước tại tiên thiên sơ kỳ, là Diệp Thần Phong đem hắn vận mệnh cho cải biến, nhưng hôm nay hắn đang nghe liên quan tới Huyết Ảnh sự tình về sau, hắn lại cảm thấy tiên thiên đỉnh phong thực lực cũng còn thiếu rất nhiều, bởi vì hắn bộ xương già này đang còn muốn hữu sinh chi niên có thể đến giúp Diệp Thần Phong cái này tăng ngoại tôn một chút bận bịu. Có thể Tôn Bác Dịch biết đời này hắn thực lực có thể đến tiên thiên đỉnh phong đây đã là một cái kỳ tích. Coi như hắn tầng ngoại tôn lại như thế nào yêu nghiệt, cũng khẳng định không thể trợ giúp hắn bước vào tha thiết ước mơ phá thiên chi cảnh. Ngoại thái công, ngài cũng không cần quá mức thương cảm, ta tin tưởng về sau thực lực ngươi còn có thể đi lên tăng lên. Diệp Thần Phong an ủi Tôn Bác Dịch. Ai, Tôn Bác Dịch thở dài một hơi về sau, hắn lắc đầu nói ra tốt, Thần Phong. Chúng ta không đàm luận những chuyện này mất hứng sự tình, người đem chúng ta gọi vào tại đây tới có chuyện gì tình sao? Diệp Thần Phong không có lập tức cầm huyết sắc thiên thạch sự tình nói ra, hắn mỉm cười nói, ngoại thái công, ta để cho các ngươi là đến xem trước mặt cái này 5 khối huyết sắc thiên thạch, loại này thiên thạch cũng không phải bình thường thiên thạch. Tôn Hằng Phi đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, hắn lập tức nói ra, Thần Phong, ngươi như vậy vội vã gọi chúng ta tới. Ngươi chính là để cho chúng ta đến xem cái này 5 khối phá thiên thạch. Ta cùng Hiểu Lệ có thể mới vừa vặn trở lại phong vệ doanh A. Ngươi cũng không cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, chẳng lẽ cái này 5 khối phá thiên thạch còn có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên không được sao? Hằng Phi, Thần Phong đem chúng ta kêu đến xem loại này huyết sắc thiên thạch, vậy thì khẳng định có hắn đạo lý, ngươi ở một bên yên tĩnh nghe là được. Tôn Bác Dịch chừng liếc một chút Tôn Hằng Phi nói ra. Bây giờ tại Tôn Bác Dịch tâm lý Diệp Thần Phong cái này tầng ngoại tôn thế nhưng là có tuyệt đối địa vị. Diệp Thần Phong ngón tay sờ mũi một cái, cười nói, ngoại thái công, lúc này thật đúng là bị Hằng Phi tiểu tử này cho nói chúng, nếu như ta không có phán đoán nói bậy, cái này 5 khối huyết sắc thiên thạch thật đúng là có thể tăng lên thực lực các ngươi. Tôn Hằng Phi chỉ là thuận miệng một câu trò đùa lời nói, có thể kết quả câu này trò đùa lời nói đạt được Diệp Thần Phong khẳng định. Cái này khiến Tôn Bác Dịch đám người nhất thời tới tinh thần, tính tình tương đối gấp Diệp Đông Kiệt, hắn trận này bởi vì thực lực tăng lên tới tiên thiên trung kỳ, hắn nhưng không có ít đến kinh thành tất cả đại quân khu bên trong đi khoe khoang. Bây giờ tất cả đại quân khu bên trong người có thể tranh cùng nhau vỗ Diệp Đông Kiệt mông ngựa, muốn cho Diệp Đông Kiệt cũng đồng ý bọn họ gia nhập vào phong vệ doanh bên trong đến, trước mắt nghe được thực lực lại có thể tăng lên, Diệp Đông Kiệt vội vàng nói. Thần Phong, ngươi nói là thật. Thực lực chúng ta còn có thể tăng lên, bằng vào ta hiện tại tiên thiên trung kỳ thực lực, tại trải qua loại này huyết sắc thiên thạch về sau, ta có phải hay không có thể tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong? Ta nhưng đối với tiên thiên đỉnh phong thực lực thèm nhỏ dãi không thôi a.
Có được tiên thiên đỉnh phong Tôn Bác Dịch, hắn đang nghe Diệp Đông Kiện lời nói về sau, hắn con người hơi hơi ảm đạm nhạt, nói ra, Thần Phong, ta là không trông cậy vào lập tức đột phá đến phá thiên chi cảnh, dù sao tiên thiên chi cảnh cùng phá thiên chi cảnh ở giữa một đầu hồng câu cũng không phải đơn giản như vậy có thể vượt qua. Ở đây Quý Đính Thiên, Tôn Chính Trực cùng Tôn Hiểu Lệ các loại tiên thiên đỉnh phong cao thủ, bọn họ đang nghe Tôn Bác Dịch lần này về sau, trong lòng bọn họ mặt nhau nhau là thở dài một hơi, lập tức bọn họ lại cảm thấy chính mình quá tham lam, từ tiên thiên đột phá đến phá thiên như thế nào dễ dàng như vậy. Nếu như trước đó không có Diệp Thần Phong lời nói, bọn họ muốn đột phá đến tiên thiên chi cảnh cũng là một kiện 10 phần xa vời sự tình. Diệp Thần Phong muốn lập tức đối với Tôn Bác Dịch bọn người nói một chút có quan hệ Huyết Châu tình huống, bất quá, hắn do dự một chút về sau, hắn vẫn là quyết định đem huyết sắc thiên thạch bên trong Huyết Châu cho giải phẫu đi ra, hắn lại đối với Tôn Bác Dịch bọn người giải thích một chút đi. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, tiểu thúc, các ngươi đều trước tiên không nên gấp gáp, có thể tăng lên thực lực các ngươi đồ vật tại này huyết sắc thiên thạch nội bộ, ta hiện tại trước tiên muốn đem loại đồ vật này cho hiểu biết đào đi ra. Tốt, mọi người im lặng ở một bên nhìn xem Thần Phong đi. Chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn. Tôn Bác Dịch mở miệng nói ra, Tôn Bác Dịch là ở đây tuổi tác lớn nhất trưởng bối. Tại Tôn Bác Dịch lên tiếng về sau, ở đây người đều lần lượt an tĩnh lại. Diệp Thần Phong đầu tiên đi đến khối thứ nhất huyết sắc thiên thạch trước mặt, vẫn như cũ là dùng bàn tay phải đặt tại huyết sắc thiên thạch mặt ngoài. Hắn đương nhiên là không thể trực tiếp một quyền đem chọn khối huyết sắc thiên thạch cho đánh nát. Vạn nhất phá hư bên trong huyết châu, hắn thật là không có chỗ để khóc, phải biết một khỏa huyết châu chẳng khác nào là một tên phá thiên chi cảnh cao thủ a. Tại Thương Vân Sơn mạch thời điểm, Diệp Thần Phong chỉ là sơ bộ cảm ứng một chút huyết sắc thiên thạch tình huống nội bộ, mà bây giờ hắn thì là hết sức chăm chú tra xét rõ ràng lấy huyết sắc thiên thạch, theo linh hồn lực từng chút thẩm thấu tiến vào huyết sắc thiên thạch về sau, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm ứng được tại cái này một khối huyết sắc thiên thạch bên trong hẳn là có 6 viên thành nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết châu. Diệp Thần Phong thẩm thấu tiến vào huyết sắc thiên thạch bên trong linh hồn lực, tận lực tránh đi bên trong dựng dục ra tới 6 viên huyết châu, lợi dụng linh hồn lực từ trong ra ngoài, chậm rãi đánh rách tả tơi đi ra từng cái vết rạn, chuẩn bị có ở đây không phá hư huyết châu tình huống dưới, đem chọn khối huyết sắc thiên thạch cho chấn vỡ ra. Cạch, 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 két. Theo linh hồn lực từng chút tăng lớn, từ khối thứ nhất huyết sắc thiên thạch nội bộ truyền ra rất nhỏ vỡ ra âm thanh, ngay sau đó, cả khối huyết sắc thiên thạch bởi bên trong ra ngoài chậm rãi xuất hiện vô số vết rạn, cả khối huyết sắc thiên thạch bên trên phảng phất là che kín một tấm lít nha lít nhít mạng nhện. Ước chừng 2 phút đồng hồ đi qua, khối thứ nhất huyết sắc thiên thạch bắt đầu rất nhỏ rung động đứng lên, thượng diện hòn đá đang từ từ rụng xuống, theo thời gian chuyển rời, tiểu thạch khối chóc ra tốc độ là càng lúc càng nhanh. Thẳng đến Diệp Thần Phong nhìn thấy huyết sắc thiên thạch nội bộ viên thứ nhất huyết châu lộ ra, Diệp Thần Phong không đợi huyết châu rơi xuống mặt đất, hắn liền nhanh chóng cầm viên thứ nhất huyết châu tóm vào trong tay mặt, sau đó mới nhẹ nhàng để ở một bên. Khối này huyết sắc thiên thạch bên trong hơn 5 viên huyết châu, đồng dạng cũng là bị Diệp Thần Phong cầm nhẹ để nhẹ, rất sợ một cái không cẩn thận cầm loại này huyết châu làm hỏng. Tại cầm khối thứ nhất huyết sắc thiên thạch bên trong 6 viên huyết châu thuận lợi lấy ra về sau, Diệp Thần Phong lại lập tức hướng về mặt khác 4 khối huyết sắc thiên thạch động thủ, mặt khác 4 khối huyết sắc thiên thạch bên trong, đồng dạng mỗi khối bên trong dựng dục 6 viên huyết châu, cũng chính là 5 khối huyết sắc thiên thạch bên trong hết thảy có 30 khỏa huyết châu. Diệp Thần Phong nhìn xem từ huyết sắc thiên thạch bên trong lấy ra 30 khỏa huyết châu, tâm tình của hắn ngược lại là lần nữa kích động lên. Cái này có thể đại biểu cho hắn có thể lập tức tạo ra được 30 tên phá thiên cao thủ a. Cái này sao có thể để cho hắn không kích động? Mà cái này từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết châu, nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng đi cảm ứng, mới có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, chỉ là dùng mắt thường đi xem lời nói, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì đặc biệt. Tôn Hằng Phi nhìn dưới mặt đất bên trên 30 khỏa tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu huyết châu, hắn mở miệng nói ra, Thần Phong, những này hạt châu thật có thể tăng lên thực lực chúng ta. Ngươi không có hù chúng ta à? Chương 905, lần nữa diễn ra kỳ tích. Theo Tôn Hằng Phi một câu nói kia nói ra miệng, ở đây tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân. Diệp Thần Phong cũng không có lập tức trả lời Tôn Hằng Phi vấn đề.
hắn tiện tay cầm lấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết châu, hắn ý đồ muốn đi hấp thu huyết châu bên trong cường hãn năng lượng, đáng tiếc là huyết châu này bên trong cường hãn năng lượng, tựa như là cùng Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực sinh ra bài xích, Diệp Thần Phong căn bản là không có cách hấp thu huyết châu bên trong năng lượng. Tại trong đầu suy nghĩ sau một lát, Diệp Thần Phong mới trong lòng đạt được một cái kết luận, huyết châu này hẳn là đối với trong cơ thể chứa chân kính lực lượng cổ võ cao thủ hữu dụng, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực cùng chân kính lực lượng là có chút khác nhau, cho nên huyết châu này bên trong cường hãn năng lượng mới có thể bản năng đối với Diệp Thần Phong sinh ra bài xích, như thế để cho trong lòng của hắn hơi cảm thấy có chút thất vọng, nếu như hắn cũng có thể hấp thu huyết châu bên trong năng lượng. Như vậy hắn hẳn là có thể đủ từ vương cấp đỉnh phong bước vào tông cấp linh hồn lực tầng thứ. Nhưng hôm nay vô pháp hấp thu huyết châu bên trong năng lượng, Diệp Thần Phong cũng không còn đi miễn cưỡng, hắn cầm trong tay nắm một khỏa huyết châu thả lại mặt đất, nhìn xem Tôn Bác Dịch đám người nói, ngoại thái công, này huyết sắc thiên thạch bên trong dựng dục ra tới này chút hạt châu tên là huyết châu này chính là tiên thiên cao thủ đại bổ chi vật, có thể làm cho tiên thiên cao thủ nhất cử bước vào phá thiên chi cảnh tầng thứ. Nói thí dụ như một tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ đang hấp thu một khỏa huyết châu về sau. Như vậy hắn thực lực có thể lập tức tăng lên tới phá thiên sơ kỳ, một tên tiên thiên trung kỳ cao thủ đang hấp thu một khỏa huyết châu về sau, hắn thực lực có thể lập tức tăng lên tới phá thiên trung kỳ, mà một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ đang hấp thu một khỏa huyết châu về sau, hắn thực lực có thể tăng lên tới phá thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong hơi hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói ra, bất quá. Huyết châu này chỉ có tại lần thứ nhất hấp thu thời điểm mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, lần thứ hai lại hấp thu liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên nếu như ta những này phỏng đoán không có sai lầm lời nói, bày ở các ngươi trước mặt cái này 30 khỏa huyết châu chẳng khác gì là có thể tạo nên 30 tên phá thiên cao thủ. Nghe Diệp Thần Phong chậm rãi mà nói, ban đầu Tôn Bác Dịch bọn người còn không phải hết sức chăm chú, thế nhưng là tại bọn họ nghe được huyết châu này công hiệu nghịch thiên về sau. Bọn họ từng cái lập tức nâng lên tinh thần đến, tim đập tần suất ngay đầu tiên tăng tốc, bọn họ nhất định không thể tin được chính mình lỗ tai, trước mặt cái này từng khỏa bộ dáng tương đối diễm lệ huyết châu, lại có như thế nghịch thiên hiệu quả. Lại có thể để cho tiên thiên chi cảnh cao thủ trực tiếp vượt qua cả một cái đại tầng thứ. Lúc này không riêng gì Tôn Hằng Phi cùng Diệp Đông Kiện các loại những này tiên thiên trung kỳ cao thủ không bình tĩnh, liền ngay cả Tôn Bác Dịch các loại tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Bọn họ cũng từng cái kích động sắc mặt đỏ lên, nếu như Diệp Thần Phong nói đây đều là thật, như vậy Tôn Bác Dịch bọn người có thể bằng vào huyết châu này, thực lực trong nháy mắt từ tiên thiên đỉnh phong tăng lên tới phá thiên đỉnh phong, cái này khiến Tôn Bác Dịch bọn người hưng phấn vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Phải biết thực lực bọn hắn tại Diệp Thần Phong trợ giúp dưới mới vừa vặn tăng lên, mà trước mắt lại có thể tăng lên trên diện rộng, đây quả thực để bọn hắn có loại như cùng ở tại nằm mơ cảm giác. Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch toàn thân run nhẹ nhẹ lấy, đôi mắt sáng như tuyết nhìn xem Diệp Thần Phong, âm thanh phát run hỏi, Thần Phong, người nói đây đều là thật. Dựa vào huyết châu này ta thật có thể từ tiên thiên đỉnh phong lập tức tăng lên tới phá thiên đỉnh phong. Huyết châu này dù sao trước đó còn không có sử dụng tới, Diệp Thần Phong nên cũng không dám đem lời nói quá chết. Hắn hồi đáp, ngoại thái công, huyết châu này công hiệu chỉ là ta phỏng đoán. Muốn chứng thực ta những này phỏng đoán có phải là thật hay không? Còn cần có người tới trước tiên hấp thu một khỏa huyết châu thử nhìn một chút. Lần trước Diệp Thần Phong điều chế ra nghịch thiên thối thể dược dịch thì vương lực là cái thứ nhất làm thí nghiệm, mà lúc kia vương lực trực tiếp từ phía trên bậc phẩm bước vào tiên thiên đỉnh phong tầng thứ, có một hồi trước ví dụ về sau, những người này ở đây nghe được Diệp Thần Phong lời nói về sau, trên mặt bọn họ từng cái lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Bất quá bị Tôn Bác Dịch mở miệng trước, Thần Phong, lần này liền để ngươi ngoại thái công ta tới trước đi. Nói thật, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể bước vào phá thiên chi cảnh, coi như huyết châu này không thể để cho ta bước vào phá thiên tầng thứ, ta cũng sẽ không có cái gì thất vọng, cho nên lần này liền để ta tới trước đi. Diệp Thần Phong do dự một chút về sau, hắn vẫn gật đầu đồng ý, dù sao có hắn ở một bên chiếu khán. Coi như Tôn Bác Dịch đang hấp thu huyết châu quá trình bên trong phát sinh một chút ngoài ý muốn, hắn cũng có thể ngay đầu tiên khai thác biện pháp, mở miệng nói ra, ngoại thái công, đợi chút nữa ngươi chỉ cần cầm một khỏa huyết châu cầm ở trong tay mặt, sau đó thử dùng trong cơ thể ngươi chân kính lực lượng quán chú đến huyết châu bên trong, dạng này ngươi hẳn là có thể đủ hấp thu đến huyết châu bên trong năng lượng.
Tại nghe xong Diệp Thần Phong đơn giản giải thích về sau, Tôn Bác Dịch liền từ trên mặt đất cầm lấy một khỏa huyết châu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, căn cứ Diệp Thần Phong vừa mới nói, hắn dùng trong cơ thể chân kính lực lượng chậm rãi quán chú đến huyết châu bên trong. Tại Tôn Bác Dịch cầm chân kính lực lượng quán chú đến huyết châu bên trong thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được huyết châu bên trong ẩn chứa cường hãn năng lượng ba động, còn không có chờ Tôn Bác Dịch tới kịp cao hứng. Cả viên huyết châu tựa như là bị mở ra một đạo lỗ hổng, bàng bạc năng lượng nhất thời bỗng nhiên chảy vào Tôn Bác Dịch trong thân thể, cái này khiến nhất thời không có chuẩn bị sẵn sàng Tôn Bác Dịch sắc mặt một trận ửng hồng. Bất quá, cũng may Tôn Bác Dịch lập tức kịp phản ứng, trong thân thể của hắn cấp tốc vận chuyển lên chân kính lực lượng, ý đồ muốn cầm chảy vào trong cơ thể hắn năng lượng cùng hắn hòa làm một thể. Vừa mới bắt đầu huyết châu bên trong dòng năng lượng đi vào Tôn Bác Dịch trong cơ thể còn không tính nhanh, có thể theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, huyết châu bên trong dòng năng lượng động tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này khiến Tôn Bác Dịch căn bản không kịp hấp thu, trong thân thể bị huyết châu cường hãn năng lượng cho chống hoàn toàn, có thể huyết châu bên trong năng lượng cũng không vì này dừng lại, ngược lại tốc độ lần nữa tăng tốc. Một bên Diệp Thần Phong bọn người cảm giác được từ trên người Tôn Bác Dịch phát ra cường hãn năng lượng ba động, nhưng mà, giờ phút này Diệp Thần Phong bọn người trong đôi mắt đều mang vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tôn Bác Dịch quần áo trên người đã ướt đẫm, tại thân thể của hắn da thịt phía trên tản ra một loại màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng. Không chỉ có như thế, với lại cả người hắn thân thể cũng như một cái khí cầu, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi nở lớn, cho người ta một loại tùy thời đều muốn bạo liệt cảm giác. Trước mắt ở đây người đã không lo được huyết châu có thể hay không tăng thực lực lên, bọn họ là bắt đầu lo lắng lên Tôn Bác Dịch đến. Diệp Thần Phong ngoại công Tôn Dương An nhịn không được mở miệng hỏi, Thần Phong, ngươi ngoại thái công còn như vậy xuống dưới thật không có sự tình sao? Nếu không ngươi xuất thủ giúp hắn một chút ra. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực đã sớm là phóng xuất ra, cầm Tôn Bác Dịch cả người đều bao phủ ở chính giữa, Tôn Bác Dịch thân thể bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi hắn cảm giác, hắn rõ ràng cảm giác được Tôn Bác Dịch tại vui mừng hấp thu huyết châu bên trong năng lượng. Nếu như hắn hiện tại xuất thủ ngăn cản Tôn Bác Dịch lời nói, sợ rằng sẽ phá hư Tôn Bác Dịch một cái đại cơ duyên, huống hồ hắn cảm giác được ra Tôn Bác Dịch còn chưa tới đứng trước tử vong trước mắt thời điểm. Bằng không Diệp Thần Phong đã sớm xuất thủ ngăn cản Tôn Bác Dịch. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, ngoại công, ngoại thái công bây giờ còn chưa có sinh mệnh nguy hiểm, có ta ở đây tại đây chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau. Ở đây trong lòng người tuy nhiên vẫn còn ở lo lắng Tôn Bác Dịch, nhưng là bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Thần Phong, cho nên bọn họ cũng không lên tiếng nữa nói chuyện, từng đạo ánh mắt chính là chăm chú nhìn trên mặt đất ngồi xếp bằng Tôn Bác Dịch. Tràn đầy vô cùng năng lượng tùy ý tại Tôn Bác Dịch trong cơ thể khắp nơi tán loạn lấy, Tôn Bác Dịch tuy nhiên thống khổ muốn nghẹn ngào kêu to, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại cực độ hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác ra nếu như hắn cầm những năng lượng này đều hấp thu. Như vậy chính như Diệp Thần Phong trước đó suy đoán, hắn có thể nhất cử bước vào phá thiên đỉnh phong cấp độ. Đối với như thế một cái ngàn năm một thuở cơ hội, Tôn Bác Dịch lại như thế nào có thể dễ dàng buông tha, vừa rồi hắn nghe được Tôn Dương An cùng Diệp Thần Phong đối thoại, trong lòng của hắn quả thực là giật mình, bởi vì hắn hiện tại vô pháp phân tâm nói chuyện, hắn sợ hãi Diệp Thần Phong thật xuất thủ ngăn cản hắn tiếp tục hấp thu huyết châu bên trong năng lượng. Hiện tại đối với hắn tới nói thật sự là đau nhức đồng thời khoái lạc lấy. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, bị Tôn Bác Dịch cầm trong tay viên kia huyết châu màu sắc là càng lúc càng mờ nhạt, lại qua sau một lát, tại Tôn Bác Dịch trên thân bất thình lình nổi lên một trận năng lượng ba động, ở đây trừ Diệp Thần Phong có thể thoải mái ứng đối bên ngoài, Tôn Dương An bọn người là sắc mặt kịch biến, một trận này năng lượng ba động để bọn hắn có một chút cảm giác áp bách. Tôn Dương An cổ họng khô khốc cổ họng, nói ra ta sẽ không cảm giác sai, ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, phụ thân ta vậy mà thật đột phá đến phá thiên sơ kỳ. Nhưng mà, tại Tôn Dương An tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Tôn Bác Dịch trên thân lại nổi lên một trận cường hãn hơn năng lượng ba động đến, cái này khiến Tôn Dương An bọn người là sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch. Lúc này tại Tôn Dương An bọn người còn không có thích ứng cái này đợt thứ hai cường hãn năng lượng ba động thì ngay sau đó, từ Tôn Bác Dịch trong cơ thể lại nổi lên đợt thứ ba cường hãn hơn năng lượng ba động, cái này khiến Tôn Dương An bọn người không riêng sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả ở ngực cũng khó chịu không thôi. Bất quá,
Tôn Dương An bọn người không có đi để ý chính mình tình huống thân thể, mà chính là trừng to mắt nhìn chằm chằm Tôn Bác Dịch, miệng há đầy đủ tắc hạ một khỏa đại trứng gà, ngược lại bọn họ lại chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, bọn họ xác định Tôn Bác Dịch thực lực đã đột phá đến phá thiên đỉnh phong, tại ngắn ngủi này hơn nửa giờ bên trong. Ở đây Tôn Dương An bọn người trong đôi mắt là tràn ngập vẻ khiếp sợ, lúc nào thiên giai đột phá đến tiên thiên dễ dàng như vậy? Lúc nào tiên thiên đột phá đến phá thiên dễ dàng như vậy? Đây hết thảy tựa như là tại Diệp Thần Phong xuất hiện về sau liền bắt đầu, giống như từ khi Diệp Thần Phong xuất hiện về sau, tăng thực lực lên thật giống như ăn cơm một dạng đơn giản, cái này khiến Tôn Dương An bọn người là ngây người tại nguyên chỗ. Tại Diệp Thần Phong trong tay, Tôn Dương An bọn họ lần nữa nhìn thấy kỳ tích diễn ra. Chương 906, Hùng Tâm Tráng Trí, quét ngang cổ võ. Phong vệ doanh huấn luyện trong phòng, không khí phảng phất đều bị đóng lại lai, Tôn Dương An bọn người là từng cái ngừng thở, bây giờ bọn họ là tận mắt chứng kiến Tôn Bác Dịch đang hấp thu một khỏa huyết châu năng lượng về sau, thực lực bỗng nhiên từ tiên thiên đỉnh phong tiêu thăng đến phá thiên đỉnh phong. Phải biết Tôn Dương An bọn người lúc trước chỉ là cổ võ giới nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này người, tại nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên chi cảnh mà thôi. Thậm chí là tiên thiên đỉnh phong cao thủ đều cơ hồ không tồn tại, chớ nói chi là phá thiên chi cảnh cao thủ. Lúc trước tại Tôn Dương An bọn người trong mắt phá thiên chi cảnh cấp độ này là mong muốn mà không thể tức, nhưng mà bây giờ bọn họ có cơ hội này đến phá thiên chi cảnh, mà lại là trực tiếp từ tiên thiên đỉnh phong tiêu thăng đến phá thiên đỉnh phong. Cái này khiến Tôn Dương An bọn người kích động nắm thật chặt quyền đầu. Về phần Diệp Đông Kiện cùng Vương Lực những này thế tục giới người, bọn họ muốn so Tôn Dương An bọn người càng thêm kích động, bởi vì nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói, đừng nói là phá thiên chi cảnh cấp độ này. Chỉ sợ bọn họ ngay cả địa giai cấp độ này cũng đến không. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tôn Bác Dịch, hắn thực lực ổn định tại phá thiên đỉnh phong về sau, hắn hơi hơi nở lớn thân thể bắt đầu co lại, thân thể trên da hồng sắc quang vượng cũng đang từ từ biến mất, bị hắn nắm trong tay viên kia huyết châu hoàn toàn biến thành trong xuất sắc. Với lại tại khỏa này huyết châu bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, ngay sau đó, tại rất nhiều vết rạn xuất hiện sát na, cả viên biến thành trong xuất sắc huyết châu trong nháy mắt hóa thành một đống bột màu trắng. Tại huyết châu hóa thành bột màu trắng thời điểm, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tôn Bác Dịch, hắn đột nhiên mở to mắt, tại hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang, trên mặt hắn mang theo tan không ra nụ cười, hưng phấn từ dưới đất đứng lên, đôi bàn tay bỗng nhiên tụ lại đứng lên. Hắn đã đem cả viên huyết châu năng lượng đều tiêu hóa, cảm thụ được thân thể ác bên trong tràn đầy chân kính lực lượng, Tôn Bác Dịch giống như lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. Tôn Bác Dịch trong miệng ục ục thì thầm nói, cái này, đây chính là phá thiên chi cảnh lực lượng sao? Đây chính là phá thiên đỉnh phong lực lượng sao? Không nghĩ tới cháu ta đánh cược một ngày kia còn có thể bước vào cấp độ này, không nghĩ tới cháu ta đánh cược bây giờ cách trong truyền thuyết nguyên thiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Lão thiên không tệ với ta a, lão thiên đợi ta Tôn Bác Dịch không tệ a. Nói, Tôn Bác Dịch hai tròng mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, một đôi mắt vành mắt phi thường ướt át, có ẩn ẩn lệ quang ở chính giữa thoáng hiện. Diệp Thần Phong nhìn thấy Tôn Bác Dịch cực kỳ kích động tâm tình về sau, hắn lập tức mở miệng nói ra, ngoại thái công, ngài không nên quá kích động, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngài bước vào nguyên thiên cảnh giới tầng thứ. Tôn Bác Dịch chùi chùi khóe mắt ướt át. Ánh mắt của hắn hiền lành nhìn xem Diệp Thần Phong, vỗ vỗ Diệp Thần Phong bả vai, nói ra, Thần Phong, ngươi là cháu ta đánh cược tốt tầng ngoại tôn, cháu ta đánh cược đời này cực kỳ cho rằng nhất làm vinh cũng là có thể có ngươi như thế một cái tầng ngoại tôn. Nếu như lúc trước Diệp Thần Phong nói ra lời nói này, Tôn Bác Dịch có lẽ sẽ xem như là một trò đùa tới nghe, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong để cho hắn trong thời gian ngắn đến tiên thiên đỉnh phong, mà bây giờ Diệp Thần Phong lại để cho hắn đến phá thiên đỉnh phong. Cho nên hắn cũng không hoài nghi tương lai Diệp Thần Phong còn có thể để cho hắn đến nguyên thiên cảnh giới. Thái công, Thần Phong, không phải ta muốn đánh nhiễu các ngươi nói chuyện, chỉ là hiện tại có phải hay không cũng cho chúng ta tăng lên một ít thực lực. Phá thiên chi cảnh nha, cái này tại cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia đều thuộc về tuyệt đối cao thủ tồn tại, tuy nhiên thực lực của ta chỉ có tiên thiên trung kỳ, nhưng là đang hấp thu một khỏa huyết châu về sau, ta tối thiểu nhất có thể đến phá thiên trung kỳ. Tôn Hằng Phi có chút không kịp chờ đợi nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra.
Nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể làm cho ta từ tiên thiên trung kỳ tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, dạng này ta cũng đã là phi thường thỏa mãn, Thần Phong tiểu tử này cũng là không thể lấy thường nhân nhãn quang đi xem hắn, từ trước kia đến bây giờ, hắn làm ra mỗi một chuyện cũng là vượt quá ta đoán trước. Diệp Đông Kiện xuất phát từ nội tâm nói ra. Ở đây Tôn Dương An bọn người từng cái ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng đều không kịp chờ đợi muốn bước vào phá thiên chi cảnh tầng thứ. Tôn Bác Dịch vội vàng nhắc nhở, đợi chút nữa các ngươi đang hấp thu huyết châu thời điểm, các ngươi nhất định phải ngàn vạn chú ý, bởi vì huyết châu bên trong năng lượng sẽ bỗng nhiên rót vào thân thể các ngươi bên trong, với lại rót vào tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, vừa rồi ta chính là không có chuẩn bị tâm lý, kém chút trực tiếp bị huyết châu bên trong năng lượng chấn động thành nội thương. Tại Tôn Bác Dịch vừa mới nói xong, Diệp Thần Phong cũng mở miệng, tại đây hết thảy chỉ có 30 khỏa huyết châu. Phong vệ đội bên trong tiên thiên đỉnh phong cao thủ hết thảy có 20 người, lại thêm ta ngoại thái công bọn họ, cùng ta tiểu thúc cùng vũ thúc thúc, ta còn muốn từ đó lấy đi một khỏa có tác dụng khác, cái này đúng lúc là 30 khỏa. Vương Lực, người đi canh chừng trong vệ đội tiên thiên đỉnh phong cao thủ toàn bộ gọi vào tại đây tới. Diệp Thần Phong đối Vương Lực phân phó nói. Tại Vương Lực đi ra huấn luyện sau phòng. Ở đây thực lực chỉ có tiên thiên trung kỳ Tôn Hằng Phi cùng Diệp Đông Kiện bọn người ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ, bọn họ rõ ràng cho thấy chiếm tiện nghi, phong vệ đội bên trong tiên thiên trung kỳ cao thủ thế nhưng là có không ít, nhưng lần này bọn họ bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, bọn họ có thể sớm hưởng thụ được huyết châu này công hiệu. Mà Diệp Thần Phong muốn từ đó lấy đi một khỏa huyết châu là chuyên môn vì là Lạnh Sơ Tuyết chuẩn bị, bây giờ Lạnh Sơ Tuyết thực lực cũng có thiên giai trung phẩm tầng thứ. Diệp Thần Phong dự định trước tiên giúp Lạnh Sơ Tuyết cũng xứng chế một chút thối thể dược dịch, lại để cho Lạnh Sơ Tuyết hấp thu một khỏa huyết châu năng lượng, trợ giúp Lạnh Sơ Tuyết nhất cử đột phá đến phá thiên chi cảnh tầng thứ. Tại Vương Lực canh chừng trong vệ đội dư tiên trời điên phong cao thủ kêu đến về sau, những này phong vệ đội tiên thiên đỉnh phong cao thủ đã tại Vương Lực trong miệng nghe nói huyết châu sự tình, trước mắt bọn họ từng cái lộ ra là hưng phấn dị thường. Tại Diệp Thần Phong chăm sóc dưới, năm cái một nhóm bắt đầu hấp thu huyết châu bên trong năng lượng, một bên Tôn Bác Dịch nhìn xem từng bước phá thiên chi cảnh cao thủ sinh ra, trong lòng của hắn là cười khổ lắc đầu, đây chính là phá thiên chi cảnh a. Mấy canh giờ sau khi, trừ Diệp Thần Phong lấy đi một khỏa huyết châu bên ngoài, hơn 29 khỏa huyết châu đều tiêu hao hết, bên trong trừ Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Tôn Hằng Phi chỉ để thăng đến phá thiên trung kỳ, người khác toàn bộ tăng lên tới phá thiên đỉnh phong. Nói cách khác tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hết thảy tạo nên 26 tên phá thiên điên phong cao thủ cùng 3 tên phá thiên trung kỳ cao thủ. Tại thực lực toàn bộ tăng lên xong về sau, Tôn Bác Dịch mở miệng, Thần Phong, ta cho là chúng ta hiện tại có thể đi một chuyến cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia, bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ trong tay thế lực, phải giải quyết thiên sơn môn cái này tam đẳng thế lực hẳn không phải là vấn đề, coi như cùng nhất đẳng. Nhị đẳng thế lực đối kháng chúng ta cũng có nhất định khí, trước kia là chúng ta không có năng lực báo thù, bây giờ ta nhất định phải thân thủ vì là chấn thiên môn đệ tử báo thù rửa hận. Đúng, lần này ta cũng phải một lần nữa trở lại cổ võ giới bên trong đi, ta cũng nhất định phải vì là quỷ y môn đệ tử báo thù, đem chọn cái thiên sơn môn san thành bình địa. Quỷ y môn trưởng môn Quý Đính Thiên Hùng tâm tráng trí nói ra. Thần Phong. Bằng vào chúng ta bây giờ có được tiên thiên cao thủ cùng phá thiên cao thủ, chúng ta đủ để tại đỉnh cấp thế lực bên kia đặt chân, chúng ta khi tiến vào đỉnh cấp thế lực bên kia về sau, chúng ta có thể lại phát triển một chút, ta tin tưởng đến lúc đó có rất nhiều người đều nguyện ý gia nhập chúng ta thậm chí có thể quét ngang toàn bộ cổ võ giới đỉnh cấp thế lực cũng nói không nhất định đây. Đối với Tôn Bác Dịch bọn người đề nghị, Diệp Thần Phong ngược lại là cũng rất đồng ý. Dù sao bây giờ hắn có đến từ hai phương diện uy hiếp, cái thứ nhất là đến từ cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia uy hiếp, cái thứ hai thì là thế tục giới cái kia giấu ở chỗ tối thần bí tổ chức uy hiếp. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn trước đem bên trong một cái uy hiếp cho diệt trừ rơi. Bây giờ Diệp Thần Phong đối với cái kia thần bí tổ chức, hắn cơ hồ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ trước tiên đối với cổ võ giới động thủ. Bất quá! Diệp Thần Phong cũng không thể không phòng bị cái kia thần bí tổ chức, cho nên coi như hắn muốn lần nữa tiến vào cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia, hắn cũng nhất định phải lưu lại một bộ phận thế lực tới bảo hộ nhà hắn người an toàn mới được, bằng không coi như tiến vào cổ võ giới, hắn mỗi ngày đều sẽ lo lắng cho mình người nhà.
Ngoại thái công, muốn đi vào cổ võ giới có thể, nhưng chúng ta còn nhất định phải chi tiết kế hoạch một chút, dù sao bây giờ trừ cổ võ giới bên ngoài, tại chúng ta thế tục giới còn có một cái thần bí tổ chức đối với ta là nhìn chằm chằm, ta sợ ta tiến vào cổ võ giới về sau, cái này thần bí tổ chức đối với người nhà ta ra tay. Diệp Thần Phong nói ra trong lòng mình lo lắng. Chương 907, người thật sự là người sao? Diệp Thần Phong trong lòng lo lắng tại Tôn Bác Dịch bọn người xem ra phi thường có đạo lý, cho nên lần này coi như muốn một lần nữa đi vãng cổ võ giới, cũng khẳng định phải lưu lại một nhóm người tới bảo hộ Diệp gia an toàn. Nguyên bản trừ Tôn Bác Dịch các loại những này cổ võ giới bên trong người bên ngoài, phòng vệ đội bên trong Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ hết thảy có 20 người. Tiên thiên trung kỳ cao thủ 129 người, về phần tiên thiên sơ kỳ cao thủ thì là 41 người, lần này cần tiến vào cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia, tiên thiên phía dưới cổ võ cao thủ cơ hồ là phái không hơn tác dụng, cho nên tối thiểu nhất muốn đến tiên thiên tầng thứ, lần này mới có tư cách cùng Diệp Thần Phong bọn họ cùng đi vãng cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia. Mà bây giờ phòng vệ đội trong 12 tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ, bọn họ đã toàn bộ bước vào phá thiên đỉnh phong cấp độ, lúc này Tôn Bác Dịch bọn người muốn cùng Diệp Thần Phong cùng đi vãng cổ võ giới, cho nên Diệp Thần Phong dự định để cho thực lực vừa mới đến phá thiên đỉnh phong vương lực lưu lại chỉ huy cùng trấn thủ. Tại một phen sau khi thương lượng, Diệp Thần Phong chuẩn bị mang theo 20 tên phá thiên cao thủ tiến vào cổ võ giới, về phần vương lực các loại mặt khác 9 tên phá thiên cao thủ thì là lưu tại thế tục giới. Muốn đi theo Diệp Thần Phong cùng đi vãng cổ võ giới 20 tên phá thiên cao thủ, trừ Tôn Hằng Phi là phá thiên trung kỳ bên ngoài, hơn người cũng là phá thiên đỉnh phong cấp độ. Mà Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh tuy nhiên cũng rất muốn đi theo Diệp Thần Phong cùng đi vãng cổ võ giới, nhưng là bị Diệp Thần Phong một cái cho cự tuyệt, tại mọi người thương lượng hơn nửa giờ về sau, cuối cùng là định ra lần này đi vãng cổ võ giới nhân số, bên trong phá thiên điên phong cao thủ 19 người. Phá thiên trung kỳ cao thủ 1 người, tiên thiên trung kỳ cao thủ 100 người cùng tiên thiên sơ kỳ cao thủ 20 người, cỗ thế lực này coi như phóng tới cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngoại thái công, tất nhiên hiện tại cơ bản kế hoạch đã định ra đến, như vậy chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút, 5 ngày sau đó đúng giờ xuất phát. Tại sự tình đánh nhịp về sau, Diệp Thần Phong đối Tôn Bác Dịch nói ra. Ngược lại, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Diệp Đông Kiệt, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực bọn người, nói ra tiểu thúc, Vũ Thúc Thúc, Vương Lực, tại chúng ta tiến vào cổ võ giới về sau, Diệp gia vấn đề an toàn liền rơi xuống các ngươi trên thân, nương tựa theo các ngươi cỗ lực lượng này, bình thường người là tới gần không Diệp gia, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Diệp gia an toàn. Thần Phong, người yên tâm tốt, người tiểu thúc ta tuyệt đối sẽ không để cho Diệp gia lâm vào trong nguy hiểm. Diệp Đông Kiện vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thần Phong, ta ngày mai liền tạm thời đem đến các ngươi Diệp gia ở một đoạn thời gian, chúng ta cam đoan ngày đêm không gián đoạn bảo vệ tốt Diệp gia an toàn. Vũ Khôn Minh cũng lập tức nói ra. Mà Vương Lực lần này không có thể cùng Diệp Thần Phong cùng đi vãng cổ võ giới, trong lòng của hắn mặc dù là một trận thất lạc, nhưng là Diệp Thần Phong đem hắn lưu tại thế tục giới, hắn biết đây là Diệp Thần Phong đối với hắn tín nhiệm. Cho nên Vương Lực tại đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, thân thể của hắn đứng phi thường thẳng tắp, nói ra, Diệp thiếu gia, vua ta lực liền xem như hy sinh chính mình tánh mạng, cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt Diệp gia an toàn. Nhìn xem Vương Lực trên mặt phi thường chân thành tha thiết thần sắc, Diệp Thần Phong là mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, Vương Lực, các ngươi cũng phải chú ý mình an toàn, không nên quên, các ngươi cũng là ta Diệp Thần Phong huynh đệ. Tất nhiên đi vãng cổ võ giới kế hoạch đã là định ra đến, như vậy Diệp Thần Phong dự định trước tiên đem Hạ Tử Ninh nữ nhân này nhận được phong vệ doanh tại đây đến, sau đó hắn lại chuẩn bị trở về Diệp gia một chuyến, cùng người nhà thật tốt đoàn tụ một phen, thuận tiện sẽ giúp Lạnh Sơ Tuyết tăng lên một ít thực lực. Ước chừng 3 giờ sau khi Diệp Thần Phong lái xe tới đến Hạ Tử Ninh chỗ ở biệt thự, Hạ Tử Ninh nữ nhân này lúc nghe có thể trở lại cổ võ giới. Nàng là không nói lời gì ngồi lên Diệp Thần Phong xe. Từ Hạ Tử Ninh biệt thự sở tại địa lái xe đến phong vệ doanh. Cái này bên trong cũng có thật dài một đoạn lộ trình, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên Hạ Tử Ninh, đen nhánh tóc dài rối tung ở đầu vai, mê người môi đỏ hơi hơi nhấp khép lại lấy. Nàng nhìn một chút đang lái xe Diệp Thần Phong, hỏi, giữa chúng ta ước định có thời gian một năm, nếu ngươi không cần đến như vậy vội vã tiến vào cổ võ giới.
ta tuy nhiên phi thường cấp thiết muốn về đến cổ võ giới bên trong đi, nhưng là ta Hạ Tử Ninh cũng là một cái phi thường coi trọng chữ tín người. Diệp Thần Phong nghi hoặc quay đầu mắt nhìn Hạ Tử Ninh, nói ra, dù sao sớm muộn gì đều muốn đi một chuyến cổ võ giới, lần này chúng ta chuẩn bị trước đem Thiên Sơn Môn cho diệt lại nói, về phần Vân Thiên Tông cùng Vạn Độc Môn nếu như muốn đuổi theo ta không buông lời, ta ngược lại thật ra có thể thật tốt cùng bọn hắn chơi bên trên một chơi. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, Hạ Tử Ninh lông mày hơi hơi nhăn lại đến, hỏi, Diệp Thần Phong, người gần nhất có phải hay không chịu đến cái gì kích thích? Lần này ngươi coi như muốn về đến cổ võ giới bên trong đi, ngươi tốt nhất cũng là vụng trộm đi vào, với lại ngươi không thể lỗ mãng đến đỉnh cấp thế lực bên kia đi, trước tiên tạm thời lưu tại nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia là thỏa đáng nhất. Ngươi đừng bảo là diệt đi Thiên Sơn Môn loại hình lời nói ngu xuẩn, tuy nhiên Thiên Sơn Môn tại đỉnh cấp thế lực bên kia chỉ là một cái tam đẳng thực lực, nhưng đây cũng không phải là một mình ngươi liền có thể đối kháng, bằng không ngươi sau cùng kết cục khẳng định sẽ rất thê thảm. Diệp Thần Phong nghe Hạ Tử Ninh líu lo không ngừng, hắn thuận miệng nói ra ngươi yên tâm tốt, lần này ta sẽ không một người tiến vào cổ võ giới, ta sẽ dẫn lấy ta người đi vào chung, tóm lại những chuyện này liền không cần đến ngươi lo lắng. Diệp Thần Phong, người nào lo lắng ngươi, ngươi cũng không nên tự mình đa tình. Hạ Tử Ninh hơi hơi ngoác miệng ra ba, tiếp tục nói coi như ngươi mang người cùng một chỗ tiến vào lại như thế nào, ngươi những người đó thực lực đều tại thiên giai tầng thứ. Những người này ở đây nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này có lẽ là một cỗ cường đại lực lượng, cần phải là phóng tới đỉnh cấp thế lực bên kia đi. Ngươi cái này một nhóm người ngay cả đám người ô hợp cũng không tính được, bất quá, ta cũng không có xem nhẹ ngươi ý tứ, ta nói đây đều là lời nói thật. Bây giờ Hạ Tử Ninh còn chưa không biết Diệp Thần Phong trong tay phong vệ đội biến hóa, dưới cái nhìn của nàng coi như Diệp Thần Phong một mực đang huấn luyện phong vệ đội, bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian. Phong vệ đội thực lực không có khả năng có quá nghịch thiên tăng lên. Hạ Tử Ninh, chờ ngươi thấy thủ hạ ta những người đó làm tiếp phán đoán đi. Ta tin tưởng ngươi đến lúc đó tuyệt đối sẽ thu hồi vừa mới nói lời nói này. Diệp Thần Phong cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là phi thường tự tin nói ra. Hạ Tử Ninh nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt tự tin thần sắc, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong quá mức tự phụ, miết miệng hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ. Ta chắc chắn sẽ không thu hồi ta nói qua những lời này, ta ngược lại muốn xem ngươi nương tựa theo thủ hạ ngươi những thiên giai đó cao thủ, ngươi có thể tại đỉnh cấp thế lực bên kia lật lên cái gì bọt nước tới. Theo Hạ Tử Ninh nàng đây là hảo tâm đang nhắc nhở Diệp Thần Phong, có thể cái này Diệp Thần Phong chẳng những không có dẫn nàng tình, ngược lại còn bày ra một bộ không ai bì nổi mặt thối, cái này để cho Hạ Tử Ninh cảm giác phi thường khó chịu, dầu dĩ không vui cầm khuôn mặt chuyển tới một bên khác đi. Thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, không còn đi để ý tới Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chỉ là bất đắc dĩ mỉm cười mà qua, hắn liền lại chuyên tâm lái xe, mấy canh giờ về sau, Diệp Thần Phong lái xe đến phong vệ doanh cửa ra vào, tại phong vệ doanh cửa ra vào có hai tên phong vệ đội thành viên tại trấn giữ lấy, bọn họ là nhận ra Diệp Thần Phong xe, khi nhìn đến Diệp Thần Phong xe về sau, bọn họ lập tức giúp Diệp Thần Phong mở ra phong vệ doanh thiết môn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên Hạ Tử Ninh, nàng khi nhìn đến cửa ra vào hai cái phong vệ đội thành viên về sau, nàng hơi hơi sững sờ, bởi vì nàng cảm giác được hai người này thực lực hẳn là tại tiên thiên trung kỳ tầng thứ, nàng không nghĩ ra Diệp Thần Phong làm sao lại để cho hai tên tiên thiên trung kỳ cao thủ đến xem môn. Diệp Thần Phong cầm xe chạy tiến vào phong vệ doanh bên trong, dừng lại về sau, hắn liền từ trên xe đi xuống, mà Hạ Tử Ninh cũng theo sát lấy đi xuống. Nàng tức giận chừng Diệp Thần Phong liếc một chút, nói ra, Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi để cho hai tên tiên thiên trung kỳ cao thủ canh cổng, ngươi liền không có nhiều lên, ta muốn hai người này hẳn là thủ hạ ngươi lợi hại nhất người a. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy bồi dưỡng được hai tên tiên thiên trung kỳ cao thủ tới. Diệp Thần Phong không có đối với Hạ Tử Ninh quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là mang theo Hạ Tử Ninh hướng về thao luyện trận đi đến. Đây càng thêm để cho Hạ Tử Ninh cảm thấy Diệp Thần Phong không ai bì nổi, trong nội tâm nàng là nghẹn đầy bụng tức giận, khi nàng đi theo Diệp Thần Phong đi vào thao luyện trận, khi nàng vừa định muốn nói Diệp Thần Phong hai câu thời điểm. Hạ Tử Ninh nhìn xem thao luyện trên trận người là hoàn toàn sửng sốt, bởi vì nàng cảm giác được thao luyện trên trận tiên thiên trung kỳ cao thủ là một chảo một nắm lớn, thậm chí nàng còn cảm giác được phá thiên chi cảnh khí tức, những cao thủ này là từ đâu xông tới.
Liên tưởng đến Diệp Thần Phong từ vừa mới bắt đầu liền phi thường tự tin biểu lộ, Hạ Tử Ninh trong nội tâm tuy nhiên không muốn đi tin tưởng, nhưng nàng vẫn là không thể không đi tin tưởng những cao thủ này hẳn là Diệp Thần Phong bồi dưỡng được đến, có thể Diệp Thần Phong là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy. Phải biết thao luyện trên trận nhiều cao thủ như vậy nếu như một mạch tràn vào cổ võ giới bên trong đi, như vậy Diệp Thần Phong thật đúng là không cần đến e ngại nhất đẳng thế lực Vân Thiên Tông. Bị chấn kinh thật lâu Hạ Tử Ninh, nàng tại lấy lại tinh thần về sau, nàng là dùng lực nuốt nước miếng, hỏi, Diệp Thần Phong, những người này đều là người huấn luyện ra. Gặp Diệp Thần Phong không chút do dự gật gật đầu, Hạ Tử Ninh là thất bại hít một hơi hơi lạnh, nói ra, người thật sự là người sao? Chương 908, từng bước ép sát nguy hiểm. Mặt trời lặn tây sơn. Chân trời nhiễm lên một tầng chói lọi vỏ quýt sắc. Làm Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh đi vào kinh thành vùng ngoại ô phong vệ doanh thời điểm, ba cái mặc trên người phong cách cổ xưa trường sam, cách ăn mặc tựa như là từ cổ trang kịch bên trong đi ra tới lão nhân, bọn họ không để ý đến người chung quanh dị dạng ánh mắt, thong dong bình tĩnh đi ra kinh thành phi trường quốc tế. Cái này ba cái lão nhân tuổi tác lớn ước đều tại 70-80 tuổi bộ dáng, bên trong một cái đứng ở chính giữa lão nhân, hắn trong đôi mắt là tràn ngập nồng đậm âm mai vẻ. Một đôi khô cạn thủ trưởng hơi hơi tụ lại lấy, nhìn xem ngoài phi trường dần dần trở nên đen nhánh sắc trời, hắn tự nhủ, không nghĩ tới lão phu ta lần đầu tiên tới thế tục giới vậy mà như thế lén lút, không nghĩ tới lão phu ta lần đầu tiên tới thế tục giới là vì cháu của ta báo thù. Cái này đứng tại chính giữa lão nhân chính là Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên phụ thân Vương Mộc Trùng, hắn chuyến này là chuyên môn vì là Diệp Thần Phong mà đến, hắn nhất định phải thân thủ vì chính mình tôn tử báo thù. Mà đứng tại Vương Mộc Trùng một trái một phải hai tên lão nhân, bọn họ là cổ võ giới nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này người, lần trước tại Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn an bài xuống, cũng là hai người bọn họ tới thế tục giới điều tra có quan hệ Diệp Thần Phong tin tức. Đứng tại Vương Mộc Trùng bên trái lão đầu tên là Chu Lãnh Không, hắn chính là huyết kiếm môn trưởng môn phụ thân, một thân thực lực đến tiên thiên sơ kỳ, đồng dạng huyết kiếm môn tại nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này. Coi là tên phù nếu nhất lưu thế lực, tại huyết kiếm môn bên trong Chu Lãnh Không xem như lão tổ cấp bậc tồn tại, hắn cũng là huyết kiếm môn bên trong duy nhất đến tiên thiên chi cảnh người. Một cái khác đứng tại Vương Mộc Trùng bên phải lão đầu tên là Dịch Nam Trung, hắn chính là phi đao môn trưởng môn phụ thân, một thân thực lực cũng đến tiên thiên sơ kỳ, phi đao môn tại nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này, đồng dạng tính cả là nhất lưu thế lực. Tại toàn bộ phi đao môn bên trong Dịch Nam Trung cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại, có thể nói hắn là phi đao môn bên trong trụ cột. Có thể cái này tại nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này coi là lão tổ cấp bậc nhân vật, nếu là phóng tới đỉnh cấp thế lực bên kia đi lời nói, bọn họ ngay cả cái rắm cũng không tính, cho nên Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung hai cái này lão đầu. Bọn họ là cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Vương Mộc Trùng bên cạnh. Bọn họ thế nhưng là biết Vương Mộc Trùng thực lực đã đến trong truyền thuyết nguyên thiên cảnh giới, bọn họ tại Vương Mộc Trùng trước mặt căn bản chính là một cái nhỏ yếu con kiến, lần này hai người bọn họ lão đầu chỉ là tự mình đến cho Vương Mộc Trùng dẫn đường, bọn họ cũng biết Diệp Thần Phong ở kinh thành vùng ngoại ô có một cái điểm tụ tập. Cho nên, Vương Mộc Trùng tiên quyết định đi một chuyến Diệp Thần Phong điểm tụ tập. Trước đem cái kia điểm tụ tập cho huyết tẩy một lần lại nói. Hắn biết cái kia điểm tụ tập thế nhưng là Diệp Thần Phong chỗ căn bản. Vương Mộc Trùng mắt nhìn bên cạnh Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung, hắn mở miệng nói ra, các ngươi hai cái yên tâm tốt, ta sẽ không để cho các ngươi làm không sự tình, chờ lần này ta bắt được Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này về sau, chúng ta Vân Thiên Tông sẽ dành cho các ngươi nhất định thù lao. Ta cũng có thể tận lực giúp các ngươi hai cái tăng lên một cái thực lực, không nói có thể làm cho các ngươi tăng lên tới phá thiên chi cảnh. Nhưng là để cho các ngươi tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong vẫn là có thể. Huyết kiếm môn lão tổ Chu Lãnh Không cùng phi đao môn lão tổ Dịch Nam Trung, hai người bọn họ đang nghe Vương Mộc Trùng hứa hẹn về sau, trên mặt bọn họ lộ ra kích động vẻ mặt, bởi vì bọn hắn biết nếu như dựa vào chính mình lời nói, chỉ sợ đời này thực lực cũng không có khả năng có bất kỳ tinh tiến. Mà bây giờ nguyên thiên cảnh giới Vương Mộc Trùng hứa hẹn cho hai người bọn hắn cái tăng thực lực lên. Bọn họ là phi thường tin tưởng Vương Mộc Trùng nhất định có năng lực làm được. Chu Lãnh Không đối Vương Mộc Trùng hơi hơi cúc một cái cung, nói ra, Vương tiền bối, cho các ngươi Vân Thiên Tông làm việc, chính là ta Chu Lãnh Không vinh hạnh, về sau Vân Thiên Tông còn có chuyện gì tình,
có thể cứ tới phân phó ta Chu Lãnh Không, ta Chu Lãnh Không nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi làm đến tốt nhất. Tại Chu Lãnh Không tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Dịch Nam Trung cũng vội vàng mở miệng, Vương tiền bối, ta Dịch Nam Trung cũng giống như vậy. Về sau chúng ta phi đao môn mặc cho Vân Thiên Tông phân công. Vương Mộc Trùng nhìn xem trước mặt hai cái này nịnh nọt lão đầu, trên mặt hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt đến, nhưng hắn trong nội tâm là một trận cười lạnh, hắn làm cổ võ giới đỉnh cấp thế lực người bên kia, hắn là không thể đặt chân thế tục giới. Mà bây giờ chuyện này Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung, cùng hai người bọn họ trong môn phái có ít người đều biết, như vậy Vương Mộc Trùng sẽ bỏ qua huyết kiếm môn cùng phi đao môn sao? Chỉ sợ đừng nói là Vương Mộc Trùng giúp Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung tăng thực lực lên, tại Vương Mộc Trùng bắt được Diệp Thần Phong thời điểm, đồng dạng cũng là Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung tử kỳ, không chỉ có như thế, chờ Vương Mộc Trùng bí mật trở lại cổ võ giới, huyết kiếm môn cùng phi đao môn khẳng định sẽ gặp phải Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn đồ sát. Vương Mộc Trùng phất phất tay tay áo, nói ra các ngươi hai cái cầm tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chúng ta đi trước một chuyến Diệp Thần Phong ở kinh thành vùng ngoại ô căn cứ. Vương Mộc Trùng trong nội tâm đang kìm nén một cỗ nộ hỏa đây. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phóng thích. Đang nghe Vương Mộc Trùng lời nói về sau, Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung lập tức cầm trong cơ thể tiên thiên chi cảnh lực lượng cho tăng lên. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía kinh thành vùng ngoại ô chạy như bay, tốc độ bọn họ còn nhanh hơn xe hơi bên trên không biết gấp bao nhiêu lần đây. Màn đêm đã hoàn toàn hạ. Kinh thành vùng ngoại ô phòng vệ doanh bên trong thao sân luyện tập bên trên, tại thao sân luyện tập chung quanh có cự đại đèn chiếu sáng, toàn bộ thao sân luyện tập bị từng chiếc đèn chiếu sáng là chiếu trong suốt vô cùng, trước mắt phòng vệ đội toàn bộ thành viên đều tập trung ở tại đây, bao quát chấn giữ cửa ra vào phòng vệ đội thành viên. Mà Diệp Thần Phong thì là đứng tại những này phòng vệ đội thành viên phía trước, Hạ Tử Ninh là đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Về phần Tôn Bác Dịch bọn người đồng dạng là cùng Diệp Thần Phong đứng chung một chỗ, tại Hạ Tử Ninh đi vào phong vệ doanh về sau, Diệp Thần Phong đối với Tôn Bác Dịch bọn người giải thích một chút Hạ Tử Ninh thân phận, dù sao lúc trước Tôn Bác Dịch bọn người nhìn thấy Hạ Tử Ninh, cũng không phải là Hạ Tử Ninh bây giờ chân chính bộ dáng. Hạ Tử Ninh cảm thụ được từng cái phong vệ đội thành viên thực lực, cảm thụ được Tôn Bác Dịch bọn người thực lực, nàng đôi mắt đẹp là thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thần Phong. Nàng bây giờ căn bản nhìn không thấu Diệp Thần Phong đến là một cái dạng gì người. Diệp Thần Phong canh chừng vệ đội sở hữu thành viên tập trung đến thao sân luyện tập lên, hắn vì là cũng là tuyên bố một chút tiến vào cổ võ giới kế hoạch, tại tuyên bố xong kế hoạch về sau, hắn cũng phải quay về một chuyến Diệp gia, tại Diệp gia thật tốt lai cái 2-3 ngày, sau đó, hắn muốn tâm vô bàng vụ lần nữa tiến quân cổ võ giới. Có thể đang lúc Diệp Thần Phong vừa mới thanh thanh cổ họng chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, ở đây tất cả mọi người ở ngực mang theo hình tròn huy chương bất thình lình liều mạng lóe lên màu đỏ quang mang, tại phong vệ doanh bên ngoài thế nhưng là bị bố trí phòng vệ trang bị, nếu như trên thân không có đeo huy chương người đi vào phong vệ doanh 200 mét phạm vi bên trong, như vậy phong vệ doanh chung phong vệ đội thành viên đeo tại ở ngực huy chương liền sẽ lóe lên màu đỏ quang mang đến. Trước mắt rõ ràng cho thấy có người xông vào phong vệ doanh phòng vệ trong khoảng cách. Diệp Thần Phong ở ngực đồng dạng là đeo huy chương, hắn nhìn xem huy chương bên trong không ngừng lóe ra màu đỏ quang mang, hắn lông mày hơi nhíu đứng lên, trong cơ thể vương cấp đỉnh phong linh hồn lực lập tức nhanh chóng thả ra ngoài, hướng về phong vệ doanh bên ngoài lan tràn mà đi. 5-6 giây về sau, Diệp Thần Phong lông mày là nhăn càng gia tăng hơn, bởi vì hắn cảm giác được có cỗ sức mạnh cường hãn tại ở gần. Cho nên nói xông vào phong vệ doanh phòng vệ trong khoảng cách người, đối phương tuyệt đối không phải một cái hạng người bình thường. Đối phương có cực độ có thể là chuyên môn là gió vệ doanh mà đến. Thông qua vừa mới thô sơ giản lược cảm ứng, Diệp Thần Phong suy đoán thực lực đối phương có cực độ khả năng ở trên hắn, hắn nhìn xem trước mặt những này phong vệ đội thành viên, quát tất cả mọi người lập tức cho ta toàn bộ rời đi thao sân luyện tập, đem bọn ngươi tự thân khí tức toàn bộ cho ta che giấu, nhớ kỹ. Đây là ta mệnh lệnh, nếu như các người muốn chống lại mệnh lệnh, như vậy lập tức cho ta rời đi phong vệ doanh. Nếu như đối phương thực lực thật mạnh qua Diệp Thần Phong quá nhiều, phong vệ đội những thành viên này nhiều lắm là cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, cho nên để cho phong vệ đội thành viên tạm thời che giấu là thỏa đáng nhất biện pháp. Phong vệ đội những thành viên này đang nghe Diệp Thần Phong lần này mệnh lệnh về sau, trong lòng bọn họ mặt mặc dù có chút không tình nguyện,
nhưng bọn hắn vẫn là tại trước tiên rời đi thao sân luyện tập, riêng phần mình đều đem chính mình khí tức cho tạm thời che giấu, mà Tôn Bác Dịch các loại những người này nhưng là đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh không nhúc nhích. Diệp Thần Phong cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ngoại thái công, đã các ngươi không nguyện ý trước tiên tránh một chút, như vậy các ngươi trước tiên đem thực lực mình khống chế tại thiên giai tầng thứ, lần này chỉ sợ là lai giả bất thiện, tại khẩn yếu quan đầu các ngươi nói không chừng còn có thể cho đối phương một cái ra bất ngờ. Chương 909, ngươi cho rằng ta tùy tiện nói một chút sao? Chấm hỏi, phanh. Một ngạt vô cùng tiếng vang từ phong vệ doanh cửa ra vào không ngừng khuếch tán hướng về toàn bộ phong vệ doanh bên trong, tại trầm đục âm thanh quanh quẩn ra thời điểm, toàn bộ phong vệ doanh mặt đất cũng hơi có chút rung động. Đứng tại thao sân luyện tập bên trên Diệp Thần Phong, hắn suy đoán khẳng định là phong vệ doanh cửa ra vào hai phiến cẩn trọng mà lại cự đại thiết môn, là bị người cho ngạnh sinh sinh oanh phá ra, vừa rồi trầm đục âm thanh là thiết môn cùng mặt đất va chạm phát ra tới âm thanh. Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch bọn người ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phong vệ doanh cửa ra vào phương hướng, ước chừng một phút đồng hồ về sau, ba đạo thân ảnh không vội không chậm đi vào trong suốt vô cùng thao sân luyện tập bên trên. Tôn Bác Dịch các loại cổ võ giới bên trong người nhìn thấy bên trong hai bóng người thời điểm, bọn họ trong con người từng cái hiện lên kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì cái này bên trong hai người rõ ràng là huyết kiếm môn Chu Lãnh Không cùng phi đao môn Dịch Nam Trung, Tôn Bác Dịch các loại làm nhất lưu. Nhị lưu thế lực bên này người, bọn họ tự nhiên là nhận ra Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung, dù sao hai môn phái này cũng thuộc về là nhất lưu môn phái. Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung khi nhìn đến Tôn Bác Dịch bọn người thời điểm, hai người bọn họ trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc vẻ, bởi vì bọn hắn biết lần này Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn muốn đối phó người là Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong cùng Trấn Thiên môn, Quỷ Y môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên bị diệt môn phái Tôn Bác Dịch bọn người ở tại đây, hai người bọn họ không có gì tốt kinh ngạc. Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung chỉ là yên tĩnh giống như sau lưng Vương Mộc Trùng, tại Vương Mộc Trùng vẫn không nói gì thời điểm, hai người bọn họ cũng không dám nhiều lời bất kỳ một cái nào chứ, mà trên mặt sát khí tràn ngập Vương Mộc Trùng, lúc trước hắn là gặp qua Diệp Thần Phong chân dung. Cho nên hắn liếc một chút liền đem Diệp Thần Phong cho nhận ra, trong đôi mắt vẻ mặt hơi hơi sững sờ hai giây. Bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong giờ phút này ngay tại cái này phong vệ doanh bên trong. Ngược lại, Vương Mộc Trùng khô quát khóe miệng lộ ra âm hung ác nụ cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, chất vấn, ngươi chính là Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia. Là ngươi cầm cháu của ta sát hại. Trong lúc nói chuyện, Vương Mộc Trùng đã đem trong cơ thể nguyên thiên trung kỳ chân kính lực lượng tăng lên, cẩn trọng như núi cảm giác áp bách nhất thời hướng phía Diệp Thần Phong bọn người tập đi qua. Diệp Thần Phong tại những người này thực lực là cường hãn nhất. Hắn lực lượng tuy nhiên chỉ có thể cùng phá thiên điên phong cao thủ ngang hàng, nhưng là hắn hoàn toàn có nắm chắc trong nháy mắt miểu sát phá thiên điên phong cao thủ. Nhưng hôm nay cái này Vương Mộc Trùng là nguyên thiên trung kỳ thực lực, cái này không chỉ có để cho Tôn Bác Dịch bọn người là từng cái sắc mặt trắng bệch. Liền ngay cả Diệp Thần Phong trên thân cũng đột nhiên ở giữa gia tăng vô số áp lực, Tôn Bác Dịch ngữ khí ngưng trọng nói ra, Thần Phong, cẩn thận. Thực lực đối phương hẳn là có nguyên thiên trung kỳ. Nguyên thiên cảnh giới cao thủ. Đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất gặp được đây. Trong miệng hắn là cắn thật chặt hàm răng. Nếu như cái này Vương Mộc Trùng chỉ là nguyên thiên sơ kỳ thực lực. Có lẽ Diệp Thần Phong sẽ còn liều chết nhất chiến. Có thể cái này Vương Mộc Trùng có nguyên thiên trung kỳ thực lực. Như vậy cái này đứng lên chỉ có thể dùng trí. Không thể đối đầu. Không nên quên cái này phong vệ doanh thế nhưng là Diệp Thần Phong địa bàn. Còn có cái này thao sân luyện tập cuối cùng bên trái một vị trí, trước đó Diệp Thần Phong không phải đã sớm ở nơi đó ẩn tàng một cái hóa cốt chỉ đi. Chỉ cần cầm Vương Mộc Trùng dẫn tới hóa cốt chỉ thượng diện, Diệp Thần Phong tại đột nhiên mở cơ quan. Cái này rơi vào hóa cốt chỉ Vương Mộc Trùng 100% là sống không, bất quá. Nguyên thiên trung kỳ cao thủ năng lực phản ứng khẳng định phi thường cường hãn, cho nên Diệp Thần Phong không thể để cho Vương Mộc Trùng có phản ứng cơ hội. Đồng thời còn chưa thể để cho Vương Mộc Trùng trong nội tâm luôn luôn đề cao lấy cảnh kính sợ. Vương Mộc Trùng gặp Diệp Thần Phong không có trả lời hắn vấn đề, hắn nếp nhăn trên mặt vẻ giận dữ là càng thêm nồng đậm, hắn quét mắt một vòng Tôn Bác Dịch bọn người, bởi vì Tôn Bác Dịch bọn người tận lực áp chế thực lực, cho nên hắn chỉ cảm thấy Tôn Bác Dịch bọn người thực lực đều chỉ có thiên giai tầng thứ mà thôi,
thiên giai cao thủ theo Vương Mộc Trùng căn bản ngay cả cái giám đều không phải là, thế là hắn đối sau lưng Chu Lãnh không ôn hòa nam trung, nói ra các ngươi hai cái cầm những người này cho ta nhìn kỹ. Ta muốn tự tay cầm Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này xương cốt một cây đập nát, sau đó, ta muốn ở trước mặt hắn đem hắn những thân nhân này đều từng người giết chết. Vương tiền bối, chúng ta nhất định giúp ngài nhìn kỹ những người này. Chu Lãnh không ôn hòa nam trung trăm miệng một lời nói ra. Vương Mộc Trùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cười lạnh nói ra tiểu xúc sinh, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không tùy tiện đem ngươi giết chết, dám đắc tội chúng ta Vân Thiên Tông, dám đối với vua ta Mộc Hướng Tôn Tử ra tay, ta không những sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ còn để ngươi còn sống, để ngươi mỗi thời mỗi khắc đều sống ở trong thống khổ. Nói, Vương Mộc Trùng trên thân Nguyên Thiên Trung Kỳ khí thế phóng lên tận trời, Diệp Thần Phong để cho Tôn Bác Dịch bọn người lui ra phía sau một chút. Mà Diệp Thần Phong thì là đỉnh lấy áp lực vượt trước tốt nhiều bước, tuy nhiên hắn cắn hàm răng, nhưng hắn trên mặt còn cố ý lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nói ra từ nơi nào xuất hiện tao lão đầu tử. Ta quản ngươi cái gì Vân Thiên Tông, cái gì chó má tông, ngươi biết đắc tội ta Diệp Thần Phong hậu quả sao? Ngươi có tin hay không ta hung hăng quất ngươi cái tát? Tại Diệp Thần Phong bước ra đi về sau, Huyết Kiếm Môn Chu Lãnh không cùng Phi Đao Môn Dịch Nam Trung. Hai người bọn họ đi vào Tôn Bác Dịch bọn người trước mặt, cầm Tôn Bác Dịch bọn người là gắt gao coi chừng, sớm tại trước đó bọn họ liền nghe nói Diệp Thần Phong hung danh, bọn họ cũng tương tự biết Tôn Bác Dịch thực lực cũng đã đến tiên thiên sơ kỳ, mà trước mắt bọn họ cảm giác được Tôn Bác Dịch thực lực chỉ thuộc về thiên giai đỉnh phong cấp độ. Chu Lãnh Không lão nhân này cười lạnh nói, Tôn Bác Dịch, nghe nói thực lực ngươi hẳn là tiên thiên sơ kỳ mới đúng, ta biết, ngươi khẳng định là chịu cái gì trọng thương. Cho nên thực lực ngươi mới lùi lại đến thiên giai đỉnh phong. Dịch Nam Trung cũng lập tức nói ra, nghe một chút Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này đang nói cái gì. Hắn vậy mà muốn kích động Vương Tiền Bối cái tát, Vương Tiền Bối thế nhưng là đường đường nguyên thiên trung kỳ cao thủ, các ngươi những người này liền tự cầu phúc. Đợi chút nữa Vương Tiền Bối sẽ đích thân đem bọn ngươi đưa đi gặp Diêm Vương gia. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vương Mộc Trùng đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau. Hắn là hoàn toàn phát phì cười, phẫn nộ quát, Diệp Thần Phong, người đây là đang muốn chết. Vương Mộc Trùng không còn nói nhảm nhiều, thân ảnh nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong lướt qua đi, Diệp Thần Phong không có ngay từ đầu liền sử xuất bạo sâu xa bộ pháp, dù sao hắn biết cái này Vương Mộc Trùng chắc chắn sẽ không lập tức đối với hắn hạ sát thủ, hắn chỉ là sử xuất bạo phong bộ pháp mà thôi, có thể cái này Vương Mộc Trùng dù sao cũng là đường đường nguyên thiên trung kỳ cao thủ. Liền xem như Diệp Thần Phong sử xuất bạo sâu xa bộ pháp, chỉ sợ hắn tốc độ cũng so ra kém Vương Mộc Trùng, chớ nói chi là hắn trước mắt chỉ sử xuất bạo phong bộ pháp. Phanh. Sử xuất bạo phong bộ pháp Diệp Thần Phong, hắn căn bản là không có cách né tránh Vương Mộc Trùng công kích, mà Vương Mộc Trùng cũng không có đối với Diệp Thần Phong hạ tử thủ, tựa như là tại phi thường đắc ý đùa bỡn Diệp Thần Phong, trong miệng nói ra tới quất ta cái tát ha. Chỉ bằng như ngươi loại này thực lực, ngươi cũng dám ở trước mặt lão phu nói khoác mà không biết ngược, lão phu coi như lại giảm xuống 1/3 tốc độ, ngươi cũng căn bản trốn không thoát ta công kích. Vương Mộc Trùng nhìn xem bị hắn làm cho chật vật không thôi Diệp Thần Phong, hắn muốn để Diệp Thần Phong hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên tại tuyệt vọng trước đó, hắn nhất định phải còn muốn cho Diệp Thần Phong nhìn thấy một tia hy vọng, sau đó hắn lại đem cái này chút hy vọng cho thân thủ hủy diệt. Dạng này mới có thể để Diệp Thần Phong lâm vào tuyệt vọng không trong vực sâu. Vương Mộc Trùng hiện tại tự nhiên mà vậy cho rằng Diệp Thần Phong tốc độ đã phát huy đến cực hạn, bằng không hắn thấy như thế một cái tuổi trẻ khí thịnh người, chắc chắn sẽ không cam nguyện bị hắn đè lên đánh. Huống hồ hắn thấy Diệp Thần Phong lực lượng có thể cùng phá thiên đỉnh phong sánh ngang, mà sử xuất bạo phong bộ pháp Diệp Thần Phong, tốc độ của hắn cũng cao hơn phá thiên điên phong cao thủ không ít, cái này đã để Vương Mộc Trùng trong nội tâm rất khiếp sợ. Đồng thời hắn không thể không thừa nhận Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi. Liền có thể có được thực lực như vậy, cái này xác thực được xưng tụng là thiên tài, cho nên hắn cũng không cho rằng Diệp Thần Phong còn có ẩn giấu thực lực. Vương Mộc Trùng hiện tại tâm lý tựa như là mèo chơi lão thử một dạng, có đôi khi nấp tại bắt được lão thử về sau, nó sẽ còn cố ý cầm lão thử đem thả mở, thế nhưng là làm lão thử muốn chạy trốn thời điểm, miêu hữu sẽ lập tức duỗi ra nó móng vuốt cầm lão thử cho bắt được. Tiểu xúc sinh, tối nay ta liền hảo hảo chơi với ngươi chơi, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng,
coi như ta giảm xuống 1/3 tốc độ, ngươi lại có thể cầm lão phu như thế nào? Nói, cái này Vương Mộc Trùng quả nhiên là giảm xuống 1/3 tốc độ. Diệp Thần Phong biết lấy hắn thực lực bây giờ cho dù có cơ hội này, hắn cũng không có khả năng cầm Vương Mộc Trùng cho nhất kích miểu sát, huống hồ Diệp Thần Phong cảm giác được Vương Mộc Trùng mỗi cái bộ vị yếu hại bên trên bị chân kính lực lượng cho bao phủ lại, cho nên, Diệp Thần Phong hiện tại muốn làm cũng là cầm Vương Mộc Trùng cho chọc giận, cho hung hăng chọc giận, một người nếu như phẫn nộ tới cực điểm, như vậy hắn liền sẽ đánh mất lý trí, cảnh kính sợ tính cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Tại Vương Mộc Trùng thoại âm rơi xuống về sau, Diệp Thần Phong không chút do dự sử xuất bạo sâu xa bộ pháp. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần, mà cố ý giảm xuống tốc độ Vương Mộc Trùng. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại còn có thể tốc độ tăng lên. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh liền xuất hiện tại Vương Mộc Trùng trước mặt. Bởi vì Vương Mộc Trùng giảm xuống tốc độ, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là vô pháp tránh né. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có khẩn trương thái quá, bởi vì hắn biết Diệp Thần Phong không có thực lực đem hắn nhất kích miểu sát. Nhưng mà, tại Vương Mộc Trùng tâm lý hơi cảm thấy chấn kinh thời điểm, Diệp Thần Phong âm thanh truyền vào lỗ tai hắn bên trong, ta nói qua muốn hung hăng quất ngươi cái tát, ngươi cho rằng ta tùy tiện nói một chút sao. 3. Tại Vương Mộc Trùng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong vung mạnh ra bàn tay phải. Một tát này ẩn chứa Diệp Thần Phong vương cấp đỉnh phong toàn lực, tuy nhiên Vương Mộc Trùng lợi dụng chân kính lực lượng bảo vệ tốt đầu, nhưng ở tiếp nhận Diệp Thần Phong cái này toàn lực nhất kích về sau, hắn một bên gương mặt vẫn là lập tức lõm xuống dưới, máu tươi không ngừng từ hắn trên gương mặt tràn ra tới, trong nháy mắt liền đem hắn cả khuôn mặt gò má cho nhuộm đỏ. Chương 910, Nguyên Thiên Trung Kỳ tính là cái gì chứ? Trong bầu trời đêm một vầng minh nguyệt bị mây đen cho che kín. Phong vệ doanh thao luyện trên trận yên tĩnh đáng sợ, chung quanh đèn chiếu sáng trong suốt ánh đèn 10 phần chướng mắt, ban đêm gió lạnh thổi đến thao luyện trận bốn phía trên cây cối lá cây là xa xa rung động, vừa mới này một cái thanh thúy tiếng bạt tai phảng phất còn quanh quẩn trong không khí. Phụ trách coi chừng Tôn Bác Dịch bọn người Huyết Kiếm môn Chu Lãnh không cùng Phi Đao môn Dịch Nam Trung, hai người bọn họ ánh mắt chừng đến như là đèn lồng lớn nhỏ, theo bọn hắn nghĩ trước mặt đây hết thảy thật sự là quá bất khả tư nghị. Phải biết Vương Mộc Trùng thế nhưng là đường đường Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ, coi như Vương Mộc Trùng không có sử xuất toàn lực, cũng hẳn là vài phút liền có thể giải quyết Diệp Thần Phong. Có thể kết quả đây, là Diệp Thần Phong hung hăng kích động Vương Mộc Trùng một cái tát, cầm Vương Mộc Trùng một bên trên gương mặt xương cốt kích động toàn bộ lõm xuống dưới, cái này khiến Chu Lãnh không ôn hòa Nam Trung là kìm lòng không được nuốt nước miếng. Trước lúc này hai người bọn họ chỉ nghe nói Diệp Thần Phong có cùng tiên thiên cao thủ sánh ngang thực lực. Đây đã là để bọn hắn hai cái này lão đầu cảm giác Diệp Thần Phong yêu nghiệt vô cùng, mà vừa mới Diệp Thần Phong thi triển đi ra tốc độ, cùng trên thân phát ra khí thế. Cái này không biết muốn cường hãn hơn tiên thiên cao thủ gấp bao nhiêu lần đây. Nếu không phải Vương Mộc Trùng vị này Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ như cũ ở chỗ này, chỉ sợ hai cái này lão đầu muốn co cẳng liền chạy. Diệp Thần Phong tại Vương Mộc Trùng chủ quan dưới, hung hăng kích động Vương Mộc Trùng một cái tát về sau. Dưới chân hắn bước chân ngay lập tức lùi lại có hơn 10 mét, một đôi trêu tức ánh mắt có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Vương Mộc Trùng, khóe miệng hiển hiện từng tia khinh thường ý cười. Cả khuôn mặt bị máu tươi nhiễm đỏ Vương Mộc Trùng, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong biểu hiện trên mặt về sau, hắn tại cảm giác được chính mình trên gương mặt nóng bỏng đau đớn về sau, trong lòng của hắn phẫn nộ nhất thời như là hỏa sơn phún phát, từ xuất sinh cho tới bây giờ, Vương Mộc Trùng chưa từng có bị người đập tới cái tát. Hắn là Vân Thiên Tông đời trước tông chủ, từ nhỏ là tại thiên tài vầng sáng dưới lớn lên. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, mà vừa mới Diệp Thần Phong này một cái tàn nhẫn cái tát, phi thường tinh chuẩn đánh vào Vương Mộc Trùng tự ngạo cùng tôn nghiêm bên trên, khiến cho Vương Mộc Trùng máu me đầm đìa trên gương mặt bắp thịt hơi hơi co quắp, từ cái kia khô quát trong mồm phun ra 5-6 khỏa huyết nha, âm trầm trong hai con người bị thiêu đốt lấy nộ hỏa cho lấp đầy. Lỗ mũi và trong mồm hô hấp là 10 phần gấp rút, quát tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám kích động lão phu cái tát. Lão phu ta không định để ngươi sống sót, tại tối nay ta muốn tiễn ngươi về Tây Thiên, ta còn muốn đem ngươi thân nhân từng người giết chết. Nghe Vương Mộc Trùng tê tâm liệt phế gào thét, Diệp Thần Phong trong nội tâm phi thường hài lòng cười cười, mà trên mặt hắn vẫn như cũ là duy trì khinh thường thần sắc, giễu cợt nói, không biết xấu hổ lão đầu tử.
ta nhớ được vừa rồi ngươi còn chủ động để cho ta quất ngươi cái tát tới a. Ta chỉ là thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu mà thôi, ngươi cũng không cần đến cảm tạ ta, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta lời nói, ta cũng không để ý ngươi cho ta đập mấy cái khấu đầu. Răng rắc răng rắc răng rắc n. Mặt mũi tràn đầy máu tươi Vương Mộc Trùng bỗng nhiên tụ lại khô cạn thủ trưởng, tay hắn trên lưng là tráng kiện gân xanh một đầu hiển hiện ra, đầu ngón tay bên trong không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi âm thanh, trên mặt da thịt nhăn thành một đóa cúc hoa, thân thể ác bên trong nguyên thiên trung kỳ khí thế đang không ngừng tăng vọt. Diệp Thần Phong thành công đem Vương Mộc Trùng cho chọc giận, hơn nữa còn là loại kia cực độ phẫn nộ. Giờ khắc này ở Vương Mộc Trùng trong lòng chỉ muốn đem Diệp Thần Phong lập tức cho chém thành muôn mảnh, hắn không có kiên nhẫn cầm Diệp Thần Phong lưu lại chậm rãi giày vò. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Vương Mộc Trùng trên trán nổi gân xanh, hắn thân ảnh như là một trận thanh phong, nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong lướt qua đi, tay phải nắm tay bỗng nhiên hướng phía Diệp Thần Phong vung tới, mà Diệp Thần Phong dưới chân là liều mạng sử xuất bạo sâu xa bộ pháp, hiểm mà hiểm tránh thoát Vương Mộc Trùng một quyền này. Một lô trầm đục. Thao luyện sân bãi trên mặt xuất hiện một cái hố sâu, vừa mới Vương Mộc Trùng một quyền kia là chân kính lực lượng ngoại phóng, bởi vì bị Diệp Thần Phong tránh thoát đi, cho nên một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng toàn bộ đánh phía mặt đất, trong lúc nhất thời trong không khí là bụi đất tung bay. Nói thật, nếu Diệp Thần Phong cầm một tên nguyên thiên trung kỳ cao thủ chọc giận, cái này cũng có chút đùa lửa vị đạo ở chính giữa, nếu như hơi không cẩn thận. Hắn khả năng muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, nhưng bây giờ tình thế, Diệp Thần Phong muốn giải quyết một tên nguyên thiên trung kỳ cao thủ, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp có thể thực hiện. Gặp Diệp Thần Phong né tránh công kích mình, Vương Mộc Trùng càng là không giữ lại chút nào cầm tốc độ cùng lực lượng phát huy đến cực hạn, lần này buổi trưa Diệp Thần Phong tuy nhiên dưới chân vẫn còn ở thi triển bạo sâu xa bộ pháp, mà dù sao Vương Mộc Trùng thực lực cao hơn hắn không ít, không bao lâu thời gian. Thân thể của hắn phía trên đã là vết thương chồng chất. Cũng may Diệp Thần Phong nguy hiểm năng lực linh cảm phi thường cường hãn, mỗi lần hắn đều có thể để cho Vương Mộc Trùng công kích đối với hắn thân thể thương tổn xuống đến thấp nhất, lại mà Vương trong mắt lão nhân này lâm vào điên cuồng phẫn nộ bên trong, hắn công kích là không có kết cấu gì đáng nói, hắn chỉ là một mực tại công kích lấy Diệp Thần Phong, dùng cái này tới phóng thích trong lòng của hắn cháy hừng hực lấy nộ hỏa. Diệp Thần Phong thân ảnh không ngừng hướng về thao luyện trận cuối cùng bên trái di động tới, tại trên thân thể tiếp nhận Vương Mộc Trùng vài chục lần công kích về sau, Diệp Thần Phong là đi vào hóa cốt chỉ phía trên, trước mắt cái này hóa cốt chỉ bên trên bị bùn đất cho che đậy kín, người khác căn bản nhìn không ra cái địa phương này có cái gì chỗ đặc biệt. Giờ phút này, Diệp Thần Phong y phục trên người là trở nên rách mướp, trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Thậm chí bên hông nhiều cái xương cốt cũng bị Vương Mộc Trùng cắt đứt, cái mũi khí tức hơi có chút hỗn loạn, hắn tay trái yên lặng luồn vào trong túi quần, hắn sở đến. Trong túi một cái tiểu hình hắc sắc điều khiển từ xa. Một bên khác, huyết kiếm môn Chu Lãnh Không cùng phi đao môn Dịch Nam Trung, hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong từ thao luyện trận phía trước, bị Vương Mộc Trùng bức cho đến thao luyện trận cuối cùng, trên mặt bọn họ là treo đắc ý thần sắc. Không ai bì nổi nhìn chằm chằm Tôn Bác Dịch bọn người, Chu Lãnh Không nói ra các ngươi đều làm tốt trước khi chết xuyên chuẩn bị tâm lý đi. Các ngươi có thể chết tại Vương tiền bối trong tay, các ngươi đời này cũng không có quên sống uổng phí. Các ngươi cố gắng hãy chờ xem, Diệp Thần Phong tiểu súc sinh này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị Vương tiền bối đưa đi gặp Diêm Vương gia. Dịch Nam Trung cũng lập tức phụ họa nói. Có thể Tôn Bác Dịch đám người trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì đến. Vừa mới bắt đầu trong lòng bọn họ mặt sát thực tại vì Diệp Thần Phong lo lắng, nhưng nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh không ngừng hướng về thao luyện trận cuối cùng di động thời điểm, bọn họ lập tức nhớ tới tại cái này thao luyện trận cuối cùng có một cái hóa cốt trì. Bọn họ lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy qua cái này hóa cốt trì uy lực, bọn họ tin tưởng nếu như Vương Mộc Trùng thật rơi vào cái này hóa cốt trong ao, coi như hắn có nguyên thiên trung kỳ cảnh giới. Cái này chỉ sợ cũng không dùng được, thao luyện tới đuôi. Vương Mộc Trùng nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không còn tránh né, hắn cười lạnh nói ra, tiểu súc sinh, người có bản lĩnh phách lối nữa cho ta xem một chút. Người có bản lĩnh lại đến kích động lão phu cái tát a. Lão phu hiện tại muốn để ngươi trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Nói, Vương Mộc Trùng lần nữa tiến hành công kích, thân thể của hắn ác bên trong chân kính lực lượng liên tục không ngừng tăng lên, bàn tay phải hóa thành một cái ưng chảo,
hướng phía Diệp Thần Phong ở ngực bỗng nhiên nắm tới. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Vương Mộc Trùng thi triển ra ưng chảo về sau, hắn hai chân vẫn là đứng tại chỗ không có nhúc nhích, phảng phất là tại mặt đất bên trong cắm rễ một dạng, hắn thể nội liều mạng cầm vương cấp đỉnh phong lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tại Vương Mộc Trùng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn hữu quyền bỗng nhiên cùng Vương Mộc Trùng ưng chảo đánh vào cùng một chỗ. Đáng tiếc là Diệp Thần Phong lực lượng không bằng Vương Mộc Trùng, tại quyền đầu cùng ưng chảo lẫn nhau đụng vào sát na, Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên bị đẩy lui ra ngoài, mà Vương Mộc Trùng thì là đứng đấy cũng chưa hề đụng tới, trong cổ họng quát tiểu súc sinh, chẳng lẽ ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tại Diệp Thần Phong thân thể bị chấn động đến rời đi hóa cốt chỉ phía trên thời điểm, tại Vương Mộc Trùng đứng tại hóa cốt chỉ phía trên cũng chưa hề đụng tới thời điểm, Diệp Thần sư tay trái trong nháy mắt đè xuống. Trong túi cái kia hắc sắc điều khiển từ xa bên trên nút màu đỏ, trong miệng cười lạnh nói, nguyên thiên trung kỳ tính là cái gì chứ? Tại Diệp Thần Phong đè xuống nút màu đỏ thời điểm, che lại hóa cốt chỉ một khối kim khí tấm bằng nhanh nhất tốc độ rời. Nguyên bản đang đứng ở phẫn nộ tâm tình bên trong Vương Mộc Trùng, hắn lại nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay hắn căn bản không chịu nổi một kích, cho nên hắn tính cảnh giác đã sớm là thật to hạ thấp. Tại kim khí tấm rời sát na, hắn căn bản là không kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên hướng về hóa cốt trong chỉ rơi xuống. Nhìn thấy một màn này Diệp Thần Phong, trong miệng hắn cuối cùng là hơi thở ra một hơi, mới vừa cùng Vương Mộc Trùng này một cái cứng đối cứng. Hắn cả cánh tay phải cánh tay bên trong xương cốt đều có chút vỡ vụn ra. Chương 911, bị hù chết. Nguyên thiên trung kỳ tính là cái gì chứ? Tại Diệp Thần Phong cười lạnh hô lên câu nói này thời điểm, đứng đang thao luyện trận phía trước huyết kiếm môn Chu Lãnh không cùng phi đao môn Dịch Nam Trung, bọn họ hai cái này lão đầu thật muốn cất tiếng cười to một phen, rõ ràng là cái này Diệp Thần Phong bị Vương Mộc Trùng cho đánh bay. Có thể cái này Diệp Thần Phong lại đến bây giờ còn phải lớn nói không biết thẹn, đây quả thực là thật là tức cười. Mà đứng tại hóa cốt chỉ phía trên Vương Mộc Trùng đang nghe Diệp Thần Phong câu nói này về sau, miệng hắn bên trong vừa định nói vài lời chào phúng lời nói, có thể ngay sau đó, dưới chân hắn đứng thẳng mặt đất đột nhiên biến mất, cả người hắn trong nháy mắt rơi đi xuống đi, cái này khiến trong lòng của hắn có loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng hắn đã là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. A, à, tại Vương Mộc Trùng hướng về hóa cốt chỉ bên trong hạ xuống thời điểm, từ hóa cốt chỉ bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ làm người ta sợ hãi kêu thảm, nghe được ở đây tất cả mọi người là dùng mình, trên thân bị kích thích từng cái nổi da gà. Một tiếng, một đạo hắc ảnh bất thình lình từ bị mở ra hóa cốt chỉ bên trong lao ra, chẳng lẽ cái này Vương Mộc Trùng còn chưa chết sao? Cái này lao ra hóa cốt chỉ hắc ảnh trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất trên mặt. Thao luyện trên trận tất cả mọi người cũng đều thấy rõ ràng bóng đen này khuôn mặt, từ hóa cốt chỉ bên trong lao ra đúng là Vương Mộc Trùng. Bất quá, giờ phút này Vương Mộc Trùng bên hông phía dưới bộ vị toàn bộ đã bị ăn mòn rơi, máu tươi không ngừng từ thân thể của hắn chỗ nứt cuồn cuộn chảy ra, Vương Mộc Trùng chỉ còn lại nửa người trên liên tục co quắp, trong cổ họng là nhịn không được gào thét lấy, hai tay nắm thật chặt mặt đất, hắn 10 ngón tay hoàn toàn lâm vào bùn đất bên trong. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Vương Mộc Trùng trong cổ họng tiếng gào chậm rãi đình chỉ, hắn nằm dạp trên mặt đất hai tròng mắt gắt gao chừng mắt cách đó không xa Diệp Thần Phong. Hắn lợi dụng hai tay không cam lòng hướng phía Diệp Thần Phong chậm rãi bỏ qua đi, tại hắn bỏ sát quá trình bên trong, hắn ruột các loại nội tạng từ thân thể của hắn chỗ nứt trượt ra tới. Vương Mộc Trùng rõ ràng cảm giác được chính mình sinh cơ đang từ từ trôi qua, nhưng hắn trong nội tâm thật không cam lòng. Thật phi thường không cam lòng, hôm nay hắn nguyên bản có thể thoải mái giải quyết Diệp Thần Phong, có thể làm sao kết quả là hắn muốn bị Diệp Thần Phong đưa đi gặp Diêm Vương gia. Đây đối với hắn tới nói là một kiện vô pháp tiếp nhận sự tình, bây giờ hắn đã có nguyên thiên trung kỳ thực lực, với lại tại 20 năm bên trong, hắn có 4% 10 chuôi nắm bước vào nguyên thiên đỉnh phong cấp độ, có thể đây hết thảy đều bị Diệp Thần Phong tiểu súc sinh này cho hủy. Đứng đang thao luyện trận phía trước. Cầm Tôn Bác Dịch bọn người coi chừng Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung, hai người bọn họ khi nhìn đến thay đổi biến hóa sau khi, bọn họ là hoàn toàn thạch hóa, nhìn xem từng đoạn ruột từ Vương Mộc Trùng trong thân thể chảy ra, hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, liền liền thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ đứng lên. Vương Mộc Trùng bởi vì nửa người dưới hoàn toàn bị ăn mòn rơi, hắn bây giờ căn bản không sử dụng ra được chân kính lực lượng.
phi thường gian nan mới leo đến Diệp Thần Phong trước mặt, muốn nâng lên dính đầy máu tươi tay đi tóm lấy Diệp Thần Phong cái quần, có thể Diệp Thần Phong tùy ý một chân liền đem Vương Mộc Trùng cho đạp bay ra ngoài. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đi đến Vương Mộc Trùng trước mặt, một chân dẫm ở Vương Mộc Trùng ở ngực, cười hỏi, ngươi vừa rồi giống như nói có bản lĩnh để cho ta lại đến quạt ngươi cái tát ha. Ngươi nói hiện tại ta có hay không bản sự quạt ngươi cái tát? Ba, 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 ba. Còn không có đợi Vương Mộc Trùng trả lời, Diệp Thần Phong liền thoải mái cầm bàn tay hướng về trên mặt hắn chào hỏi, bây giờ Vương Mộc Trùng đã là đem người chết, cho nên Diệp Thần Phong những này cái tát bên trong căn bản không có ẩn chứa linh hồn lực, chỉ là thuần túy tại qua tay nghiện mà thôi. Phải biết nếu như Diệp Thần Phong chết tại cái này Vương Mộc Trùng trong tay lời nói, như vậy cái này Vương Mộc Trùng khẳng định sẽ đối với Diệp Thần Phong người nhà động thủ, cho nên Diệp Thần Phong căn bản là không cần đến đi đáng thương cái này Vương Mộc Trùng. Cái thế giới này cũng là tàn nhẫn như vậy, nếu như có được một khỏa mềm yếu tâm, người sớm muộn cũng sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ước chừng kích động hơn một phút đồng hồ về sau, Diệp Thần Phong mới dừng lại, một chân cũng rời đi Vương Mộc Trùng ở ngực, mà Vương Mộc Trùng cả khuôn mặt đã là hoàn toàn biến hình, trên mặt máu tươi là ào ào chảy xuống, trong cổ họng hắn chỉ còn lại có một hơi. Hắn trừng mắt Diệp Thần Phong, nói ra tiểu súc sinh, hôm nay ngươi coi như giết ta lại như thế nào. Lão phu ta nếu không phải rơi vào ngươi trong cạm bẫy, ngươi là căn bản không có khả năng giết chết lão phu, ngươi liền đợi đến Vân Thiên Tông đối với ngươi truy sát đi. Ngươi liền đợi đến tận mắt thấy thân nhân ngươi từng cái chết đi. Chỉ bằng ngươi lực lượng một người căn bản không thể nào là Vân Thiên Tông đối thủ. Một bên khác, đứng đang thao luyện trận phía trước Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung. Hai người bọn họ đang nghe Vương Mộc Trùng lời nói về sau, bọn họ lập tức từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, Chu Lãnh Không bắt lấy Tôn Bác Dịch, mà Dịch Nam Trung thì là bắt lấy Tôn Hiểu Lệ. Hai người bọn họ biết mình căn bản không phải Diệp Thần Phong đối thủ, trước mắt bọn họ chỉ có cầm Tôn Bác Dịch đợi người tới uy hiếp Diệp Thần Phong, bọn họ mới có thể còn sống rời đi phong vệ doanh, theo bọn hắn nghĩ Tôn Bác Dịch các loại những này thiên giai người. Tại bọn họ hai tiên thiên cao thủ trong tay, những người này căn bản là phản kháng không? Diệp Thần Phong, thức thời ngươi liền thả chúng ta hai cái rời đi, bằng không chúng ta cho dù chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Chu Lãnh Không thủ trưởng chụp lấy Tôn Bác Dịch cổ, hướng phía Diệp Thần Phong quát. Diệp Thần Phong, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi những thân nhân này. Dịch Nam Trung cũng chặt chẽ chế trụ Tôn Hiểu Lệ cổ. Nơi xa nằm dạp trên mặt đất hấp hối Vương Mộc Trùng, hắn khi nhìn đến Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung hành vi về sau, nguyên bản hắn ánh mắt đã là càng ngày càng ảm đạm, nhưng hắn lập tức lại cắn răng đề cao một chút tinh thần, tận lực không để cho mình sinh cơ nhanh như vậy trôi qua, hướng phía Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung quát ầm lên, rất tốt, các ngươi hai cái làm rất tốt, các ngươi hai cái trở lại cổ võ giới về sau, nhất định phải cầm tại đây sự tình hồi báo cho Vân Thiên Tông. Như vậy các ngươi chính là Vân Thiên Tông ân nhân. Ngược lại, Vương Mộc Trùng lại đối Diệp Thần Phong nói ra, coi như lão phu ta rơi vào ngươi bẫy dập thì thế nào? Ngươi bây giờ có thể không để ý tới những người này tánh mạng sao? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, không có đi để ý tới trên mặt đất Vương Mộc Trùng, ánh mắt nhìn Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung, nói ra các ngươi khẳng định muốn làm như thế. Như vậy các ngươi có thể động thủ. Đang nghe Diệp Thần Phong câu nói này về sau, không riêng trên mặt đất Vương Mộc Trùng rất không minh bạch, liền ngay cả Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung cũng đều rất không minh bạch, bọn họ từng cái nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này Diệp Thần Phong đúng như này lãnh khốc vô tình sao? Chế trụ Tôn Bác Dịch cổ Chu Lãnh Không, quát, Diệp Thần Phong, đây chính là ngươi bức ta nghe nói Tôn Bác Dịch tựa như là ngươi ngoại thái công a. Như vậy ta hiện tại liền tiễn đưa ngươi ngoại thái công đi Diêm Vương Điện đưa tin. Ngoại thái công, các ngươi không cần chơi a, vẫn là cho những này ngu ngốc kiến thức một chút thực lực các ngươi đi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra. Tại Diệp Thần Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, từ Tôn Bác Dịch cùng Tôn Hiểu Lệ bọn người trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn, này từng đạo khí thế thình lình toàn bộ đều là phá thiên chi cảnh uy áp, cái này khiến thực lực chỉ có tiên thiên sơ kỳ Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung trong thân thể là một trận huyết khí dâng lên. Dưới chân bước chân liên tục lùi lại mấy bước. Cảm thụ được Tôn Bác Dịch bọn người thực lực, Vương Mộc Trùng, Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung ba người này, bọn họ cả đám đều dùng sức lắc đầu,
bọn họ không dám tin Tâm Tôn Bác Dịch các loại những người này thế mà toàn bộ đều là phá thiên chi cảnh cao thủ, với lại cơ hồ toàn bộ đều là phá thiên đỉnh phong cấp độ. Tốt, tất cả mọi người bộ tới thao luyện trận tập hợp. Diệp Thần Phong dùng lực hướng phía phong vệ doanh bên trong giống một tiếng. Không bao lâu thời gian, từng đạo thân ảnh liền xuất hiện đang thao luyện trên trận, những này phong vệ đội thành viên không tiếp tục che giấu mình khí tức. Tại Vương Mộc Trùng, Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung cảm giác được những này xuất hiện đang thao luyện trên trận người toàn bộ là tiên thiên chi cảnh cao thủ thì bọn họ từng cái là hoảng sợ không nói nên lời. Nhìn xem thao luyện trên trận tiên thiên chi cảnh cao thủ là càng tụ càng nhiều, tiên thiên chi cảnh cùng phá thiên chi cảnh khí thế hỗn tạp đang thao luyện trên trận, thực lực chỉ có tiên thiên sơ kỳ Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung, hai cái này lão đầu hô hấp càng lúc càng nhanh, hai người bọn họ tim đập tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cái nào đó thời khắc, hai người bọn họ một hơi không có nói lên, trực tiếp bị trước mắt trận thế này cho dọa chết tươi. Mà nằm trên mặt đất Phương Mộc Trùng trong miệng không ngừng gào thét, không có khả năng, cái này sao có thể. Thế tục giới làm sao có khả năng có nhiều như vậy cổ võ cao thủ tồn tại. Người bây giờ còn cho rằng Vân Thiên Tông có thể tùy tiện giết chết ta sao? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra. Ngươi. Vương Mộc Trùng một hơi trực tiếp gãy mất, hai mắt trừng to lớn, trực tiếp là chết không nhắm mắt, hắn đường đường một cái nguyên thiên trung kỳ cao thủ chết thật sự là quá uất ức. Chương 912, sẽ nhấc lên bão táp. Chu Lãnh Không ôn hòa Nam Trung hai cái này tiên thiên sơ kỳ cao thủ trực tiếp bị hù chết, mà Vương Mộc Trùng cái này nguyên thiên trung kỳ cao thủ tới phong vệ doanh thời điểm uy phong lẫm liệt, có thể sau cùng rơi vào chết không toàn thây cấp độ, bất quá. Vương Mộc Trùng xuất hiện để cho Diệp Thần Phong cảm giác mình thực lực vẫn là quá yếu, lần này cần không phải dựa vào hóa cốt trì, tối nay đối với hắn tới nói sợ rằng sẽ là một trận tử chiến. Có thể lần nữa tiến vào cổ võ giới đã là cấp bách, Diệp Thần Phong nhất định phải tại gần trong đoạn thời gian đột phá đến tông cấp linh hồn lực mới được, chỉ có tại cực kỳ nguy hiểm bên trong mới có thể xuất hiện đột phá cơ hội, cho nên Diệp Thần Phong không có ý định hủy bỏ lần nữa tiến vào cổ võ giới kế hoạch. Hết thảy chờ lần nữa tiến vào cổ võ giới lại nói. Để cho phong vệ đội thành viên cầm Vương Mộc Trùng bọn người thi thể xử lý xong về sau, Diệp Thần Phong đơn giản tuyên bố một chút liên quan tới tiến vào cổ võ giới kế hoạch, những cái kia được tuyển chọn cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ tiến vào cổ võ giới phong vệ đội thành viên. Bọn họ mặc dù biết cổ võ giới bên trong hung hiểm vô cùng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là từng cái hưng phấn vô cùng, mà những cái kia được an bài ở lại kinh thành phong vệ đội thành viên. Bọn họ thì là từng cái ủ rũ, bất quá. Bọn họ cũng không có đối với Diệp Thần Phong biểu thị bất luận cái gì bất mãn, trong lòng bọn họ mặt Diệp Thần Phong có tuyệt đối chí cao địa vị, bọn họ đối với Diệp Thần Phong mệnh lệnh vẫn là vô cùng nghe theo. Tại tuyên bố xong liên quan tới tiến vào cổ võ giới kế hoạch về sau, Diệp Thần Phong liền để cho phong vệ đội thành viên ai đi đường nấy, tại mới vừa rồi cùng Vương Mộc Trùng đối chiến quá trình bên trong. Diệp Thần Phong bên hông xương sườn đứt gãy tốt nhiều căn, lấy hắn thực lực bây giờ chỉ cần mượn nhờ linh hồn lực, bên hông hắn đứt gãy xương cốt tại 1-2 ngày bên trong hẳn là có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Tại phong vệ đội thành viên tán đi về sau, Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch đi lên trước, quan tâm hỏi, Thần Phong, thân thể ngươi tình huống thế nào? Bằng không chúng ta đem tiến vào cổ võ giới thời gian đẩy về sau trễ một chút. Diệp Thần Phong quả quyết lắc đầu. Nói ra, ngoại thái công, ta thương tổn không tính quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi cái 2 ngày liền có thể khỏi hẳn, hiện tại ta chỉ muốn trước đem cổ võ giới phiền phức toàn bộ giải quyết, ta muốn trước quay về Diệp gia một chuyến. Tôn Bác Dịch trong lòng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Thần Phong, cái này Vương Mộc Trùng là đỉnh cấp thế lực bên kia Vân Thiên Tông người, xem ra chúng ta cùng Vân Thiên Tông ở giữa ân oán là càng ngày càng đậm, lần này nếu như chúng ta tiến vào đỉnh cấp thế lực bên kia. Chúng ta khẳng định sẽ cùng Vân Thiên Tông phát sinh xung đột, bất quá, trong lòng ta khẩu khí này cũng kìm nén đến thật sự là quá lâu, ta cũng muốn mau sớm vì là Trấn Thiên Môn các đệ tử báo thù, lần này chúng ta tiến vào đỉnh cấp thế lực bên kia về sau. Chúng ta trước đem Thiên Sơn Môn giải quyết, nếu như có thể lời nói chúng ta tại đỉnh cấp thế lực bên kia kéo mấy cái minh hữu, lời như vậy ta xem Vân Thiên Tông cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Tốt. Ta hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ quay về một chuyến Diệp gia đi. Lần này cần một lần nữa trở lại cổ võ giới, ta cũng cần phải đi Diệp gia hướng về gia gia ngươi bọn họ nói âm thanh đừng, đồng thời bởi ta ra mặt,
ta nghĩ ngươi ra ra bọn họ cũng sẽ không ngăn cản ngươi lần nữa tiến vào cổ võ giới. Tại Tôn Bác Dịch đề nghị dưới, Tôn gia tất cả mọi người, bao quát Quỷ Y môn Quý Đính Thiên, bọn họ đều cùng Diệp Thần Phong cùng đi một chuyến Diệp gia, về phần Hạ Tử Ninh nữ nhân này thì là lưu tại phong vệ doanh bên trong. Làm Diệp Thần Phong trở lại Diệp gia thời điểm, Diệp Thần Phong mẫu thân Tôn Mỹ Cầm cùng hắn nữ nhân Võ Hiểu Phỉ bọn người, từng cái đối với Diệp Thần Phong là suỵt lạnh hỏi ấm, mà khi những nữ nhân này khi biết Diệp Thần Phong lại muốn đi cổ võ giới thời điểm, Tôn Mỹ Cầm làm Diệp Thần Phong mẫu thân là cái thứ nhất đưa ra phản đối, sau đó Võ Hiểu Phỉ các loại các nữ nhân cũng ủng hộ Tôn Mỹ Cầm. Cũng may sau cùng Tôn Bác Dịch bọn người nhao nhao mở miệng, còn có Diệp Thần Phong quyết định cũng 10 phần kiên quyết, Diệp lão gia tử bọn người đồng dạng biết Diệp Thần Phong là một cái tính cách gì người, trong nội tâm tuy nhiên phi thường không đồng ý Diệp Thần Phong lần nữa tiến vào cổ võ giới, nhưng đến thời khắc sống còn bọn họ vẫn như cũ là không tình nguyện đồng ý hạ xuống. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng chỉ nói một câu nói, Thần Phong. Hết thảy lấy trọn vẹn làm chủ, nếu như gia gia ta mất đi ngươi đứa cháu này, như vậy gia gia ta khẳng định sống không nổi, coi như ngươi vì là gia gia ta suy nghĩ, ngươi vô luận từ lúc nào cũng đều muốn bảo vệ tốt chính mình. Tôn gia người cùng Quý Đính Thiên tại tạm biệt về sau, bọn họ thì là lại đi phong vệ doanh đi, mà Diệp Thần Phong muốn lưu tại Diệp gia lai cái 2-3 ngày. Tại cái này 2-3 ngày bên trong hắn phải thật tốt bồi bồi bên cạnh mình người, thuận tiện giúp Hàn Sơ Tuyết chế biến ra thối thể dược dịch đến, lại để cho Hàn Sơ Tuyết hấp thu một khỏa hắn cố ý lưu lại huyết châu, trợ giúp Hàn Sơ Tuyết nhất cử đột phá đến phá thiên chi cảnh tầng thứ. Dù sao Hàn Sơ Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều cùng Võ Hiểu Phỉ các loại nữ nhân ở cùng một chỗ, nếu như Hàn Sơ Tuyết thực lực đến phá thiên chi cảnh, như vậy bên cạnh hắn những nữ nhân này an toàn tự nhiên mà vậy liền toàn bộ đều đề cao một chút. Tại Diệp Thần Phong bọn họ chặt chẽ vì là lần nữa tiến vào cổ võ giới làm chuẩn bị thời điểm, cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên kia Vân Thiên Tông một gian u ám trong mật thất. Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Thiên, Thiên Sơn Môn trưởng Môn Phương Chí Dũng, Thiên Sơn Môn đại trưởng Lão Thu Nguyên Long, Thiên Sơn Môn nhị trưởng Lão Lỗ Đấu Văn, cùng Vạn Độc Môn trưởng Môn Khang Bách Âm đã tại. Từ khi Vương Mộc Trùng dự định bí mật đi hướng về thế tục giới về sau, Phương Chí Dũng các loại những người này liền không hề rời đi qua Vân Thiên Tông, bọn họ đều tại Vân Thiên Tông tại đây chờ đợi tin tức. Tính toán thời gian, Vương Tiền Bối cũng đã đến thế tục giới kinh thành, hiện tại chỉ sợ đã đem Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia cho bắt sống a. Cũng là không biết cái này bên trong có thể hay không phát sinh biến cố gì. Thiên Sơn Môn trưởng Môn Phương Chí Dũng mở miệng nói ra. Phương trưởng môn, người cũng quá xem trọng Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia, người cũng không nên vong Vương Tiền Bối thế nhưng là đường đường nguyên thiên trung kỳ cao thủ, liền xem như 10 cái Diệp Thần Phong cũng sẽ không là Vương Tiền Bối đối thủ, chúng ta bây giờ chỉ cần an tâm chờ đợi là được, ta có thể không kịp chờ đợi muốn thật tốt dày vào tiểu xúc sinh kia. Vạn Độc Môn trưởng môn Khang Bách Âm, hắn mỗi lần nghĩ đến chính mình trong môn phái tàng bảo các bị thiêu hủy hình ảnh, hắn liền đối với Diệp Thần Phong hận đến nghiến răng. Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Thiên, trên mặt hắn treo cực độ tự tin, nói ra, lần này bởi phụ thân ta xuất thủ, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia dù là có 3 đầu 6 tay cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, trong khoảng thời gian này chúng ta không riêng phái người tiến vào thế tục giới điều tra Diệp Thần Phong hành tung, chúng ta vẫn còn ở đỉnh cấp thế lực bên này trắng trợn điều tra Diệp Thần Phong tung tích. Vương Chúng Thiên hơi hơi dừng lại một lúc sau. Tiếp tục nói, bây giờ tại đỉnh cấp thế lực bên này có rất nhiều môn phái đều tại mật thiết chú ý chúng ta, các ngươi cũng phải chú ý cho kỹ chính mình môn phái, tỉnh tại loại này đặc thù thời kỳ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thiên Sơn Môn trưởng Môn Phương Chí Dũng phi thường đồng ý Vương Chúng Thiên thuyết pháp, bây giờ hắn Thiên Sơn Môn cũng không có cao thủ đang tọa chấn, thế là Phương Chí Dũng đối Thiên Sơn Môn nhị trưởng lão Lỗ Đấu Văn, nói ra, nhị trưởng lão, làm phiền ngươi về trước Thiên Sơn Môn một chuyến đi. Trong khoảng thời gian này Thiên Sơn Môn cũng không thể đủ lại phát sinh sự tình gì, dù sao Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này cũng còn không có bị bắt cầm lại tại đây đến, các loại có cái kia tiểu xúc sinh tin tức, ta sẽ lập tức phái người đi thông chi ngươi. Bị Diệp Thần Phong hại thiếu một cánh tay Lỗ Đấu Văn, hắn tuy nhiên rất muốn để lại ở chỗ này chờ đợi Diệp Thần Phong, nhưng là hắn cũng biết muốn lấy đại cục làm trọng, hắn hai tròng mắt âm ngoan nói ra, trưởng môn. Chờ Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia bị bắt cầm lại Vân Thiên Tông, ngươi nhất định phải ngay đầu tiên thông báo ta rơi vào hiện tại cái bộ dáng này,
toàn bộ đều là bái tiểu súc sinh kia ban tặng, cho nên ta nhất định phải thân thủ thật tốt giày vò tiểu súc sinh kia một phen, dạng này ta mới có thể phóng thích trong lòng tức giận. Phương Chí Dũng gật gật đầu, nói ra, nhị trưởng lão, người cứ yên tâm quay về Thiên Sơn Môn đi. Các loại vương tiền bối cầm tiểu súc sinh kia đuổi bắt sau khi trở về, ta sẽ ngay đầu tiên thông chi ngươi, còn có ở đây có ai không phải đối với tiểu súc sinh kia hận thấu xương. Chúng ta cũng sẽ không để cho hắn như vậy có thể chết đi. Tốt, ta đây cứ yên tâm, vậy ta đợi chút nữa trước hết quay về Thiên Sơn Môn đi tỏa chấn. Thiên Sơn Môn nhị trưởng lão Lỗ Đấu Văn nói ra. Chúng ta Vạn Độc Môn có phá thiên chi cảnh cao thủ đang tỏa chấn. Ta liền tiếp tục ở chỗ này chờ Diệp Thần Phong tiểu súc sinh kia đến. Vạn Độc Môn trưởng môn Khang Bách Âm nói ra. Vương Chúng Thiên bọn họ những người này thật tình không biết này Vương Mộc Trùng đã là bị Diệp Thần Phong đưa đi gặp Diêm Vương gia, mà Diệp Thần Phong mấy người cũng đang chuẩn bị tiến vào cổ võ giới. Có thể tưởng tượng có ở đây không lâu tương lai một trận bão táp sẽ tại đỉnh cấp thế lực bên này nhấc lên. Chương 913, người phối đứng đấy sao? 3 ngày sau. Diệp Thần Phong tại Diệp gia mọi người cùng Võ Hiểu Phỉ các loại nữ nhân lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi Diệp gia. Tại 3 ngày nay bên trong, Diệp Thần Phong bên hông đứt gãy xương cốt là hoàn toàn khép lại. Hắn mỗi ngày đều là bồi tiếp mẫu thân hắn cùng Võ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ. Đương nhiên hắn còn bớt thời gian giúp Hàn Sơ Tuyết thực lực tăng lên tới phá thiên trung kỳ. Về phần Võ Hiểu Phỉ các loại thân thể nữ nhân bên trong ẩn chứa là linh hồn lực. Thối thể dược dịch cùng huyết châu đối với linh hồn lực cao thủ cơ hồ vô dụng, cho nên trong 3 ngày qua Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ là liều mạng làm lấy vận động, chỉ có thể lấy loại phương thức này giúp Võ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ hơi tăng lên từng chút một thực lực. Rời đi Diệp gia về sau, Diệp Thần Phong lập tức đi hướng về Phong Vệ Doanh, hắn lần này là để cho Vương Lực bọn người lưu lại bảo hộ Diệp gia an toàn, chuyện này hắn đối với hắn cũng ra ra Diệp Trấn Hồng nâng lên một chút. Chờ Diệp Thần Phong bọn họ rời đi kinh thành về sau, Vương Lực các loại phong vệ đội thành viên liền sẽ thay thế Diệp gia nguyên bản cảnh sát vũ trang, không phân ngày đêm 24 giờ bảo hộ lấy Diệp gia. Lần này cùng Diệp Thần Phong cùng đi vãng cổ võ giới cao thủ, bên trong phá thiên đỉnh phong có 19 người, phá thiên trung kỳ có 1 người, tiên thiên trung kỳ có 100 người, tiên thiên sơ kỳ có 20 người, nếu như tăng thêm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lời nói tổng cộng có 142 người. Diệp Thần Phong tại Phong Vệ Doanh bên trong dừng lại một ngày sau đó, ngày thứ hai hắn tại căn dặn Vương Lực một phen về sau, hắn liền cùng Tôn Bác Dịch bọn người cùng lúc xuất phát, lần này Diệp Thần Phong tiến vào cổ võ giới là muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao tại thế tục giới giấu ở chỗ tối cái kia thần bí tổ chức, dù sao là để cho Diệp Thần Phong trong nội tâm phi thường bất an. Hai ngày thời gian lại nháy mắt liền đi qua. Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch đám người đi tới một mảnh trống trải trên thảo nguyên, Diệp Thần Phong đã là nhiều lần từng tiến vào cổ võ giới, đối với thông hướng cổ võ giới kết giới chi môn vị trí, trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Cùng Diệp Thần Phong song song đứng đấy Tôn Bác Dịch, hắn vỗ vỗ Diệp Thần Phong bả vai, nói ra, Thần Phong, lần này chúng ta tiến vào cổ võ giới, ngươi nhất định không cần cậy mạnh, vạn nhất ngươi nếu là tại cổ võ giới bên trong xảy ra chuyện gì. Ta thật không có khuôn mặt đi gặp ra ra ngươi cùng cha mẹ ngươi, không nên quên, tại thế tục giới còn có rất nhiều nữ nhân ở chờ ngươi. Diệp Thần Phong đối Tôn Bác Dịch gật gật đầu, nói ra, ngoại thái công, ngươi yên tâm tốt, ta không phải một cái không lý trí người. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại xoay thân thể lại, hắn nhìn phía sau những này phong vệ đội thành viên, hắn mở miệng nói ra các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Lần này tiến vào cổ võ giới. Các người rất có thể sẽ hy sinh tánh mạng, nếu như trong các người có người hiện tại hối hận, ta có thể cho các người rời đi, với lại ta sẽ không làm khó các ngươi. Diệp thiếu gia, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Ở đây sở hữu phong vệ đội thành viên lạ thường nhất trí quát ầm lên, bọn họ trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý, bọn họ cái này một thân thực lực là Diệp Thần Phong cho, đối với bọn hắn loại này huyết tính nam nhi tới nói, bọn họ lại thế nào khả năng ruồng bỏ Diệp Thần Phong đâu. Chỉ cần Diệp Thần Phong cần, bọn họ cả đời này đều nguyện ý vì Diệp Thần Phong cống hiến sức lực. Nghe được phong vệ đội thành viên trả lời về sau, Diệp Thần Phong là có chút hài lòng gật gật đầu, đứng ở một bên Hạ Tử Ninh ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn xem Diệp Thần Phong, nếu như lần này Diệp Thần Phong có thể cầm Vương Lực chờ hắn phong vệ đội đều mang vào cổ. Võ giới lời nói,
như vậy theo Hạ Tử Ninh, Diệp Thần Phong tại đỉnh cấp thế lực như vậy đứng vững gót chân xác suất cũng liền càng lớn. Đáng tiếc là Diệp Thần Phong cũng không có làm như thế, nàng cũng biết Diệp Thần Phong không thể không để ý tới nhà hắn người an toàn, cái này. Mấy ngày trong nội tâm nàng một mực đang nghi hoặc, Diệp Thần Phong là bằng vào cái gì thủ đoạn nghịch thiên, tại ngắn như thế thời gian bên trong tạo ra được nhiều cao thủ như vậy tới. Tại Hạ Tử Ninh lâm vào trong trầm tư thời điểm, Diệp Thần Phong ngồi xổm người xuống, cầm bàn tay phải đặt tại trên đồng cỏ, trong cơ thể vương cấp đỉnh phong linh hồn lực nhanh chóng vận chuyển lại. Đem liên tục không ngừng linh hồn lực rót vào trong sân cỏ, rất nhanh, nguyên bản phi thường trống trải trên thảo nguyên, bất thình lình xuất hiện một đạo màn ánh sáng trắng, thông hướng cổ võ giới kết giới chi môn xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt bọn hắn. Cùng lúc đó, tại Diệp Thần Phong bọn họ đến thông hướng cổ võ giới kết giới chi môn sở tại địa thời điểm, kết giới này chi môn bên kia, cũng chính là cổ võ giới bên trong, có ba cái trung niên nam nhân ngày đêm không ngủ canh chừng, bên trong một cái ăn mặc trường sam màu xanh. Trung niên nam nhân tên là Vương Trung An, hắn chính là Vân Thiên Tông tông chủ thân đệ đệ, đồng dạng cũng là Vương Mộc Trùng tiểu nhi tử, một thân thực lực đến phá thiên đỉnh phong cấp độ, một cái khác cạo lấy đầu chọc trung niên nam nhân, tên hắn gọi là Chu Phi. Ánh sáng, hắn chính là huyết kiếm môn trưởng môn, đồng dạng cũng là con trai của Chu Lãnh Không, một thân thực lực đến thiên giai thượng phẩm, còn cái cuối cùng trung niên nam nhân, tên hắn gọi là Dịch Phong Trương, hắn chính là phi đao môn trưởng môn, đồng dạng cũng là Dịch Nam. Bên trong nhi tử, một thân thực lực cũng đến thiên giai thượng phẩm tầng thứ. Vương Trung An là đang chờ đợi phụ thân hắn Vương Mộc Trùng trở lại cổ võ giới bên trong. Tính toán thời gian Vương Mộc Trùng trễ nhất tại gần nhất trong vòng 2 ngày cũng cần phải muốn về đến cổ võ giới, mà huyết kiếm môn trưởng môn Chu Phi Quang cùng phi đao môn trưởng môn Dịch Phong Trương, bởi vì bọn họ hai cái phụ thân là bồi tiếp Vương Mộc Trùng cùng đi hướng về thế tục giới, cho nên bọn họ hai cái cũng bồi tiếp Vương Trung An cùng một chỗ ở chỗ này chờ đợi. Tại Chu Phi Quang ôn hòa Phong Trương xem ra, nếu như bọn họ có thể trèo lên Vân Thiên Tông căn này cành cây cao lời nói, như vậy bọn họ trưởng quản môn phái khẳng định cũng có thể nước lên thì thuyền lên, cho nên hai người bọn họ phi thường vui lòng ở chỗ này chậm rãi chờ đợi Vương Mộc Trùng trở về. Bởi vì Vương Mộc Trùng làm đỉnh cấp thế lực người bên kia, hắn là không thể bước vào thế tục giới, cho nên Vương Trung An để cho Chu Phi Quang ôn hòa Phong Trương cầm người chung quanh toàn bộ cho đuổi đi, đồng thời tại trong vòng 3 ngày không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, bằng không giết chết bất luận tội. Cho nên cái này từ cổ võ giới thông hướng thế tục giới kết giới chi môn tại đây, trừ Vương Trung An đám ba người bên ngoài, có thể nói là ngay cả con ruồi cũng không có. Vương đại ca, vì là đuổi bắt Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia, ngay cả Nguyên Thiên Trung Kỳ Vương tiền bối đều tự thân xuất mã, cái này không khỏi cũng quá nhỏ để đại tố a. Theo ta thấy chỉ cần phái ra một tên phá thiên tầng thứ cao thủ, cái này đủ để cầm tiểu xúc sinh kia đuổi bắt trở về. Huyết kiếm môn trưởng môn Chu Phi Quang nịnh nọt nói ra. Vương đại ca, ta xem Chu trưởng môn nói phi thường có đạo lý a. Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia có tài đức gì để cho Vương tiền bối tự mình động thủ. Đây quả thực là giết gà dùng nhiêu đao. Phi đao môn trưởng môn Dịch Phong Trương cũng lập tức nói ra. Vương Trung An đối với hai người này nịnh nọt, trên mặt hắn là lộ ra tự ngạo thần sắc, thuận miệng nói ra, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này sát hại cháu của ta. Phụ thân ta sẽ đích thân xuất thủ cũng không có gì tốt kỳ quái, bằng không ta ngược lại thật ra có thể giúp phụ thân ta đi một chuyến, nương tựa theo ta phá thiên đỉnh phong thực lực, phải giải quyết này Diệp Thần Phong cũng hẳn là vài phút sự tình. Vương đại ca nói là a, lấy Vương đại ca tư chất ngươi, ta muốn Vương đại ca bên trong bước vào nguyên thiên cảnh giới tầng thứ cũng không xa. Chu Phi Quang 10 phần nịnh nọt nói ra, mà đang lúc Dịch Phong Trương cũng muốn lại vỗ vỗ mông ngựa thời điểm. Trước mặt bọn hắn một ngọn núi trên vách núi đá bất thình lình xuất hiện một đạo màn ánh sáng trắng, đây là kết giới chi môn bị mở ra dấu hiệu, nhìn trước mắt bị mở ra kết giới chi môn, Vương Trung An vội vàng nói, nhất định là phụ thân ta trở về. Đứng ở một bên Chu Phi Quang ôn hòa Phong Trương, hai người bọn họ cũng là đồng ý gật gật đầu, lập tức lễ độ cung kính đứng tại Vương Trung An bên cạnh, phải biết Vương Mộc Trùng thế nhưng là Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ. Hai người bọn họ cũng không dám tại bực này cao thủ trước mặt làm càn. Làm Vương Trung An ba người bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong cái thứ nhất từ màn sáng bên trong đi tới thời điểm, bọn họ là càng thêm khẳng định Vương Mộc Trùng trở về. Cái này Diệp Thần Phong quả nhiên là bị Vương Mộc Trùng cho bắt sống,
bởi vì Vương Trúng An bọn người trước đó cũng là gặp qua Diệp Thần Phong chân dung, cho nên bọn họ là liếc một chút liền đem Diệp Thần Phong cho nhận ra. Diệp Thần Phong, người tiểu súc sinh này, người còn để cho Vương tiền bối tự mình đi một chuyến thế tục giới, người quả thực là tội đáng chết vạn lần. Tiểu súc sinh, Vương tiền bối vậy mà không có đưa tay chân khống chế. Xem ra Vương tiền bối thật đúng là đại nhân có đại lượng. Chu Phi Quang ôn hòa phong trương khi nhìn đến Diệp Thần Phong về sau, hai người bọn họ liền lập tức đập lên Vương Mộc Trùng mông ngựa đến, tuy nhiên bọn họ còn không có nhìn thấy Vương Mộc Trùng từ màn sáng đi tới, nhưng bọn hắn tin tưởng cái này mông ngựa nhất định phải đập nhanh. Ngươi chính là tiểu súc sinh kia Diệp Thần Phong, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta quỳ trên mặt đất, như ngươi loại này người ở trước mặt ta, ngươi phối đứng đấy sao? Vương Trúng An mắt lạnh nhìn Diệp Thần Phong. Trong cổ họng là nghiêm nghị gầm thét. Chương 914, toàn bộ miểu sát. Từ kết giới trong cánh cửa đi tới Diệp Thần Phong, hắn cau mày nhìn xem trước mặt cái này chít chít oa oa ba người, bởi vì hắn cầm khí tức cho thu liếm, cho nên Vương Trúng An đám ba người không có cảm giác ra Diệp Thần Phong trong thân thể khí thế cường hãn. Vương Trúng An gặp Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới ý hắn, tại hắn vừa định muốn đích thân động thủ giáo huấn một chút Diệp Thần Phong thời điểm, chỉ gặp kết giới trong cánh cửa lại đi tới một người, nguyên bản Vương Trúng An tưởng rằng phụ thân hắn, cho nên hắn lập tức dừng động thủ suy nghĩ, mà khi Vương Trúng An nhìn thấy từ kết giới trong cánh cửa đi tới là Tôn Bác Dịch thời điểm, trên mặt hắn tràn ngập nghi hoặc vẻ mặt. Còn không có đợi Vương Trúng An mở miệng nghi vấn, chỉ gặp Tôn Dương An các loại tôn gia người là một cái lại một cái từ kết giới trong cánh cửa đi tới, Tôn Bác Dịch bọn họ đều là thu liếm tự thân khí tức. Cho nên Vương Trúng An bọn người cảm giác không thấy Tôn Bác Dịch bọn họ thực lực chân chính. Đứng tại Vương Trúng An bên cạnh Huyết Kiếm môn trưởng môn Chu Phi Quang cùng Phi Đao môn trưởng môn Dịch Phong Trương, hai người bọn họ làm cổ võ giới nhất lưu, nhị lưu thế lực bên này người, bọn họ đương nhiên là nhận ra Tôn Bác Dịch bọn người. Chu Phi Quang lập tức vừa cười vừa nói, Vương đại ca, những người này là nguyên bản Chấn Thiên môn người, xem ra lần này Vương tiền bối không riêng đem Diệp Thần Phong đuổi bắt trở về. Ngay cả Chấn Thiên môn những người này cũng cùng một chỗ đuổi bắt trở về. Chu trưởng môn, người đây không phải nói nhảm đi. Cái này Chấn Thiên môn cùng Diệp Thần Phong có quan hệ thân mật, Vương tiền bối đương nhiên cũng phải đem Chấn Thiên môn những này dư nghiệt cho cùng một chỗ bắt trở về. Dịch Phong Trương cũng vội vàng phụ họa nói. Nhưng mà, làm Dịch Phong Trương tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Từ kết giới cánh cửa bên trong tràn vào người đến là càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Vương Trúng An bọn người trong nội tâm có loại dự cảm không tốt, Vương Mộc Trùng cũng không khả năng một lần tính cầm nhiều người như vậy đưa đến cổ võ giới bên trong tới. Ước chừng 5-6 phút sau, phòng vệ đội thành viên cũng toàn bộ từ kết giới cánh cửa bên trong đi tới. Cũng may những này phòng vệ đội thành viên cũng toàn bộ ẩn tàng khí tức, bằng không chỉ sợ sớm đã đem Vương Trúng An bọn người toàn bộ hoảng sợ chạy. Tại một tên sau cùng phòng vệ đội thành viên từ kết giới cánh cửa bên trong đi tới về sau, cái kia đạo màu trắng màn sáng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến sau cùng biến mất tại Vương Trúng An bọn người trong tầm mắt, từ đầu đến cuối Vương Trúng An ba người bọn họ đều không có nhìn thấy Vương Mộc Trùng thân ảnh. Huyết Kiếm môn trưởng môn Chu Phi Quang tại lấy lại tinh thần về sau, hắn lập tức nói ra, Vương đại ca, xem ra Vương tiền bối khẳng định là tại thế tục giới kinh thành dốc sức một cái khoảng trống. Tại Vương tiền bối đi hướng về kinh thành thời điểm, Diệp Thần Phong tiểu súc sinh này vừa vặn tới cổ võ giới, cho nên giữa bọn hắn đúng lúc là dịch ra. Mà tiểu súc sinh này sau lưng những người này, chính là lúc trước tiểu súc sinh này đưa đến cổ võ giới tới thủ hạ, ta nghe nói hắn những này thủ hạ đều có thiên giai thực lực. Vương đại ca, Chu trưởng môn nói không sai, tiểu súc sinh này những này thủ hạ căn bản không đủ e ngại. Bất quá! Nghe nói Chấn Thiên môn Tôn Bác Dịch thực lực đến tiên thiên chi cảnh, nhưng chỉ cần có Vương đại ca ngươi tại, chúng ta cũng không có cái gì thật là sợ. Phi Đao môn trưởng môn Dịch Phong Trương tranh nhau vuốt mông ngựa nói. Tại Chu Phi Quang ôn hòa Phong Trương xem ra chỉ cần có Phá Thiên đỉnh Phong Vương Trúng An tại, hai người bọn họ liền căn bản không có chạy trốn tất yếu. Chu Phi Quang ôn hòa Phong Trương cũng không biết Diệp Thần Phong tại đỉnh cấp thế lực bên kia sở tác sở vi. Mà cái này Vương Trúng An là biết Diệp Thần Phong tại đỉnh cấp thế lực bên kia đã từng giết chết qua Phá Thiên chi cảnh cao thủ, theo cùng Diệp Thần Phong giao thủ qua Thiên Sơn môn nhị trưởng lão Lỗ Đấu Văn lộ ra, cái này Diệp Thần Phong thực lực nhiều lắm là cùng Phá Thiên sơ kỳ cao thủ ngang hàng.
Cho nên Vương Trung An khi biết Diệp Thần Phong cũng không phải là bị phụ thân hắn bắt quay về cổ võ giới đến từ về sau, hắn vẫn như cũ là lộ ra phi thường thong dong bình tĩnh. Có thể thật tình không biết Diệp Thần Phong rời đi cổ võ giới trong khoảng thời gian này. Hắn thực lực đã sớm là nhanh chóng tăng trưởng một mảng lớn. Vương Trung An mắt nhìn Diệp Thần Phong sau lưng một đám phong vệ đội thành viên. Hắn tại Chu Phi Quang trong miệng biết được những người này có được thiên giai thực lực về sau, như thế để cho hắn lên ý muốn lôi kéo, dù sao cùng bọn hắn Vân Thiên Tông có thủ chỉ có Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong những này thủ hạ cũng là vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Hắn thấy tương lai tại những người này có lẽ có người có thể trở thành tiên thiên chi cảnh cao thủ, những người này đều có tư cách gia nhập bọn họ Vân Thiên Tông. Trong nội tâm có sau khi quyết định, Vương Trung An lập tức nói ra, chúng ta Vân Thiên Tông chỉ cần đuổi bắt Diệp Thần Phong cùng Trấn Thiên Môn những người này, về phần hắn người ta có thể cho các ngươi một con đường sống, các ngươi có thể gia nhập chúng ta Vân Thiên Tông, đây đối với các ngươi tới nói là một loại không có cái nào lớn hơn vinh diệu. Đang nghe Vương Trung An cái này ngu ngốc như thế tự phụ lời nói về sau, phong vệ đội thành viên từng cái lập tức châm chọc khiêu khích đứng lên. Con hàng này là từ đâu xuất hiện? Ta nhìn hắn đầu có chút không bình thường. Ta đoán chừng cái này ngu đần đầu khẳng định là bị môn cho chen, lại muốn chúng ta gia nhập cái gì chó má Vân Thiên Tông. Ta xem không lâu tương lai cái này Vân Thiên Tông sẽ bị Diệp thiếu gia cho tự mình diệt. Vương Trung An vốn cho là sẽ có rất nhiều người tự nguyện gia nhập vào Vân Thiên Tông bên trong, dù sao trước mắt chỉ có ruồng bỏ Diệp Thần Phong mới có thể còn sống, nhưng để hắn tuyệt đối không có không nghĩ tới là, những này phong vệ đội thành viên chẳng những không có ruồng bỏ Diệp Thần Phong, còn đối với hắn Vương Trung An là một trận trào phúng, cái này khiến trong lòng của hắn là nghẹn đầy bụng tức giận. Tốt, đã các ngươi muốn tiếp Diệp Thần Phong tiểu súc sinh này đi chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vương Trung An thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trong cơ thể phá thiên đỉnh phong khí thế, như trào thủy bàn từ trong thân thể của hắn lan tràn đi ra. Đứng tại Vương Trung An bên cạnh Chu Phi Quang ôn hòa phong trương, bọn họ tại cảm giác được Vương Trung An khí thế cường hãn về sau, hai người bọn họ dưới chân bước chân vội vàng lui ra phía sau 7-8 bước, Chu Phi Quang vẫn không quên vuốt mông ngựa, các ngươi những này ngu ngốc, Vương đại ca có thể làm cho các ngươi gia nhập Vân Thiên Tông, cái này chính là các ngươi phúc khí, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác như thế không trân quý, như vậy các ngươi liền đi Diêm Vương điện báo cáo nói. Một đám đầu rác rưởi sắc. Vương đại ca, làm dịch phong trương cũng muốn đập Vương Trung An mông ngựa thì trong miệng hắn âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì tại Vương Trung An khí thế hướng phía Diệp Thần Phong bọn người đánh tới thời điểm, Diệp Thần Phong bọn người không còn thu liếm chính mình khí tức, theo Diệp Thần Phong cầm trong cơ thể Vương cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên về sau, tôn bác dịch các loại phá thiên chi cảnh cao thủ cũng nhao nhao tăng lên lên trong cơ thể chân kính lực lượng, sau đó dư tiên thiên chi cảnh phong vệ đội thành viên. Bọn họ cũng nhao nhao cầm trong cơ thể chân kính lực lượng tăng lên. Trong lúc nhất thời, một cỗ mãnh liệt khí thế là phóng lên tận trời, cầm Vương Trung An khí thế cho hoàn toàn che lại. Nguyên bản trên mặt còn mang theo âm hung ác vẻ Vương Trung An, hắn tại cảm giác được tôn bác dịch bọn người là phá thiên điên phong cao thủ về sau, hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong này hơn 100 tên thủ hạ cơ hồ toàn bộ là tiên thiên chi cảnh cao thủ, thậm chí có mấy danh đồng dạng là phá thiên điên phong cao thủ về sau. Còn có hắn lại cảm thấy đến Diệp Thần Phong khí thế không hề yếu cho hắn về sau, hắn trong lòng không ngừng mắng to thảo đàn, là ai nói Diệp Thần Phong thực lực chỉ là cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ ngang hàng? Là ai nói tôn bác dịch chỉ có tiên thiên chi cảnh? Là ai nói thủ hạ đều chỉ có thiên giai tầng thứ? Chỉ dựa vào tại đây một thế lực, cái này hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp thế lực bên kia nhất đẳng thế lực đối đầu kháng. Mà huyết kiếm môn Chu Phi Quang cùng phi đao môn dịch phong trương, hai người bọn họ biểu hiện so Vương Trung An càng thêm không chịu nổi, bọn họ bị thay đổi trùng kích hình ảnh, dọa đến là trong đũng quần đều ướt đẫm, trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân bên trong lực lượng tại từng chút biến mất. Làm Vương Trung An cảm giác được Diệp Thần Phong băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, hắn hoàn toàn không có vừa rồi tự ngạo, hắn phảng phất phong mình nói qua lời nói, trong cổ họng nuốt nước miếng. Nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi không thể giết ta, ta là Vân Thiên Tông tông chủ đệ đệ, phụ thân ta Vương Mộc Trùng có nguyên thiên trung kỳ thực lực, ta. Diệp Thần Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Vương Trung An trước mặt, tại Vương Trung An không có phản ứng khi đi tới đợi, tay phải hắn thủ trưởng trực tiếp chế trụ Vương Trung An cổ,
cầm Vương Trúng An cả người lăng không nhấc lên. Vương Trúng An đường đường phá thiên điên phong cao thủ, hắn thậm chí ngay cả một điểm phản kháng năng lực cũng không có. Nếu cái này Vương Trúng An có thể phản kháng, chỉ bất quá hắn sớm đã bị Diệp Thần Phong bọn người khí thế hù sợ, hắn bản năng từ bỏ phản kháng, muốn tại Diệp Thần Phong trong tay bọn họ mặt tham sống sợ chết một lần. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm Vương Trúng An lãnh đạm nói ra, phụ thân ngươi đã bị ta đưa đi gặp Diêm Vương gia, ta hiện tại liền tiễn đưa ngươi đi cùng gặp mặt hắn. Răng rác, răng rác, răng rác. Vương Trúng An trong đôi mắt tràn ngập không thể tin vẻ mặt, nhưng mà Diệp Thần Phong không có cho hắn đặt câu hỏi cơ hội, trực tiếp đem hắn cổ xương cho toàn bộ bóp nát, sau đó đem hắn thân thể cho nhét vào trên mặt đất. Một bên dọa đến hai chân như nhũn ra Chu Phi Quang Ôn Hòa Phong Trương, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong giơ tay nhấc chân ở giữa liền giải quyết một tên phá thiên điên phong cao thủ, hai người bọn họ là dọa đến hồn đều muốn bay. Bờ môi run run rẩy rẩy muốn kể một ít cầu xin tha thứ lời nói, đáng tiếc là Diệp Thần Phong cũng không có cho hai người bọn hắn cái bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Ầm, ầm, hai tiếng. Chu Phi Quang Ôn Hòa Phong Trương đầu trực tiếp vỡ ra, hai người này chỉ có thiên giai thượng phẩm tầng thứ, như hôm nay giai cao thủ tại Diệp Thần Phong trong mắt cùng con kiến hôi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Chương 915, hết lòng tuân thủ hứa hẹn nam nhân. Cũng may trước đó Vương Trúng An, Chu Phi Quang Ôn Hòa Phong Trương ba người này, bọn họ khiến người khác không được đến gần kết giới chi môn tại đây, cho nên Diệp Thần Phong bọn người trên thân phát ra khí thế cường hãn, cũng không có bị cổ võ giới người khác phát giác. Tại tiện tay cầm Vương Trúng An, Chu Phi Quang Ôn Hòa Phong Trương giải quyết về sau, Diệp Thần Phong bọn họ lập tức lại đem chính mình khí tức cho thu liếm, Diệp Thần Phong tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình hành tung, khó như vậy miễn sẽ để cho Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn trước đó chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thần Phong muốn cho đối phương một cái ra bất ngờ công kích. Để cho phong vệ đội thành viên xử lý Vương Trúng An đám ba người thi thể về sau, Diệp Thần Phong đối Tôn Bác Dịch, nói ra, ngoại thái công, chúng ta trước tiên tìm bí ẩn địa phương tới thương lượng một chút đón lấy kế hoạch đi. Tôn Bác Dịch hơi hơi gật gật đầu, nói ra tốt, Thần Phong, chúng ta bây giờ một đường hướng về Bắc đi. Ước chừng hành tẩu hơn một cái giờ về sau, chúng ta có thể nhìn thấy nhất tọa sơn mạch, dãy núi kia tên là Hoang Vân Sơn Mạch, nơi đó bình thường cơ hồ không có người sẽ đi, bất quá, chúng ta tại đi hướng về Hoang Vân Sơn Mạch trên đường đi, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới là, đừng cho cổ võ giới người khác phát hiện hành tung chúng ta. Diệp Thần Phong cầm trong cơ thể vương cấp đỉnh phong linh hồn lực cẩn thận từng ly từng tí thả đi ra. Hắn phải dùng linh hồn lực cảm ứng đến chung quanh gió thổi cỏ lay, nếu có người phát hiện bọn họ hành tung, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không nương tay, hắn sẽ trực tiếp cầm đối phương đưa đi gặp Diêm Vương gia. Lúc này lần nữa tiến vào cổ võ giới, Diệp Thần Phong không muốn có bất kỳ sơ suất, nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Mà đứng sau lưng Diệp Thần Phong Hạ Tử Ninh, trên mặt nàng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng hàm răng khẽ cắn bờ môi. Bởi vì Diệp Thần Phong đã đáp ứng nàng đợi lần nữa tiến vào cổ võ giới thời điểm, khẳng định sẽ bồi tiếp nàng cùng đi một chuyến nàng môn phái tàng bảo địa. Nhưng hôm nay gặp Diệp Thần Phong hoàn toàn không có nói ra chuyện này, cái này khiến Hạ Tử Ninh cảm thấy có lẽ Diệp Thần Phong đã đem chuyện này cấp quên, trong nội tâm không biết làm sao nổi lên một trận đắng chát vị đạo. Diệp Thần Phong tự nhiên không có phát giác Hạ Tử Ninh thần sắc biến hóa, tại Tôn Bác Dịch dẫn đường dưới. Diệp Thần Phong bọn người hướng về Hoang Vân Sơn Mạch tiến lên, Tôn Bác Dịch là chuyên môn chọn lựa tương đối vắng vẻ đường, cho nên dọc theo con đường này cũng không có gặp được bất luận kẻ nào. Tại trải qua hơn một cái giờ đi đường về sau, Diệp Thần Phong các loại cả đám là an toàn đến Hoang Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Tại cảm ứng một chút chung quanh không có bất kỳ cái gì khả nghi khí tức về sau, Diệp Thần Phong mở miệng, bây giờ tại đỉnh cấp thế lực bên kia muốn đối phó chúng ta không chỉ Thiên Sơn Môn, còn có Vân Thiên Tông cùng Vạn Độc Môn, cái này ba môn phái cùng chúng ta ở giữa cửu hận cơ hồ đều đến không chết không thôi cấp độ, có thể bằng vào chúng ta bây giờ cỗ thế lực này, muốn cùng cái này tam đại môn phái cứng đối cứng lời nói, chúng ta xác thực còn thiếu một chút khí. Diệp Thần Phong hơi hơi dừng lại một lúc sau, tiếp tục nói trước đó ngoại thái công nói qua, chúng ta có thể tại đỉnh cấp thế lực bên kia kéo mấy cái minh hiếu, bất quá, ta muốn đỉnh cấp thế lực bên kia bọn họ phái. Bọn họ là sẽ không dễ dàng đứng tại chúng ta bên này, cho nên chúng ta nhất định phải tại đỉnh cấp thế lực bên kia làm ra một điểm động tĩnh đến. Chúng ta muốn đem động tĩnh này làm cho càng lớn càng tốt,
để cho đỉnh cấp thế lực bên kia bọn họ phái nhìn thấy thực lực chúng ta, để bọn hắn biết chúng ta có cùng bọn hắn ngang nhau đối thoại tư cách. Cho nên ta dự định lời đầu tiên mình đi một chuyến đỉnh cấp thế lực bên kia, về phần các ngươi thì là lưu tại Hoang Vân Sơn Mạch chờ đợi tin tức ta, dù sao nếu như chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tràn vào đỉnh cấp thế lực bên kia lời nói, dạng này quá rêu rao khắp nơi một chút. Tôn Bác Dịch cùng Quý Đính Thiên bọn người, bọn họ đang nghe Diệp Thần Phong đề nghị về sau, bọn họ đều cảm giác Diệp Thần Phong nói phi thường có đạo lý, đồng dạng bọn họ cũng là biết Diệp Thần Phong thực lực. Chỉ cần Diệp Thần Phong không gặp được nguyên thiên cảnh giới cao thủ, này Diệp Thần Phong tại cổ võ giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Tôn Bác Dịch suy nghĩ sau một lát, nói ra, Thần Phong, ngươi không phải đem Chấn Thiên Môn đệ tử thi thể đều mai táng sao? Ta muốn đi trước bái tế một chút bọn họ. Về phần ngươi những này đề nghị, chờ bái tế xong những đệ tử kia, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Đúng, Thần Phong. Ta cũng muốn đi bái tế một chút Quỷ Y Môn đệ tử, ta còn muốn cảm tạ Thần Phong ngươi không để cho Quỷ Y Môn đệ tử phơi thây dã ngoại. Quỷ Y Môn trưởng môn Quý Đính Thiên cũng lập tức nói ra. Diệp Thần Phong có thể lý giải Tôn Bác Dịch cùng Quý Đính Thiên bọn người tâm tình, mở miệng nói ra tốt, đợi đến ban đêm, ta giúp ngươi bọn họ cùng đi bái tế Chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn đệ tử, hiện tại chúng ta trước tiên ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Tử Ninh gặp Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối không có đề cập đã đáp ứng nàng sự tình, nàng lại im lặng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trong nội tâm nàng là một trận cười khổ, tự giễu thầm nghĩ, Hạ Tử Ninh, ngươi thật sự là ngu ngốc, ngươi thật sự là đại ngu ngốc một cái, hiện tại Diệp Thần Phong căn bản không cần đến ngươi, ngươi còn cho là hắn sẽ tuân thủ đáp ứng ngươi sự tình sao? Tại Hạ Tử Ninh ngồi tại thạch trên đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần Phong lặng yên đi vào Hạ Tử Ninh bên cạnh. Nhìn xem Hạ Tử Ninh tức giận cắn môi bộ dáng, cái này Hạ Tử Ninh hoàn toàn không có phát hiện hắn đến. Hạ Tử Ninh, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Diệp Thần Phong xòe bàn tay ra tại Hạ Tử Ninh trước mắt lắc lắc. Hạ Tử Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi chừng liếc một chút Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi ta ở giữa về sau liền không có bất luận cái gì liên quan, đợi chút nữa ta liền sẽ rời đi nơi này. Hy vọng về sau chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Diệp Thần Phong hơi sững sờ, sau đó hắn nói ra, Hạ Tử Ninh, ngươi không có phát sốt ha. Ta tới là chuẩn bị cùng ngươi nói, lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ đi trước đỉnh cấp thế lực bên kia một chuyến, ta không phải đáp ứng ngươi, phải bồi ngươi cùng đi một chuyến, các ngươi môn phái tàng bảo địa sao. Các loại lần này hai chúng ta tiến vào đỉnh cấp thế lực bên kia về sau, ta trước hết cùng ngươi đi một chuyến. Ngươi sẽ không phải là cho là ta đem ngươi sự tình vong a? Chẳng lẽ ta Diệp Thần Phong trong mắt ngươi cũng là như thế cái vô lại? Nghe xong Diệp Thần Phong lời nói này về sau, Hạ Tử Ninh tại vừa mới bắt đầu ngây người về sau, nàng hai bên trên gương mặt lập tức nhiễm lên một tầng đỏ ửng, trong đầu nhớ tới cùng với Diệp Thần Phong từng ly từng tí, có vẻ như cái này Diệp Thần Phong không có thiếu đối với nàng làm qua vô lại cùng lưu manh sự tình. Bất quá, trong nội tâm nàng đắng chát cùng khó chịu sớm đã là quét sạch, miết miệng, quật cường nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi chính là cái vô lại, ngươi chính là cái đại lưu manh, ngươi nếu là không muốn tuân thủ hứa hẹn cũng có thể. Hạ Tử Ninh, điểm này ngươi cứ yên tâm tốt, trước đó ta tiến vào đỉnh cấp thế lực bên kia thời điểm, ngươi cũng giúp ta không ít việc, tất nhiên ta Diệp Thần Phong đáp ứng ngươi sự tình, như vậy ta liền nhất định sẽ làm đến. Ngươi môn phái không phải là bị bọn họ đưa cho diệt đi sao? Đến lúc đó nếu như ta có cái năng lực kia, ta sẽ thuận tay giúp ngươi báo thù, nhưng nếu như ta không có cái năng lực kia, như vậy cái này cũng không có cách nào. Nói xong, Diệp Thần Phong liền rời đi Hạ Tử Ninh bên cạnh. Hạ Tử Ninh nhìn xem Diệp Thần Phong này không tính dày đặc bóng lưng, nàng một đôi mắt đẹp là suy nghĩ xuất thần, nàng môi đỏ chặt chẽ nhấp khép lại lấy. Suy nghĩ cẩn thận cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc trong khoảng thời gian này, cái này Diệp Thần Phong chỉ có đôi khi vô lại một chút, có đôi khi lưu manh một chút, có đôi khi tay chân không quy củ một chút, nếu cái này Diệp Thần Phong còn tính là một cái người thật quân tử a. Chí ít hắn là một cái tuyệt đối tin thủ hứa hẹn nam nhân. Tại sắc trời chậm rãi đêm đen lúc đến đợi, Diệp Thần Phong để cho phong vệ đội thành viên lưu tại Hoang Vân Sơn Mạch bên trong. Còn hắn thì bồi tiếp Tôn gia người cùng Quý Đính Thiên cùng đi bái tế Chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn đệ tử. Diệp Thần Phong bọn họ đầu tiên đi vào là Chấn Thiên Môn hậu sơn,
Tôn Bác Dịch các loại Tôn gia người nhìn xem hậu sơn từng cái cao lên đống đất, bọn họ từng cái lần lượt trầm mặc xuống, lúc trước bởi vì chỉ có Diệp Thần Phong một người, cho nên Diệp Thần Phong mai táng những đệ tử này phương pháp đều 10 phần giản dị. Tại bái tế xong Trấn Thiên Môn đệ tử về sau, Diệp Thần Phong bọn họ lại bồi tiếp Quý Đính Thiên đi vào Quỷ Y phía sau cửa vùng núi, bây giờ Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y trong cửa đã sớm là cỏ dại rậm rạp, ai có thể nghĩ đến đây là đã từng cường thịnh nhất thời hai đại môn phái đâu. Quý Đính Thiên khi nhìn đến mai táng Quỷ Y môn đệ tử đống đất về sau, hắn tâm tình cùng trước đó Tôn Bác Dịch bọn người một dạng, mà đứng ở một bên Diệp Thần Phong nhìn ra được Tôn Bác Dịch cùng Quý Đính Thiên bọn người sở dĩ không có biểu hiện tê tâm liệt phế, hẳn là sợ hắn trong nội tâm sẽ có áy náy, dù sao Quỷ Y môn cùng Trấn Thiên môn diệt môn, cái này cùng Diệp Thần Phong hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, cho nên Diệp Thần Phong khi nhìn đến một màn này về sau, hắn song quyền chặt chẽ nắm khép, hắn trong lòng âm thầm thề. Lần này hắn nhất định phải cầm Thiên Sơn môn san thành bình địa, nhất định phải làm cho Thiên Sơn môn từ cổ võ giới từ đó biến mất. Chương 916, Tàng Bảo Địa, Công Pháp. Sau 5 ngày, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi vào đỉnh cấp thế lực bên kia một tòa to lớn đại sơn trước. Tại 5 ngày trước đó, Diệp Thần Phong bồi tiếp Tôn Bác Dịch cùng Quý Đính Thiên bọn người bái tế xong Trấn Thiên môn cùng Quỷ Y môn đệ tử về sau. Tại một phen thương lượng phía dưới cùng Diệp Thần Phong liên tục kiên trì, Tôn Bác Dịch bọn người rốt cục đồng ý để cho Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi trước một chuyến đỉnh cấp thế lực bên kia, mà Tôn Bác Dịch bọn người gió êm dịu vệ đội thành viên thì là lưu tại Hoang Vân Sơn Mạch bên trong chờ đợi tin tức. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, bởi vì có Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh, sở hữu hai người bọn họ đi đường tốc độ là tăng lên rất nhiều, dọc theo con đường này cũng là bởi Hạ Tử Ninh tại chỉ đường. Mà Hạ Tử Ninh chỉ đường cũng đều là phi thường vắng vẻ, dọc theo con đường này cũng là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh nhìn xem trước mặt tòa này to lớn đại sơn, tại ngọn núi lớn này chung quanh cũng đều là dày đặc rừng cây, các loại tiếng chim hót thỉnh thoảng từ trong rừng cây truyền tới, có thể nói tại đây hẳn là ít ai lui tới địa phương. Diệp Thần Phong nhìn qua trước mặt tòa này trừ to lớn một chút, nhìn qua đồng thời không cái gì chỗ đặc biệt đại sơn. Hắn mở miệng hỏi, Hạ Tử Ninh, các ngươi môn phái Tàng Bảo Địa cũng là ở chỗ này. Hạ Tử Ninh im lặng gật gật đầu, mang trên mặt nhàn nhạt vẻ đau thương, có thể là trong nội tâm nàng nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, nàng đi đến ngọn núi lớn này chính giữa, tại chính giữa địa phương sinh trưởng đầy từng cây tham thiên đại thụ, phảng phất là đem trọn tòa núi lớn cho một chia làm hai. Hạ Tử Ninh quay đầu đối Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Thần Phong, người đi theo ta đi. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Hạ Tử Ninh hướng về dày đặc tham thiên đại thụ đi vào trong đi về sau, hắn cũng vội vàng đuổi theo Hạ Tử Ninh cước bộ, chỉ gặp Hạ Tử Ninh tại những này tham thiên đại thụ bên trong tha vài vòng về sau, tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trước mặt đột nhiên sáng tỏ thông suốt, tại bọn họ hai cái xuất hiện trước mặt một cái cự đại sơn cốc. Hạ Tử Ninh đơn giản giải thích nói, bên ngoài những cái kia tham thiên đại thụ là chúng ta trong phái trưởng bối rời cắm đến nơi đây. Với lại những cây to kia phương thức sắp xếp phi thường đặc biệt, người khác nếu là xông tới, dưới tình huống bình thường là phát hiện không chỗ này sơn cốc, nhưng sư phụ ta đem làm sao tiến vào chỗ này sơn cốc đi bộ lộ tuyến nói cho ta biết. Diệp Thần Phong nhìn xem cái này có động thiên khác sơn cốc, hắn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ Hạ Tử Ninh môn phái Tàng Bảo Địa bên trong đến có cái gì bảo tàng. Hắn nhớ kỹ trước đó Hạ Tử Ninh có nói qua. Tại nàng môn phái Tàng Bảo Địa bên trong có một loại cực kỳ cao thâm võ công tuyệt học, loại này võ công tuyệt học nhất định phải cùng một tên chân chính tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ tu luyện, lúc này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, đây cũng là lúc trước Hạ Tử Ninh quyết định tiếp cận Diệp Thần Phong lý do. Có thể về sau cái này bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, Hạ Tử Ninh cũng không còn hy vọng Diệp Thần Phong có thể cùng nàng cùng một chỗ tu luyện loại kia võ công tuyệt học. Nàng chỉ cần Diệp Thần Phong có thể bồi tiếp nàng đi tới nơi này nơi môn phái Tàng Bảo Địa là được, lại mà lúc trước Hạ Tử Ninh tiếp cận Diệp Thần Phong hoàn toàn là nhất thời xúc động, nếu nàng cũng không chịu nhận cầm thân thể của mình tùy tiện dâng hiến cho một người nam nhân. Chỗ này sơn cốc không gian cũng là 10 phần rộng rãi, tại sơn cốc chính giữa có một cái đầm nước nhỏ, mà tại sơn cốc này trên mặt đất cũng sinh trưởng đầy các loại hoa hoa thảo thảo, trong không khí là tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Thật sâu hít một hơi, sẽ cho người nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần. Hạ Tử Ninh đi đến trong sơn cốc chỗ kia đầm nước nhỏ trước, xoay người tại thủy đàm chung quanh trên mặt đất bốn phía tìm kiếm lấy thứ gì,
mà Diệp Thần Phong chỉ là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem. Không bao lâu thời gian, Hạ Tử Ninh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, thân thể nàng trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, vươn ngọc thủ nhổ trên mặt đất vài cọng cỏ dại, rất nhanh có một cái mặt trăng hình dáng lỗ khảm xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Hạ Tử Ninh từ cổ nàng trước gỡ xuống một cái mặt trăng hình dáng ngọc bội, nàng cầm cái này mai ngọc bội trực tiếp bỏ vào lỗ khảm bên trong, vừa vặn cùng lỗ khảm lớn nhỏ hoàn toàn ăn khớp. Tại ngọc bội yên tâm lỗ khảm bên trong nháy mắt, trong sơn cốc mặt đất bất thình lình hơi hơi rung động đứng lên, mà cái kia đầm nước nhỏ bên trong nước đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, đầm nước nhỏ bên trong nước là trở nên một giọt đều không thừa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại đầm nước nhỏ bên trong nước không khỏi rượu biến mất về sau, trong sơn cốc bất thình lình vang lên một ngạt vô cùng âm thanh, chỉ gặp tại thủy đàm một chỗ phía trước trên vách núi đá, chỗ kia vách núi bất thình lình hướng về hai bên chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một cái cẩn trọng mà lại cự đại thạch môn. Hạ Tử Ninh cùng Diệp Thần Phong lập tức đi đến trước cửa đá, tại thạch môn bên trên có hai cái thủ trưởng ấn lỗ khảm, Hạ Tử Ninh nói ra, Diệp Thần Phong, chúng ta đưa bàn tay cùng một chỗ bỏ vào cái này lỗ khảm bên trong, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Cái này kích động thạch môn gọi là âm dương môn, nhất định phải lấy âm nhu chi lực cùng dương cương chi lực mới có thể mở ra, đây cũng là ta lúc đầu vẫn muốn để ngươi theo giúp ta tới nơi này nguyên nhân, dù sao coi như ta một người có thể đến tại đây, có thể chỉ dựa vào chính ta cũng là mở không ra cái này kích động âm dương môn. Hạ Tử Ninh nói cũng đã cầm tay phải bỏ vào bên trong một cái thủ trưởng ấn lỗ khảm bên trong. Diệp Thần Phong cũng không có do dự duỗi ra bàn tay của mình, tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cộng đồng vận chuyển trong cơ thể lực lượng thì cái này kích động thạch môn bắt đầu rất nhỏ rung động đứng lên, chậm rãi hướng bên trái rời một cái một người lớn nhỏ khe hở, sau đó cái này kích động thạch môn liền đã không còn bất luận cái gì động tĩnh. Hạ Tử Ninh dẫn đầu đi vào thạch môn về sau. Thạch môn về sau không gian phi thường đen nhánh, đi theo Hạ Tử Ninh đằng sau Diệp Thần Phong, hắn vội vàng từ trong túi móc ra một cái bật lửa, dùng cái bật lửa sáng ngời tới tạm thời chiếu sáng, tại đem cái bật lửa sau khi đốt, Diệp Thần Phong nhìn thấy tại bên cạnh hắn cách đó không xa có một tấm che kín cho bụi cái bàn, trên bàn trưng bày rất nhiều ngọn nến, Diệp Thần Phong vội vàng nhen nhóm 4 cái ngọn nến, thạch môn phía sau cái không gian này đột nhiên sáng lên. Mà khi Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đang nhìn xem cảnh vật chung quanh thì này kích động rời một người lớn nhỏ khe hở thạch môn, nó vậy mà chủ động nhanh chóng đóng lại, cái này khiến Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh căn bản không kịp phản ứng. Khi nhìn đến thạch môn chủ động quan bên trên về sau, Diệp Thần Phong liền vội vàng hỏi, Hạ Tử Ninh, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Tử Ninh lắc đầu, nói ra, ta là lần đầu tiên tới nơi này, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá, người yên tâm tốt, sư phụ ta chắc chắn sẽ không hại ta, là sư phụ ta để cho ta tới tại đây, nói là ở chỗ này có giấu một loại võ công tuyệt học, bất quá, loại này võ công tuyệt học nhất định phải một nam một nữ cùng một chỗ tu luyện, với lại cùng ta cùng một chỗ tu luyện tốt nhất vẫn là một cái tuyệt thế thiên tài, dạng này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Diệp Thần Phong, người yên tâm tốt, ta sẽ không để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện, khi lấy được loại này võ công tuyệt học về sau. Người ta ở giữa liền lại không bất luận cái gì liên quan, về sau ta cũng sẽ không lại đi theo ngươi. Theo sư phụ ta nói trốn ở chỗ này loại kia võ công tuyệt học phi thường đặc thù, là sáng tạo chúng ta môn phái tổ sư gia lưu tại nơi này, thật không biết này lại là một loại cái dạng gì võ công tuyệt học. Nghe Hạ Tử Ninh thao thao bất tuyệt ngôn ngữ, Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, nhất định phải nam nữ cùng một chỗ tu luyện. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết song tu công pháp a. Song tu công pháp. Đang nghe cái từ ngữ này thời điểm, Hạ Tử Ninh là hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thần Phong, nói ra, người tư tưởng có thể hay không đừng xấu xa như vậy. Chúng ta môn phái tổ sư gia làm sao có khả năng lưu lại loại này không biết xấu hổ công pháp. Nói, Hạ Tử Ninh liền không còn đi để ý tới Diệp Thần Phong, thạch môn phía sau cái không gian này ước chừng có một cái phòng lớn nhỏ. Tại một mặt treo trên vách tường một bức tử họa, thượng diện cứng cáp mạnh mẽ viết tuyệt thế công pháp cái này 4 chữ lớn. Hạ Tử Ninh cầm bức kia treo trên vách tường tử họa bắt lại đến, tại bức chữ này họa phản diện thình lình viết loại kia tuyệt thế công pháp tu luyện pháp môn, chỉ gặp bức chữ này họa phản diện trên cùng viết nam nữ hợp hoan thuật cái này 5 cái chữ lớn,
sau đó tại cái này năm cái chữ lớn dưới viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. Hạ Tử Ninh khi nhìn đến loại này nam nữ hợp hoàn thuật tu luyện phương pháp về sau, nàng hai bên gương mặt là càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt, hàm răng là cắn thật chặt bờ môi. Diệp Thần Phong đi đến Hạ Tử Ninh bên cạnh, hắn nhìn một chút Hạ Tử Ninh cầm ở trong tay bức kia tử họa, khi hắn nhìn thấy nam nữ hợp hoàn thuật tu luyện phương pháp thì hắn thuận miệng nói ra, xem ra các ngươi môn phái tổ sư ra thật đúng là không biết xấu hổ đây. Chí ít tư tưởng so ta bẩn thỉu nhiều. Chương 917, song song đột phá. Diệp Thần Phong ngôn ngữ truyền vào Hạ Tử Ninh trong lỗ tai về sau, cái này khiến Hạ Tử Ninh sắc mặt là trướng càng thêm đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình sư phụ nói tới võ công tuyệt học lại là một môn song tu công pháp. Cái này khiến nàng tại Diệp Thần Phong trước mặt xấu hổ có chút không ngóc đầu lên được tới. Hạ Tử Ninh liền tranh thủ trong tay tử họa nhét vào trên mặt đất, trừng mắt Diệp Thần Phong nói ra, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta sẽ không tu luyện loại công pháp này, ta xem trước một chút tại đây còn có hay không hắn đổ vật. Diệp Thần Phong cũng không có lại đi trêu chọc Hạ Tử Ninh, hai người lại lần nữa cẩn thận nghiêm túc quan sát cái không gian này, ở cái này không gian chính giữa trưng bày một tấm bàn đá cùng bốn tờ ghế đá. Diệp Thần Phong trong tay cầm ngọn nến đi đến trước bàn đá, hắn nhìn thấy trên bàn đá giống như khắc lấy rất nhiều kiểu chữ, thế là hắn cầm trong tay ngọn nến đặt ở trên bàn đá. Đối một bên Hạ Tử Ninh nói ra, ngươi tới nơi này nhìn xem, cái này trên bàn đá kiểu chữ hẳn là các ngươi môn phái vì tổ sư gia kia lưu lại. Diệp Thần Phong vừa nhắc tới tổ sư gia, cái này khiến Hạ Tử Ninh lại nghĩ tới nam nữ hợp hoan thuật, gương mặt đỏ bừng đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, hai người bọn họ mượn ánh nến cầm trên bàn đá kiểu chữ thấy rõ toàn bộ rõ ràng. Lão Phu Trung Mộc Phong, tại 60 tuổi trước đó chính là cổ võ giới bên trong một tên bình thường nông dân. Mà ở 60 tuổi thời điểm, lão phu tại trong lúc vô tình thu hoạch được một môn tên là nam nữ hợp hoan thuật công pháp, thế là ta cùng ta thê tử cùng một chỗ tu luyện, tại ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, bởi vì này môn nam nữ hợp hoan thuật, để cho ta cùng ta thê tử đạt tới nguyên thiên cảnh giới tầng thứ. Khả năng bởi vì là tuổi tác quan hệ, ta cùng ta thê tử cũng dừng bước tại nguyên thiên sơ kỳ, chúng ta vốn là muốn cầm nam nữ hợp hoan thuật truyền thừa tiếp, nhưng loại này công pháp quá mức nghịch thiên. Nếu để cho cổ võ giới bọn họ phái người biết, chỉ sợ bọn họ sẽ cho chúng ta cài lên giả dối không có thật tội danh, đem chúng ta thuộc về đến yêu ma thuộc loại bên trong. Sau cùng, tại ta cùng ta thê tử thương thảo phía dưới, chúng ta quyết định không đem cái này nam nữ hợp hoan thuật truyền thừa tiếp. Chúng ta tìm kiếm được rất nhiều công pháp sau cùng hai chúng ta phu thê sáng tạo một cái tên là Nguyệt Hoa Cung môn phái, bởi vì lão phu ưa thích vô câu vô thúc, Nguyệt Hoa Cung này cũng liền bởi thê tử của ta nắm trong tay. Chỗ này không gian là ta cùng ta thê tử mở ra đến, nếu như tương lai có một ngày tại Nguyệt Hoa Cung bị diệt môn thời điểm, Nguyệt Hoa Cung đệ tử có thể tới tại đây tìm kiếm một đường sinh cơ, cái này nam nữ hợp hoan thuật có thể làm cho thời gian tu luyện rút ngắn thật nhiều, nếu không phải năm đó ta cùng ta thê tử chịu đến tuổi tác có hạn, chúng ta nói không chừng còn có thể đột phá đến nguyên thiên đỉnh phong, thậm chí là nguyên thiên phía trên chí cao cảnh giới. Nếu như tương lai có một ngày Nguyệt Hoa Cung đệ tử lại tới đây, cái này cũng chứng minh Nguyệt Hoa Cung đã bị diệt môn, không cần cho rằng nam nữ hợp hoan thuật là một loại để cho người ta chơi chẽn công pháp, ta đã tại chỗ này đá không gian trên cửa làm cơ quan, chỉ có tu luyện nam nữ hợp hoan thuật về sau, hai người cùng một chỗ phát lực mới có thể từ bên trong cầm cái này kích động thạch môn cho mở ra. Đương nhiên nếu như thực lực các ngươi đến nguyên thiên cảnh giới lời nói, như vậy các ngươi cũng có thể dựa vào bạo lực tới phá vỡ thạch môn, hy vọng tương lai có người thật có thể cầm nam nữ hợp hoan thuật môn công pháp này phát dương quang đại. Đang nhìn xong trên bàn đá Trung Mộc Phong khắc xuống kiểu chữ về sau, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh sắc mặt là biến hóa liên tục. Hồi lâu sau, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, Hạ Tử Ninh, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta nhất định phải tu luyện nam nữ hợp hoan thuật, chúng ta mới có thể rời đi nơi này sao? Hạ Tử Ninh bạch liếc một chút Diệp Thần Phong nói ra, ta sẽ không tu luyện loại công pháp này. Diệp Thần Phong cũng lập tức nói ra, dù cho ngươi muốn tu luyện, chỉ sợ cũng không được bởi vì ta thể nội linh hồn lực cùng các ngươi thể nội chân kính lực lượng có chỗ khác biệt. Nếu như tu luyện loại này nam nữ hợp hoan thuật lời nói không chừng sẽ sinh ra không tốt phản ứng, ta tới trước thử một chút có thể hay không phá vỡ cái này kích động thạch môn. Diệp Thần Phong đi đến thạch môn phía sau, thân thể ác bên trong tăng lên điên cuồng lên vương cấp đỉnh phong linh hồn lực. Một quyền bỗng nhiên hướng phía thạch môn đập tới ầm.
Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều đung đưa, từ không gian phía trên rơi xuống rất nhiều cho bụi cùng tiểu thạch khối, mà cánh cửa đá kia nhưng là không nhúc nhích tí nào. Diệp Thần Phong biết Trung Mộc Phong lời nói không ngoa, cái này kích động thạch môn hẳn là tối thiểu nhất muốn nguyên thiên cảnh giới cao thủ mới có thể phá vỡ, với lại từ đỉnh đầu rớt xuống tiểu thạch khối xem, nếu như Diệp Thần Phong lại cưỡng ép nện như điên cái này kích động thạch môn, cái không gian này nói không chừng sẽ sụp đổ. Hạ Tử Ninh, bằng vào ta lực lượng còn không cách nào phá mở cái này kích động thạch môn, chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Diệp Thần Phong hơi nhíu lấy lông mày nói ra. Hạ Tử Ninh yên lặng thật lâu về sau, nàng mới lên tiếng, Diệp Thần Phong, thực lực của ta nếu đã đến phá thiên sơ kỳ, lúc trước sư phụ là sợ ta tùy theo tính tình làm việc, nàng mới có thể tạm thời cầm thực lực của ta cho phong ấn, sư phụ nói qua chỉ cần ta tu luyện chỗ này tàng bảo địa công pháp, ta thể nội phong ấn liền có thể giải khai. Hạ Tử Ninh hơi hơi dừng lại một chút, nàng hai bên gương mặt lộ ra càng thêm đỏ, trong cổ họng âm thanh cũng kém một chút, nói ra, Diệp Thần Phong, ta biết ngươi lần này tới cổ võ giới có rất trọng yếu sự tình muốn làm, ta không thể chậm trễ ngươi thời gian, còn có ta cũng không thể chết ở chỗ này, sư môn thù ta còn không có báo, ta tuyệt đối không thể chết. Hạ Tử Ninh cắn thật chặt đôi môi đỏ thắm, âm thanh là càng thêm kém, tiếp tục nói, Diệp Thần Phong, bằng không, chúng ta xong tu đi. Tại câu nói này nói ra về sau, Hạ Tử Ninh lại cảm thấy có chút không ổn, nàng vội vàng giải thích một lần. Nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi không nên hiểu lầm, hiện tại chúng ta muốn rời khỏi tại đây, chúng ta chỉ có thể dựa vào song tu biện pháp này. Diệp Thần Phong cũng không phải một cái già mồm người, bây giờ ở loại tình huống này dưới đã không có càng thêm biện pháp tốt. Hắn nói ra, tuy nhiên ta thể nội linh hồn lực cùng các ngươi thể nội chân kính lực lượng có chút khác nhau, nhưng bây giờ chúng ta không có hắn biện pháp, vậy chúng ta trước hết tới thử một lần cái này nam nữ hợp hoan thuật đi. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cầm ném xuống đất tử họa cho nhặt lên, hai người bọn họ bắt đầu nhìn kỹ lên nam nữ hợp hoan thuật tu luyện pháp môn, ước chừng một giờ sau, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cầm nam nữ hợp hoan thuật cho nghiên cứu không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong làm nam nhân, hắn đầu tiên mở miệng nói, chúng ta có thể bắt đầu sao? Hạ Tử Ninh dùng lực cắn môi, rất nhỏ gật gật đầu, thấp giọng nói ra, nếu như chúng ta có thể từ nơi này ra ngoài, chúng ta liền xem như tại đây sự tình không có phát sinh. Diệp Thần Phong hiện tại không tâm tư đi cùng Hạ Tử Ninh nói thêm cái gì, hắn trực tiếp cầm Hạ Tử Ninh cho ôm vào trong ngực, nhanh gọn cầm Hạ Tử Ninh y phục trên người cho bỏ đi, Hạ Tử Ninh cảm giác trên thân lạnh lẽo, nàng hai tay che giấu ở ngực, hai đầu tuyết trắng béo mập bắp đùi là chặt chẽ khép lại lấy. Diệp Thần Phong cảm thụ được trong ngực Hạ Tử Ninh cứng ngắc thân thể, hắn cúi đầu xuống cầm Hạ Tử Ninh bên trái vành tai ngậm vào miệng bên trong, cái này khiến Hạ Tử Ninh nhất thời thân thể mềm nhũn, toàn thân phảng phất bị một cỗ điện lưu cho thông qua, trên gương mặt đỏ ửng là càng thêm nồng đậm. Thừa dịp Hạ Tử Ninh buông lỏng thời điểm, Diệp Thần Phong hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại Hạ Tử Ninh trên thân lục lọi, Diệp Thần Phong miệng tại buông ra Hạ Tử Ninh vành tai về sau, hắn lại hôn Hạ Tử Ninh cặp môi thơm, thỏa thích thưởng thức Hạ Tử Ninh trong miệng cam điểm chất lỏng. Phía trước bộ phim làm không sai biệt lắm về sau, Diệp Thần Phong là chuẩn bị chính thức bắt đầu, thân thể của hắn đặt ở Hạ Tử Ninh trên thân, nhìn xem Hạ Tử Ninh động tình bộ dáng, hắn trong đôi mắt thần sắc thanh tỉnh, nói ra, Hạ Tử Ninh, chúng ta có thể bắt đầu tu luyện nam nữ hợp hoan thuật. Bắt đầu chậm rãi động tình Hạ Tử Ninh, nàng bị Diệp Thần Phong một nhắc nhở như vậy, trong nội tâm nàng là càng thêm thẹn thùng, chỉ là trong cổ họng nhẹ nhàng ứng một tiếng. Theo Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đem kết hợp, hai người bọn họ trong thân thể vận chuyển lên nam nữ hợp hoan thuật, ban đầu Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực, cùng Hạ Tử Ninh thể nội chân kính lực lượng, cái này hai cỗ lực lượng đụng vào nhau về sau, có cực kỳ mãnh liệt bài xích hiện tượng, cái này khiến Diệp Thần Phong trong nội tâm nhất thời căng thẳng. Có thể theo thời gian chuyển rời, cái này hai cỗ lực lượng bài xích tại từ từ nhỏ dần, đến sau cùng hai cỗ lực lượng có thể cùng bình ở chung. Không ngừng tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trong thân thể đi đi lại lại lưu động. Bất thình lình, không khí chung quanh phảng phất đang hướng về Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bên này tụ lại, cái nào đó trong nháy mắt, Hạ Tử Ninh trên thân bộc phát ra khí thế cường hãn đến, trong cơ thể nàng phong ấn bị hoàn toàn giải trừ, nàng khôi phục thực lực phá thiên sơ kỳ tầng thứ. Có thể cái này còn chưa kết thúc, cái này nam nữ hợp hoan thuật khi tu luyện tới nửa đoạn sau thời điểm,
người tu luyện còn nhất định phải bày ra các loại cảm thấy khó xử tư thế, theo các loại cảm thấy khó xử tư thế bày ra đến, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thể nội lực lượng lưu động càng tăng nhanh hơn, chỉ có phá thiên sơ kỳ Hạ Tử Ninh, nàng thực lực vậy mà lại có đột phá dấu hiệu, thực lực bỗng nhiên bước vào phá thiên trung kỳ tầng thứ. Mà tại Hạ Tử Ninh bước vào phá thiên trung kỳ thời điểm, Diệp Thần Phong bốn phía không khí trở nên phi thường không ổn định đứng lên, hắn thể nội linh hồn lực cũng tại trong lúc đó không ngừng tăng trưởng, Diệp Thần Phong tuy nhiên cũng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, nhưng hắn hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hợp hoan thuật tu luyện bên trong. Ước chừng 15 phút về sau, Diệp Thần Phong bốn phía không khí càng ngày càng hỗn loạn, theo thời gian trôi qua, Hạ Tử Ninh cũng không còn ra vẻ rụt rè, nàng phi thường phối hợp Diệp Thần Phong chỗ lấy, trong cổ họng cũng phát ra rung động lòng người âm thanh. Chuyện của tôi. .vn Một cỗ để cho người ta kinh dị khí thế bỗng nhiên từ Diệp Thần Phong thân thể ác bên trong phóng lên tận trời, cuồn cuộn khí thế cuốn sạch lấy toàn bộ không gian, cái này khiến toàn bộ không gian lại lần nữa lắc lư mấy lần, không khí chung quanh tại Diệp Thần Phong quanh thân hình thành từng cái mắt trần có thể thấy tiểu toàn phong, cầm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cho hoàn toàn bao trùm, Diệp Thần Phong trực tiếp đột phá vương cấp linh hồn lực bình chướng, hắn nhất cử bước vào tông cấp sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ. Cái này nam nữ hợp hoan thuật để cho Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đều đột phá, xem ra cái chuông này Mộc Phong nói tới cũng tịnh không phải nói láo, cái này nam nữ hợp hoan thuật xác thực cũng đủ nghịch thiên. Chương 918, điên cuồng kế hoạch. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh ước chừng dày vò trọn vẹn hơn một cái giờ. Không đúng, phải nói Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tu luyện ước chừng hơn một cái giờ. Ban đầu Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đúng là đắm chìm trong tu luyện, bất quá, tại Hạ Tử Ninh trong cơ thể phong ấn lực lượng sau khi được giải khai, đồng thời nàng thực lực trực tiếp bước vào phá thiên trung kỳ tầng thứ về sau, còn có tại Diệp Thần Phong thực lực bước vào tông cấp sơ kỳ linh hồn lực về sau, hai người bọn họ nếu liền có thể đình chỉ. Bất quá, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng không có làm như thế, phải biết hai người bọn họ cũng là bình thường nam nữ. Bây giờ tâm lý sau cùng một đạo phòng tuyến đều bị mở ra, tại riêng phần mình tăng lên xong thực lực về sau, hai người bọn họ là triệt để phóng túng một lần. Một phen kịch liệt vận động về sau, Hạ Tử Ninh nhìn thấy Diệp Thần Phong trên lưng cùng ở ngực từng cái vết máu, trong nội tâm nàng ngượng ngùng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui xuống dưới, phải biết Diệp Thần Phong trên thân từng cái vết máu cũng là xuất phát từ nàng kiệt tác, là tại vận động quá trình bên trong, bị nàng móng tay cho cầm ra tới. Hạ Tử Ninh vội vàng tránh thoát Diệp Thần Phong ôm ấp, cầm thoát trên mặt đất y phục cho mặc vào, cảm thụ được trong cơ thể phá thiên trung kỳ chân kính lực lượng, cùng nửa người dưới ẩn ẩn nhói nhói, trong nội tâm nàng đã có loại khó nói lên lời cao hứng, lại có loại cực độ thất lạc muốn rơi lệ khó chịu cảm giác, nàng lần thứ nhất cứ như vậy cho Diệp Thần Phong nam nhân này. Hạ Tử Ninh nhấc lên một chút tinh thần, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, Diệp Thần Phong. Ta muốn hiện tại chúng ta có thể mở ra thạch môn, chờ ra cái này kích động thạch môn về sau, chúng ta liền xem như sự tình gì đều không phát sinh, có được hay không? Diệp Thần Phong cũng chính là bởi vì thực lực đột phá đến tông cấp sơ kỳ mà cao hứng đây. Hắn không nghĩ tới cái này nam nữ hợp hoan thuật có thể làm cho hắn vượt qua vương cấp linh hồn lực bình chướng, trước mắt nghe được Hạ Tử Ninh lời nói này về sau, hắn tạm thời thu hồi hưng phấn tâm tình. Hắn Diệp Thần Phong cho tới bây giờ đều không phải là một cái bội tình bạc nghĩa người. Nếu như cái này Hạ Tử Ninh cũng không có đem lần thứ nhất cho hắn, Diệp Thần Phong có lẽ sẽ xem như sự tình gì cũng không có phát sinh, nhưng hôm nay cái này Hạ Tử Ninh lần thứ nhất bị hắn cho cướp bóc, như vậy hắn liền tuyệt đối không thể xem như sự tình gì cũng không có phát sinh. Diệp Thần Phong cũng không có vội vã cầm chính mình y phục mặc tốt, mà chính là trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Xấu hổ Hạ Tử Ninh cũng không dám nhìn lấy Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong lại chứng chạc đàng hoàng nói ra, Hạ Tử Ninh, làm gì? Chẳng lẽ ngươi mặc xong quần áo cái quần liền muốn không nhận người? Vẫn là ngươi cho là ta Diệp Thần Phong không xứng với ngươi? Lại hoặc là ngươi cho là ta Diệp Thần Phong cũng là cái vô lại? Căn bản sẽ không đối với ngươi phụ trách. Cúi đầu Hạ Tử Ninh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ nói ra những lời này. Cái này khiến nàng tạm thời quên thẹn thùng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong những lời này hoàn toàn đánh trúng Hạ Tử Ninh trái tim. Hạ Tử Ninh cũng không phải một cái mặt dày nữ nhân, nàng đem nàng lần thứ nhất cho Diệp Thần Phong,
nếu như Diệp Thần Phong từ đó cùng nàng mỗi người một ngả. Chỉ sợ Hạ Tử Ninh về sau cũng sẽ không đi tìm hắn nam nhân. Nhìn xem Hạ Tử Ninh ngốc trệ bộ dáng, Diệp Thần Phong hướng thẳng đến Hạ Tử Ninh đi qua, Diệp Thần Phong tiến tới một bước. Hạ Tử Ninh liền lui ra phía sau một bước, hai người nhất tiến nhất thối, rất nhanh, Hạ Tử Ninh thân thể liền dán tại trên vách tường, nàng là lui không thể lui. Diệp Thần Phong thủ trưởng trực tiếp chống tại trên vách tường, cầm Hạ Tử Ninh cho vây quanh ở chính giữa, hắn mười phần kiên định nói ra, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Về sau ngươi Hạ Tử Ninh chính là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, ta Diệp Thần Phong sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Hạ Tử Ninh nhìn xem Diệp Thần Phong nghiêm túc biểu lộ, trong nội tâm nàng có loại nói không nên lời cảm giác, từ khi nàng môn phái bị diệt về sau, nàng đã có thật nhiều năm không có bị người cho quan tâm tới, nước mắt bất thình lình từ trong hốc mắt vạch ra tới. Diệp Thần Phong thấy thế, hắn cúi đầu xuống hôn Hạ Tử Ninh ôn nhuận bờ môi, một phen hôn nồng nhiệt trọn vẹn tiếp tục có hơn một phút đồng hồ, Diệp Thần Phong mới buông ra, hắn vươn tay ôn nhu lau đi Hạ Tử Ninh trên mặt nước mắt. Nói ra tốt, đừng khóc, đặc biệt là không cần tại nam nhân của ngươi trước mặt khóc, dạng này ta sẽ cảm thấy mình cũng vô dụng. Hạ Tử Ninh tâm là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong bá đạo cho hòa tan, nàng dùng sức chút gật đầu. Hàm răng là cắn thật chặt bờ môi, vươn tay cánh tay chủ động ôm lấy Diệp Thần Phong, mà khi nàng ôm lấy Diệp Thần Phong thời điểm, nàng bất thình lình cảm giác được có căn cứng rắn đổ vật đỉnh lấy nàng bụng, cái này trong nội tâm nàng cảm động tách ra không còn một mảnh. Mắc cỡ đỏ mặt nói ra, Thần Phong, ngươi lại muốn sao? Tử Ninh, nếu không chúng ta lại tu luyện cái này nam nữ hợp hoan thuật. Diệp Thần Phong cười hỏi. Thần Phong, chúng ta lần sau lại tu luyện được hay không? Lại nói bộ chữ vẽ kia đã nói phi thường minh bạch, cái này nam nữ hợp hoan thuật lần thứ nhất lúc thời điểm tu luyện là hiệu quả lớn nhất, nếu như chúng ta còn muốn tu luyện lời nói, ta sợ ta nếu không năng lượng đi đường. Hạ Tử Ninh cắn môi nói ra. Tốt, Tử Ninh, ta là cùng ngươi nói đùa. Diệp Thần Phong cũng đem trên mặt đất y phục cho nhặt lên, hai ba lần liền đem y phục cho mặc. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã đạt tới tông cấp sơ kỳ tầng thứ, cũng chính là hắn lực lượng cùng nguyên thiên sơ kỳ cao thủ bằng nhau, nếu như hắn dùng lại ra bạo sâu xa bộ pháp lời nói, hắn có thể miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ. Lấy Diệp Thần Phong hiện tại lực lượng, hắn hẳn là có thể đủ phá vỡ cánh cửa đá kia, bất quá, tất nhiên Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đã tu luyện nam nữ hợp hoan thuật, Diệp Thần Phong cũng không cần đến đi dùng loại này bạo lực phương thức phá hư thạch môn. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi đến thạch môn phía sau, hai người bọn họ phân biệt xòe bàn tay ra đặt tại trên cửa đá, trong cơ thể cầm nam nữ hợp hoan thuật vận chuyển lại, tướng lực lượng trực tiếp quán chú tiến vào trong cửa đá, chỉ gặp thạch môn lại lần nữa chậm rãi giờ tới. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh từ thạch môn phía sau đi tới, lần nữa trở lại chỗ kia rộng rãi trong sơn cốc, hai người bọn họ từ thạch môn phía sau đi tới trước đó, bọn họ là lại lần nữa điều tra một lần thạch môn phía sau không gian, tại không gian bên trong cũng không có phát hiện hắn đặc thù vật phẩm, thạch môn phía sau cái không gian này hẳn là vì là cũng là truyền thừa nam nữ hợp hoan thuật. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trở lại trong sơn cốc về sau, hai người bọn họ cũng không có vội vã rời đi. Diệp Thần Phong nói ra, Tử Ninh, nếu không ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một hồi. Hạ Tử Ninh là thuận theo gật gật đầu, nàng và Diệp Thần Phong cùng một chỗ ngồi tại trong sơn cốc một mảnh trên đồng cỏ. Diệp Thần Phong thuận miệng hỏi, Tử Ninh, ngươi cùng ta nói một chút các ngươi môn phái sự tình. Nhắc lên Hạ Tử Ninh môn phái, Hạ Tử Ninh trên mặt lập tức hiển hiện bi thương vẻ mặt, thật sâu hít một hơi về sau, nàng mới mở miệng nói ra, Thần Phong, chúng ta phái tên là Nguyệt Hoa Cung. Tại đỉnh cấp thế lực bên này thuộc về nhị đẳng thế lực, mà sư phụ ta là Nguyệt Hoa Cung cái này một nhiệm kỳ trưởng môn nhân, ta từ nhỏ là bị sư phụ ta nuôi dưỡng lớn lên, sư phụ là muốn để cho ta tương lai trưởng quản Nguyệt Hoa Cung. Thế nhưng là tại 3 năm trước đây, Địa Ma Điện thiếu chủ muốn khinh bạc ta, bị ta lỡ tay cho sát hại, mà Địa Ma Điện tại đỉnh cấp thế lực bên này là số 1 số 2 nhất đẳng thế lực, chúng ta Nguyệt Hoa Cung căn bản không phải Địa Ma Điện đối thủ. Nhưng chúng ta Nguyệt Hoa Cung cùng Vân Tiêu Cung quan hệ từ trước đến nay không tệ, Vân Tiêu Cung thực lực cùng Địa Ma Điện lực lượng ngang nhau, vừa mới bắt đầu Vân Tiêu Cung còn đứng đi ra bảo vệ chúng ta Nguyệt Hoa Cung, thế nhưng là Vân Tiêu Cung thiếu chủ đã sớm xem ra ta, hắn lợi dụng cơ hội lần này buộc ta trở thành hắn nữ nhân, lúc ấy ta quá mức tùy hứng,
trước mặt mọi người cự tuyệt Vân Tiêu Cung thiếu chủ, cái này dẫn đến Vân Tiêu Cung trực tiếp cùng chúng ta Nguyệt Hoa Cung quyết liệt. Cái này quyết liệt hậu quả có thể nghĩ, Địa Ma Điện không kiêng nể gì cả đối với chúng ta Nguyệt Hoa Cung phát động công kích, sư phụ biết chúng ta Nguyệt Hoa Cung muốn diệt vong, nàng đồng dạng biết ta tính tình cương liệt, vì ngăn ngừa ta đi lấy trứng chọi đá, nàng cầm trong cơ thể ta lực lượng cho phong ấn, nói cho ta biết liên quan tới Nguyệt Hoa Cung tàng bảo địa sự tình, còn đem ta bí mật đưa ra Nguyệt Hoa Cung. Về sau sự tình ngươi cũng biết, tại biến đổi bất ngờ về sau, ngã rơi xuống nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia, cầm chính mình cho hoàn toàn che giấu, chờ đợi tương lai có vi sư môn cơ hội báo thù. Diệp Thần Phong nghe Hạ Tử Ninh chuyện cũ, hắn dần dần bắt đầu trầm mặc, bây giờ hắn muốn đối phó có Vân Thiên Tông, Vạn Độc Môn cùng Thiên Sơn môn cái này ba môn phái, nếu như lại thêm một cái Địa Ma Điện, như vậy hắn muốn đối phó hai cái nhất đẳng thế lực. Diệp Thần Phong trong nội tâm bất thình lình xuất hiện một cái điên cuồng kế hoạch, hắn muốn tiếp theo bàn đại cờ, chỉ cần hắn có thể cầm Vân Thiên Tông, Vạn Độc Môn cùng Thiên Sơn môn giải quyết, như vậy đến lúc đó hắn thế lực khẳng định sẽ vang vọng toàn bộ cổ võ giới, đến lúc đó còn sợ không có môn phái đứng tại hắn bên này sao. Đến lúc kia, lại muốn giải quyết một cái nhất đẳng thế lực Địa Ma Điện hẳn không có cái gì độ khó khăn. Chương 919, Huyết Tẩy Thiên Sơn Môn. Tại trong sơn cốc nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Thần Phong nghe xong Hạ Tử Ninh chuyện cũ về sau, hai người bọn họ liền chuẩn bị rời đi trước sơn cốc, bây giờ Hạ Tử Ninh có phá thiên trung kỳ thực lực, mà Diệp Thần Phong trong nội tâm cũng có một cái kế hoạch đơn giản, hắn mở miệng nói ra Tử Ninh, một mình ngươi quay về một chuyến nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia thông báo một tiếng ta ngoại thái công bọn họ được hay không. Ta muốn lưu tại đỉnh cấp thế lực bên này đánh trước dò xét một chút. Chúng ta có thể tại Thiên Tinh Thành bên trong chạm mặt. Lần trước Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tiến vào đỉnh cấp thế lực bên này thời điểm, hai người bọn họ từng tại Thiên Tinh Thành ở đây qua mấy ngày thời gian, Diệp Thần Phong tự nhiên vẫn là nhận ra đi hướng về Thiên Tinh Thành lộ tuyến. Huống hồ hắn lần trước mua một phần đỉnh cấp thế lực bên này địa đồ, đỉnh cấp thế lực bên này mấy đầu chủ yếu lộ tuyến, hắn đều đã là ghi tạc trong đầu. Còn có bây giờ Hạ Tử Ninh đã có phá thiên trung kỳ thực lực, Hạ Tử Ninh cũng coi là tên phù nếu cao thủ, chỉ cần Hạ Tử Ninh lựa chọn lúc đến đường trở lại, Hạ Tử Ninh căn bản không có khả năng gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Hạ Tử Ninh nhìn xem Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi có phải hay không muốn gạt chúng ta làm những gì sự tình? Diệp Thần Phong trực tiếp hồi đáp, Tử Ninh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn trước cầm Vân Thiên Tông bọn họ gần nhất tình huống tìm hiểu tốt, dạng này đối với chúng ta về sau hành động liền có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Chúng ta ngay ở chỗ này chia ra hành động. Nếu là ngươi thực sự không nỡ ta, ta cũng có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trở về một chuyến, thuận tiện tại trở lại trên đường chúng ta lại tu luyện khó tu luyện nam nữ hợp hoan thuật. Nghe vậy, Hạ Tử Ninh nhất thời náo một cái mặt to đỏ, nàng xì một cái Diệp Thần Phong, nói, người nào không nỡ bỏ ngươi, vậy chúng ta trước tiên ở tại đây chia ra hành động, chúng ta tại Thiên Tinh Thành chạm mặt. Diệp Thần Phong nhìn xem Hạ Tử Ninh bóng lưng từ từ đi xa về sau, hắn thu hồi trên mặt bất cần đời biểu lộ. Nếu hắn xác thực có chuyện gạt Hạ Tử Ninh, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã có tông cấp sơ kỳ, hắn dự định đi một chuyến Thiên Sơn Môn, bằng vào hắn bây giờ thực lực huyết tẩy một cái Thiên Sơn Môn cũng không tính việc khó, dù sao Thiên Sơn Môn chỉ là một cái tam đẳng thế lực, tại tam đẳng trong thế lực thế nhưng là ngay cả nguyên thiên cảnh giới cao thủ cũng không có, lấy Diệp Thần Phong bây giờ thực lực. Hắn có đầy đủ tự tin đi trước Thiên Sơn Môn đi một chuyến. Diệp Thần Phong muốn tại Tôn Bác Dịch đám người đi tới đỉnh cấp thế lực bên này trước đó, hắn trước tiên muốn tại đỉnh cấp thế lực bên này làm ra một chút đại động tĩnh đến, vì đó sau khi kế hoạch trước tiên làm tốt một chút công tác chuẩn bị. Tại Hạ Tử Ninh thân ảnh biến mất tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt về sau, Diệp Thần Phong tại phân rõ một chút Thiên Sơn Môn chỗ phương hướng về sau. Hắn lập tức cũng tăng lên tốc độ hướng về Thiên Sơn Môn phương hướng chạy như bay. Tại Diệp Thần Phong đuổi tới Thiên Sơn Môn chân núi thời điểm, sắc trời đã là dần dần đêm đen đến, Thiên Sơn Môn trưởng môn Phương Chí Dũng cùng đại trưởng lão Thu Nguyên Long đều tại Vân Thiên Tông chờ đợi Vương Mộc Trùng cầm Diệp Thần Phong đuổi bắt trở lại. Phía trước không lâu Phương Chí Dũng để cho Thiên Sơn Môn nhị trưởng lão Lỗ Đấu Văn về trước môn phái tọa trấn. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này để cho Lỗ Đấu Văn muốn ước thúc tốt Thiên Sơn Môn đệ tử. Cho nên, tại Lỗ Đấu Văn trở lại Thiên Sơn Môn về sau, hắn liền để cho Thiên Sơn Môn đệ tử trong khoảng thời gian này bên trong tận lực không cần bước ra môn phái,
đồng thời tăng cường Thiên Sơn môn phòng vệ công tác, mỗi ngày đều có 4 tên Thiên Sơn môn đệ tử tại chân núi trấn giữ lấy. Làm Diệp Thần Phong đi vào Thiên Sơn môn chân núi thì tối nay tại Thiên Sơn môn chân núi trấn giữ 4 tên đệ tử, bọn họ ánh mắt nhất thời toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân. Bởi vì trong bầu trời đêm mặt trăng bị mây đen cho che kín, cho nên cái này 4 tên Thiên Sơn môn đệ tử thấy không rõ lắm Diệp Thần Phong tướng mạo. Nếu như cái này 4 tên đệ tử thấy rõ ràng Diệp Thần Phong tướng mạo, bọn họ nhất định sẽ ngay đầu tiên hét to lên. Bởi vì Diệp Thần Phong chân dung toàn bộ Thiên Sơn môn các đệ tử cũng là nhìn qua. Người đến người phương nào? Ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Tối nay Thiên Sơn môn không tiếp đãi khách nhân, còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này. 4 tên Thiên Sơn môn trong hàng đệ tử bên trong một người mở miệng nói ra. Diệp Thần Phong thô sơ giản lược cảm ứng một chút trước mặt 4 người này thực lực, phát hiện cái này 4 tên Thiên Sơn môn đệ tử đều tại thiên giai tầng thứ, mà Diệp Thần Phong dưới chân bước chân cũng không làm bất kỳ dừng lại gì, hắn vẫn như cũ là không vội không chậm hướng phía này 4 tên Thiên Sơn môn đệ tử đi qua. Làm Diệp Thần Phong rời này 4 tên đệ tử chỉ có 1 mét khoảng cách thì trong bầu trời đêm che kín mặt trăng mây đen bị gió thổi mở, trắng bạc sắc ánh trăng như nước chảy chiếu nghiêng xuống, Diệp Thần Phong tướng mạo nhất thời trở nên rõ ràng. Này 4 tên Thiên Sơn môn đệ tử khi nhìn đến người trước mặt này tướng mạo về sau, bọn họ đầu tiên là hơi hơi sững sờ, tại bọn họ vừa mới kịp phản ứng thời điểm. Diệp Thần Phong đã từ bọn họ bên cạnh đi qua. Mà tại Diệp Thần Phong đi qua bọn họ bên cạnh sát na, 4 người bọn họ đầu phảng phất dưa hấu một dạng vỡ ra. Diệp Thần Phong từng bước một hướng phía Thiên Sơn môn đi lên. Rất nhanh, hắn liền muốn đi đến Thiên Sơn môn quảng trường lối vào, tại lối vào địa phương như cũ có 4 tên Thiên Sơn môn đệ tử trấn giữ lấy. Lúc này bởi vì trong bầu trời đêm mặt trăng không có bị mây đen cho che kín, cái này 4 tên Thiên Sơn môn đệ tử là thấy rõ Diệp Thần Phong bộ dáng. Cái này 4 tên Thiên Sơn môn trong các đệ tử, một người là tiên thiên sơ kỳ thực lực, 3 người là thiên giai thượng phẩm thực lực, tên kia tiên thiên sơ kỳ đệ tử phản ứng đầu tiên, trong cổ họng trực tiếp giống một cuống họng, không tốt, Diệp. Đáng tiếc là tên này tiên thiên sơ kỳ đệ tử còn không có giống xong, đầu hắn liền trực tiếp vỡ ra, mặt khác 3 tên thiên giai thượng phẩm Thiên Sơn môn đệ tử, bọn họ khi nhìn đến một màn này về sau. Bọn họ lá gan sớm đã bị hoảng sợ phá, thân thể run run rẩy rẩy ngây người tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua 3 người này, lúc trước có người buông tha Trấn Thiên môn cùng Quỷ Y môn đệ tử sao? Diệp Thần Phong từng bước một đi qua này 3 tên Thiên Sơn môn đệ tử bên cạnh, này 3 tên Thiên Sơn môn đệ tử gặp Diệp Thần Phong không có ra tay với bọn họ, đang lúc trong lòng bọn họ mặt nghi hoặc thời điểm. Bọn họ bất thình lình cảm giác đầu một trận căng đau, ngay sau đó, 3 người bọn hắn liền không có chi giác, bởi vì bọn hắn 3 cái đầu đồng dạng là vỡ ra. Vừa rồi tên kia tiên thiên sơ kỳ Thiên Sơn môn đệ tử, hắn một cuống họng mặc dù không có giống hoàn chỉnh, nhưng hắn âm thanh là truyền vào Thiên Sơn môn quảng trường sau khi trong đại điện, có tầm 10 tên Thiên Sơn môn đệ tử đi tới nhìn xem, khi bọn hắn nhờ ánh trăng nhìn thấy Diệp Thần Phong bộ dáng thì bọn họ cả đám đều không bình tĩnh. Bởi vì bây giờ Diệp Thần Phong chân dung liền treo ở trong đại điện, Thiên Sơn môn đệ tử muốn không nhớ kỹ Diệp Thần Phong bộ dáng đều không được. Nhưng mà, này Thiên Sơn môn đệ tử cũng đều biết chính mình không phải Diệp Thần Phong đối thủ, khi bọn hắn vừa muốn chạy trốn thời điểm, Diệp Thần Phong thân ảnh liền động, hắn chỉ là nhanh chóng từ nơi này vài ngày Sơn môn đệ tử bên cạnh lướt qua đi, những đệ tử này đầu liền một cái tiếp theo một cái vỡ ra. Đối phó những này hoặc là địa giai. Có lẽ thiên giai, hoặc là tiên thiên cao thủ, bây giờ Diệp Thần Phong là căn bản không cần đến xuất thủ. Huyết hoa cùng óc trong không khí bay múa, mà Diệp Thần Phong như là nhất tôn sát thần đồng dạng, trên mặt hắn không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Hắn tối nay tới đến Thiên Sơn Môn, hắn chính là muốn huyết tẩy này Thiên Sơn Môn, đây cũng là hắn tại đỉnh cấp thế lực bên này muốn làm ra cái thứ nhất động tĩnh. Theo Thiên Sơn Môn trên quảng trường âm thanh càng lúc càng lớn. Bị những âm thanh này dẫn tới Thiên Sơn môn đệ tử là càng ngày càng nhiều, làm này Thiên Sơn môn đệ tử bước vào quảng trường này về sau, bọn họ phảng phất cũng là bước vào địa ngục, một khỏa lại một viên đầu không ngừng bạo liệt, trong không khí trong nháy mắt bị mùi máu tươi cho bổ sung. Vô tận trầm đục âm thanh quanh quẩn tại Thiên Sơn môn trên quảng trường,
mà Diệp Thần Phong giống như chỉ là nhàn nhã tại trên quảng trường hành tẩu thôi, phàm là xuất hiện tại trên quảng trường Thiên Sơn môn đệ tử, Diệp Thần Phong là ngay cả một cái đều không buông tha, có lẽ này Thiên Sơn môn trong các đệ tử là có hay không cô người, có lẽ này Thiên Sơn môn trong các đệ tử có rất nhiều người đều không có tham dự vào diệt trấn thiên môn cùng quỷ y môn trong khi hành động. Bất quá, cái thế giới này cũng là tàn khốc như vậy, trấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử lúc trước không phải liền là bị tàn nhẫn sát hại sao? Cho nên Diệp Thần Phong căn bản không cần đi quản người nào Thiên Sơn môn đệ tử là vô tội, lại có người nào Thiên Sơn môn đệ tử là nên giết, dù sao hắn tối nay tới đến nơi đây, trong lòng của hắn chỉ có một cái con mắt, cái kia chính là huyết tẩy Thiên Sơn môn, huyết tẩy Thiên Sơn môn, huyết tẩy Thiên Sơn môn. Chương 920, Tiểu Hữu, có thể hay không cho lão phu cái mặt mũi? Đêm lạnh như nước. Tại Thiên Sơn môn trên quảng trường máu chảy thành sông thời điểm, Thiên Sơn môn nhị trưởng lão Lỗ Đấu Văn gian phòng bên trong. Bởi vì Lỗ Đấu Văn gian phòng tại Thiên Sơn môn chỗ sâu, cho nên Thiên Sơn môn trên quảng trường động tĩnh cũng không thể đủ truyền đến Lỗ Đấu Văn gian phòng bên trong. Từ khi Lỗ Đấu Văn toàn bộ cánh tay trái bị Diệp Thần Phong hại không có về sau, hắn tính tình liền trở nên cực kỳ táo bạo, phải biết hắn nhưng là Thiên Sơn môn nhị trưởng lão, nhưng hôm nay hắn lại biến thành một cái độc tí người tàn tật, cái này khiến hắn luôn luôn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Mỗi khi Lỗ Đấu Văn tại trong đầu nhớ tới Diệp Thần Phong bộ dáng thì hắn liền sẽ phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể lập tức cầm Diệp Thần Phong trên thân thịt cho từng khối cắt đi. Hắn hận không thể uống Diệp Thần Phong máu, ăn Diệp Thần Phong thịt, có thể nghĩ này Thiên Sơn môn nhị trưởng lão Lỗ Đấu Văn đối với Diệp Thần Phong đến cỡ nào căm hận. Phía trước không lâu Lỗ Đấu Văn được an bài quay về Thiên Sơn môn tỏa trấn về sau, hắn vì là phóng thích trong nội tâm phẫn nộ, hắn lựa chọn đối với rất nhiều ngày Sơn môn nữ đệ tử ra tay. Giờ phút này, tại Lỗ Đấu Văn gian phòng bên trong, ba cái trên thân không có mặc bất luận cái gì quần áo Thiên Sơn môn nữ đệ tử nằm tại Lỗ Đấu Văn trên giường, mà Lỗ Đấu Văn biểu hiện trên mặt 10 phần dữ tợn, hắn không ngừng đặt ở cái này ba cái Thiên Sơn môn nữ đệ tử trên thân thể làm lấy vận động. Lỗ Đấu Văn làm Thiên Sơn môn nhị trưởng lão, nếu như hắn muốn hưởng dụng Thiên Sơn môn nữ đệ tử thân thể lời nói, những nữ đệ tử này căn bản sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ còn đi phối hợp Lỗ Đấu Văn. Dù sao Lỗ Đấu Văn là Thiên Sơn môn nhị trưởng lão, tại cổ võ giới từ trước đến nay cũng là lấy cường giả vi tôn, tại này Thiên Sơn môn nữ đệ tử xem ra có thể trèo lên Lỗ Đấu Văn, này cũng chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Phanh! Tại Lỗ Đấu Văn cùng ba tên Thiên Sơn môn nữ đệ tử làm vận động làm đến hậu kỳ thời điểm, phòng của hắn môn bất thình lình bị gấp rút gõ vang, cái này khiến Lỗ Đấu Văn chỉ có thể tạm thời dừng lại. Trên mặt hắn thần sắc 10 phần âm trầm, không có lập tức đi mặc y phục, nói thẳng tiến đến. Kẹt kẹt, một tiếng. Lỗ Đấu Văn cửa gian phòng bị đẩy ra, một tên Thiên Sơn môn nam đệ tử vội vàng đi tới, không đợi tên này Thiên Sơn môn nam đệ tử mở miệng. Lỗ Đấu Văn liền sát khí trùng thiên còn nói thêm, cho ta một hợp lý giải thích, bằng không tối nay cũng là ngươi tử kỳ. Tên này Thiên Sơn môn nam đệ tử không dám ngẩng đầu đi xem Lỗ Đấu Văn. Trực tiếp run run rẩy rẩy nói ra, nhị trưởng lão, không tốt, không tốt, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia ngày nữa Sơn Môn. Nghe được tên này Thiên Sơn Môn nam đệ tử nâng lên Diệp Thần Phong ba chữ này thì Lỗ Đấu Văn trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, hỏi, ngươi nói Diệp Thần Phong tới chúng ta Thiên Sơn Môn. Tên này đến đây mật báo Thiên Sơn Môn nam đệ tử, hắn vừa mới là ở trong đại điện vội vàng ra bên ngoài liếc liếc một chút. Khi hắn nhìn thấy trên quảng trường máu chảy thành sông tràng cảnh thì khi hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình bộ dáng thì hắn nơi nào còn dám bước ra đại điện. Ngay đầu tiên liền đến thông chi Lỗ Đấu Văn. Tên này Thiên Sơn môn nam đệ tử trực tiếp điểm gật đầu, hồi đáp, nhị trưởng lão, Diệp Thần Phong là đi vào chúng ta Thiên Sơn môn. Nghe được tên này Thiên Sơn môn nam đệ tử khẳng định trả lời, Lỗ Đấu Văn trực tiếp cầm quần áo mặc lên người, đối tên này Thiên Sơn môn nam đệ tử quát. Không phải liền là Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia ngày nữa Sơn Môn sao? Ngươi vội cái gì hoảng? Nhị trưởng lão, thế nhưng là, tên này Thiên Sơn Môn nam đệ tử vừa định muốn nói một chút, Diệp Thần Phong đang tại điên cuồng đồ sát Thiên Sơn Môn đệ tử, mà Lỗ Đấu Văn không có kiên nhẫn lại nghe này Thiên Sơn Môn nam đệ tử nói nhảm, hắn thân ảnh vọt thẳng ra khỏi phòng, hắn thấy Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia khẳng định là bị Vương Mộc Trùng cho bắt quay về cổ võ giới.
chỉ là để cho ý hắn bên ngoài là Vương Mộc Trùng bọn người thế mà cầm Diệp Thần Phong đưa đến Thiên Sơn cửa. Bất quá, hiện tại Lỗ Đấu Văn trong lòng cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn phải nhanh chút nhìn thấy Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia, để cho Diệp Thần Phong thật tốt nếm thử hắn Lỗ Đấu Văn lợi hại. Nhưng mà, làm Lỗ Đấu Văn đi vào Thiên Sơn môn đại điện thì hắn nhìn thấy trong đại điện đứng rất nhiều thần sắc bối rối đệ tử, từ đại điện bên ngoài trên quảng trường cũng thỉnh thoảng truyền đến trầm đục âm thanh, còn có từng đợt mùi máu tươi không ngừng bay vào trong đại điện, cái này khiến Lỗ Đấu Văn có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Mà vừa mới tên kia đi trong phòng thông chi Lỗ Đấu Văn nam đệ tử, hắn cũng theo sát lấy Lỗ Đấu Văn trở lại đại điện bên trong, nuốt ngụm nước bọt giải thích nói, nhị trưởng lão, Diệp Thần Phong ở bên ngoài điên cuồng đồ sát chúng ta Thiên Sơn môn đệ tử, chúng ta bây giờ hẳn là làm sao bây giờ? Nghe vậy, Lỗ Đấu Văn hơi hơi sững sờ, trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động đứng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Vương Mộc Trùng cầm Diệp Thần Phong đuổi bắt quay về cổ võ giới về sau, để cho Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này không cẩn thận chạy trốn, cho nên cái này Diệp Thần Phong mới đi đến Thiên Sơn môn điên cuồng giết người, hắn là biết mình khả năng sống không nổi, tại trước khi chết hắn muốn tìm rất nhiều người cùng một chỗ chôn cùng, khẳng định là như thế này, khẳng định là như thế này. Trong nội tâm tự cho là đúng nghĩ thông suốt cả kiện chuyện đã xảy ra về sau, Lỗ Đấu Văn biểu hiện trên mặt là càng thêm âm ngoan, hắn mở miệng nói ra, các người bọn này vô dụng đồ vật, các người cùng ta cùng đi ra, nhìn ta đến đem Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia cầm xuống. Lần trước Lỗ Đấu Văn cùng Diệp Thần Phong là giao thủ qua, theo Lỗ Đấu Văn Diệp Thần Phong ước chừng chỉ có cùng phá thiên sơ kỳ ngang hàng thực lực, coi như hiện tại Lỗ Đấu Văn thiếu một đầu cánh tay trái. Nhưng hắn là hàng thật giá thật phá thiên trung kỳ, lấy hắn tình huống bây giờ muốn đối phó Diệp Thần Phong, hắn tự nhận là hẳn là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà khi Lỗ Đấu Văn sắc mặt âm trầm bước ra đại điện, nhìn thấy trên quảng trường nằm đầy vô số cỗ thiên sơn môn đệ tử thi thể không đầu về sau, hắn là nhìn không được chỉ độn một hai giây, ngược lại nghĩ tới những thứ này đệ tử phần lớn chỉ có thiên giai cùng địa giai tầng thứ, bằng vào Diệp Thần Phong đồng đẳng với phá thiên sơ kỳ thực lực. Phải giải quyết này thiên sơn môn đệ tử đương nhiên là vô cùng đơn giản. Cho nên, hít sâu một cái khí, đơn giản điều chỉnh một chút tâm tình về sau, Lỗ Đấu Văn hướng phía Diệp Thần Phong thong dong từng bước một đi qua, tại rời Diệp Thần Phong xa 7-8 mét địa phương dừng lại. Diệp Thần Phong tông cấp sơ kỳ thực lực nội liếm tại thể nội, cho nên Lỗ Đấu Văn không có cảm giác ra Diệp Thần Phong khí thế cường hãn hơn hắn quá nhiều, mà chính là một đôi tròng mắt bên trong thần sắc càng phát ra âm ế. Khóe miệng treo từng tia âm ngoan cười lạnh, nói ra, Diệp Thần Phong, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Ta biết ngươi tiểu xúc sinh này khẳng định là bị vương tiền bối cho bắt quay về cổ võ giới đến, ngươi là thế nào từ vương tiền bối trong tay chạy đi. Tối nay ngươi tới chúng ta thiên sơn môn chỉ sợ là muốn cỡ nào kéo một số người làm đệm lưng a. Bởi vì ngươi biết chính mình lần này khẳng định không thể còn sống rời đi cổ võ giới. Ngươi nói ta đoán đúng không đúng? Diệp Thần Phong nhìn xem nói một mình Lỗ Đấu Văn, khóe miệng hơi hơi hiển hiện một vòng khinh thường nụ cười, hỏi các ngươi thiên sơn môn trưởng môn cùng đại trưởng lão ở đâu? Để bọn hắn hai cái lập tức cút ra đây cho ta. Phải biết lúc trước chỉ huy tiến đến diệt trấn thiên môn cùng quỷ y môn nhân chính là thiên sơn môn đại trưởng lão Thu Nguyên Long, mà thiên sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng ngầm thừa nhận Thu Nguyên Long loại hành vi này. Theo Diệp Thần Phong Phương Chí Dũng cũng là tuyệt đối không thể tha thứ, cho nên hắn dự định cầm Thu Nguyên Long cùng Phương Chí Dũng bắt sống tới, giao cho hắn ngoại thái công Tôn Bác Dịch bọn người xử lý. Tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng chính mình là ở đâu? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta thiên sơn bậc cửa dưới tù, đến lúc đó ta sẽ dùng rất nhiều biện pháp chậm rãi giày vò ngươi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi. Về phần thiên sơn môn trưởng môn cùng đại trưởng lão, bọn họ chỉ sợ cũng phi thường muốn gặp được ngươi tiểu xúc sinh này, đáng tiếc là bọn họ tại Vân Thiên Tông bên trong chờ đợi ngươi tin tức, chờ ta đem ngươi đuổi bắt hạ xuống về sau, ta lập tức sẽ thông báo cho hai người bọn họ. Lỗ Đấu Văn từ đầu đến cuối đều không có cầm Diệp Thần Phong để vào mắt, lần trước thời điểm giao thủ Diệp Thần Phong thực lực chỉ có chờ cùng với phá thiên sơ kỳ, mà trước mắt mới đi qua bao lâu thời gian. Theo Lỗ Đấu Văn Diệp Thần Phong thực lực chắc chắn sẽ không có trên diện rộng tăng trưởng. Những cái kia đi theo Lỗ Đấu Văn đi ra đại điện thiên sơn môn đệ tử, bọn họ khi nhìn đến nhị trưởng lão tràn ngập tự tin hành vi về sau,
trong lòng bọn họ đối mặt Diệp Thần Phong hoảng sợ cũng đang từ từ tiêu tán, từng cái trong cổ họng hô hào, nhị trưởng lão, cho chúng ta Thiên Sơn môn chết đi đệ tử báo thù, nhị trưởng lão, ngài nhất định phải cầm tiểu súc sinh này cho đuổi bắt hạ xuống. Diệp Thần Phong nghe này Thiên Sơn môn đệ tử kêu gào âm thanh, trong lòng của hắn là bực bội không thôi, hắn tùy ý nhún nhún vai, nói ra, đã các ngươi trưởng môn cùng đại trưởng lão đều không tại, như vậy tối nay ta sẽ để cho Thiên Sơn môn chó gà không tha. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân khẽ nhúc nhích, hắn cũng không có sử xuất bạo sâu xa bộ pháp, bây giờ hắn lực lượng đồng đẳng với nguyên thiên sơ kỳ cao thủ, đối phó Lỗ Đấu Văn cái này phá thiên trung kỳ ngu ngốc, căn bản không cần đến sử xuất bạo sâu xa bộ pháp. Tại Diệp Thần Phong mở rộng bước chân thời điểm, Diệp Thần Phong nội liếm linh hồn lực liền phóng xuất ra, làm Lỗ Đấu Văn cảm giác được Diệp Thần Phong này áp bách khí thế về sau, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, đáng tiếc là tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay phải trực tiếp chế trụ cổ của hắn, đem hắn thân thể từ dưới đất cho lăng không nhấc lên. Mà đang lúc Diệp Thần Phong muốn tiện tay giải quyết Lỗ Đấu Văn thời điểm, một đạo thanh âm già nua tại trên quảng trường khuếch tán ra tới, tiểu hữu, chậm đã, có thể hay không cho lão phu cái mặt mũi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.